chương 51 Mưu đồ bí mật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 51 phải không? Cùng một cái thuyền Một nguyên phủ cười cười, không có trả lời hắn lời này, chỉ là rót cho mình chén rượu Nhíp chính vương chẳng lẽ lại liền không có nghĩ qua, vạn nhất sự bại, sẽ cho ngụy quốc đưa tới cái gì a? À? Dù sao, phùng thái hậu kinh doanh nhiều năm, trong triều thế lực cũng không phải một tên mao đầu tiểu tử có khả năng so sánh này liền không nhọc chu đại nhân phí tâm. Phượng Hoa không lắm để ý trả lời. Tuy nguyên, Ngụy quốc cũng tốt, lương quốc cũng được, không đồng dạng đều là cùng thuộc Trung Nguyên A, tại trăm năm trước vẫn là một cái chỉnh thể, bất quá là trải qua gần trăm năm hỗn chiến, thế lực thấp nơi họa chiến thắng, nhau nhau kiến quốc, mới làm thành bây giờ Trung Nguyên chia năm sẽ bảy cục diện. Ngụy quốc dù cho diệt vong, vong cũng chỉ là những cái được gọi là hoàng thất, cùng bách tính không có chút nào liên quan mà cái kia dơ bẩn không chịu nổi hoàn thất sớm đã không còn tồn tại cần thiết chính là không vong tại đại lương chi thủ luôn có một ngày cũng sẽ bị hắn tiêu diệt thấy hắn như thế một nguyên phủ cũng không nói thêm gì nữa lúc đầu hắn hôm nay cũng bất quá là bị coi như công cụ đối phương chân chính muốn gặp cũng không phải chính mình mà lại chân chính có thế làm chủ cũng không phải chính mình hắn duy nhất quan tâm là một viên quyết định Bất quá một viên quyết định hẳn là cũng không khó đoán, nếu là hắn vô ý cùng Ngụy Quốc kết minh, hôm nay liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Phượng Hoa cũng vô ý cùng hắn nhiều lời, nói một tiếng xin lỗi không tiếp được, liền rời đi, tiến đến gặp chân chính muốn gặp một viên. Một nguyên phủ ngồi lặng lặng, kiên nhẫn chờ đợi một viên xuất hiện, cũng chờ đợi đáp án của hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cục chờ đến vẫn là một thân người hầu ăn mặc một viên nhìn xem một viên trên mặt căn bản không che giấu được vui mừng, trong lòng của hắn suy đoán lại ấn chứng mấy phần. Chu đại nhân, trở về đi. Lần này may mắn mà có Chu đại nhân. Chu đại nhân công lao, trẫm sẽ nhớ ở trong lòng, đại hắn nhật trọng nắm chính quyền, tự sẽ luận công hành thưởng. Một viên ngữ khí là khó được ôn hòa, trong mắt càng là đầy tràn chờ mong. Bệ hạ đây là dự định cùng ngụy quốc kết minh lại không biết ngụy quốc toan tính là cái gì trên đường trở về một nguyên phủ thấp giọng hỏi một viên giật mình vốn không muốn trả lời bất quá hơi suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được hạ giọng nói phượng hoa hắn muốn một người muốn một người một nguyên phủ mày rậm nhíu sau một khắc liền nghe một viên nói bổ sung người này chính là mẫu hậu nói đến chỗ này một viên một mặt cổ quái lại nhịn không được bổ sung một câu không nghĩ tới này nhiếp chính vương vẫn là cái si tình loại càng không có nghĩ tới mẫu hậu còn có như thế thủ đoạn một nguyên phủ tỉnh táo hỏi ngược một câu bệ hạ tin tưởng a à. một viên lại là sững sờ nhất thời càng không có cách nào trả lời phượng hoa hao phí bao nhiêu tâm huyết bỏ ra bao lớn đại giới mới đi đến bây giờ một bước này bệ hạ tin tưởng hắn chỉ là vì một nữ tử liền cam nguyện bốc lên mất đi hết thảy rủi ro lựa chọn cùng bệ hạ kết minh, cộng đồng đối phó Thái Hậu A. Bệ hạ chẳng lẽ lại không có nghĩ qua, Phượng Hoa mặt ngoài xem ra là cùng bệ hạ kết minh, đãi sau khi chuyện thành công, trắng ngược lại bệ hạ một ngụm, thừa dịp đại lương nội đấu triều đình chính lúc rối loạn, xuất ngụy quốc quân đội thừa cơ công chiếm đại lương. Đến lúc đó, đại lương cũng không có, bệ hạ vẫn là bệ hạ A. Dẫn sói vào nhà cố sự, từ xưa đến nay, nhiều vô số kể còn xin bệ hạ nghĩ lại một viên sắc mặt trận nhìn mấy phần một nguyên phủ chỉ coi không nhìn thấy tiếp tục nói phượng hoa không thể lại ở lâu kinh thành mặc kệ hắn mục đích là có hay không chính là vì một người hắn lần này hẳn là dự định tốc chiến tốc thắng chắc hẳn hắn hẳn là ám chỉ bệ hạ khai thác bức thoái vị thủ đoạn mà hắn thì có thể tại binh lực thượng cho bệ hạ ủng hộ gặp một viên không có phản bác hắn liền biết mình nói không sai thở dài bệ hạ ngươi cảm thấy dựa vào phượng hoa một chút kia binh lực, có thể thành sự A. À. Mục viên lại cười. Chu đại nhân, trẫm thừa nhận ngươi mới nói tới rất có đạo lý, bất quá trẫm cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu ba tuổi hài nhi, há lại sẽ hoàn toàn ỷ lại hắn nước trợ lực. Mục nguyên phủ ngây ngẩn cả người. Mục viên hơi có vẻ đắc ý, trẫm dù sao chính là đại lương hoàng đế, danh chính ngôn thuận, quan văn cũng tốt, võ tướng cũng được, cuối cùng sẽ có người nhận rõ điểm này về phần phượng hoa hắn nếu là thành tâm hợp tác cái kia tất nhiên là vô cùng tốt sau khi chuyện thành công theo như nhu cầu nếu là hắn còn đánh lấy khác chủ ý ngụy quốc nhiếp chính vương mặc dù thủ đoạn cao minh nhưng là nơi đây lại không phải là ngụy quốc ngoài tầm tay với chẳng lẽ lại hắn còn có thể đại lương lật ra hoa đến chu đại nhân tạm chờ lấy chính là đại trẫm đem hết thảy an bài thỏa đáng tự sẽ phái người thông tri ngươi như thế nào làm việc đến một cái vắng vẻ giao lộ, một viên liền xuống xe, chui vào đã sớm chờ ở một bên vải xanh kiệu, rất nhanh liền không có thân ảnh. Một nguyên phủ trầm mặt nhìn xem cái kia xanh kiệu biến mất phương hướng, thật lâu, mới chậm rãi buông xuống màn cửa. Xem ra trong cung thị vệ thủ lĩnh bên trong, đã có người quy thuận một viên. Thái hậu nắm giữ lấy binh quyền, người bên ngoài muốn nhúng tay trong quân cũng không phải là chuyện dễ, bất quá lại có thể từ nội thành vệ chỗ tới tay, chỉ cần đem người khống chế lại lấy hoàng đế thân phận hiệu lệnh bách quan nghĩ đến một viên dự định hắn thở một hơi thật dài ý nghĩ ngược lại là vô cùng tốt chỉ là hắn làm sao không suy nghĩ bây giờ trong kinh tụ tập bao nhiêu quốc gia lai sứ nếu là có người từ đó thêm phiền trên lửa đốt dầu này trong kinh thế cục thề tất đại loạn một khi kinh thành loạn cả lên lấy một viên thủ đoạn căn bản là không có cách lắng lại nếu là lại lan tràn ra hậu quả kia hắn cũng không dám tưởng tượng. Nhìn, đây cũng là con của hắn, một cái không có chút nào cái nhìn đại cục, tự cho là thông minh nhưng lại không biết mùi vị nhi tử. Hắn cười trào phúng cười. Đại lương giao đến dạng này trong tay người, lại có thể nào để cho người ta yên tâm. Lại nói một viên trở lại trong cung, âm thầm triệu tập tâm phúc thương nghị cung biến đủ loại chi tiết, lật qua lật lại nghiên cứu có thể thực hiện phương án, gắn đạt tới làm được một kích phải trúng vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, hắn còn đem kế hoạch cáo tri Trịnh Thái Phi cùng Trịnh Phượng Kỳ, vì vạn nhất bị Minh Đức Điện phát hiện mánh khóe, hai người này có thể cho mình đánh yểm trợ. Trịnh Phượng Kỳ một mặt kinh ngạc, bất quá lại vừa nghĩ tới sau khi chuyện thành công, bệ hạ sẽ là danh chính ngôn thuận bệ hạ, đại quyền trong tay, sẽ không đi thủ bất luận kẻ nào cản tay, mà nàng, cũng lại bởi vậy mà mở ra một đầu thông thiên phú quý đường. Chỉ là nghĩ như vậy, nàng liền ức chế không nổi trong lòng kích động ngược lại là trịnh thái phi có chút thất thần một hồi lâu mới dường như không dám tin tưởng hỏi phượng hoa nói hắn mục đích là đạt được thái hậu một viên nhẹ gật đầu thật là như thế sau khi chuyện thành công trẫm liền sẽ đem người giao cho hắn tiếp lấy liền sẽ hướng về thiên hạ tuyên cáo phùng thái hậu bởi vì đột phát bệnh bột phát nặng mà hoang hắn lại là vì thái hậu mà đến cái này thực tế để cho người ta khó có thể tin. Hắn thế mà đối Thái Hậu có mang tâm tư như vậy, nguyên lai tưởng rằng. Trịnh Thái Phi tự lẩm bẩm, trong lòng nói không rõ là tư vị gì. Nguyên bản, nàng cũng có thể có như thế một cái đại chính mình tình thâm người, nàng thậm chí còn có thể có được một cái cùng hắn chảy đồng dạng huyết mạch hài tử, chỉ tiếc. Nghĩ đến bị một chén canh thịt đánh hạ đoàn kia cốt nhục, nàng liền cảm thấy tim một trận đau dảo vậy đau đớn mẫu phi ngươi làm sao gặp nàng đột nhiên sắc mặt tái nhợt một viên đưa tay muốn đi đỡ trịnh thái phi lại vô ý thức tránh khỏi hắn tay một viên liền giật mình lập tức như không có việc gì rụt tay về năm đó cái kia một bác rơi thai thuốc đến cùng vẫn là đã thương mẹ con ở giữa phân tình bất quá liền xem như lại đến một lần lựa chọn của hắn vẫn là đồng dạng tuyệt đối sẽ không cái kia con hoang sinh ra tới cũng may mẫu phi mặc dù thương tâm, cũng đối với mình có chỗ oán buồn bực, bất quá cuối cùng còn nhớ rõ, ai mới là nàng cả đời dựa. Cách mấy ngày, một nguyên phủ quả nhiên liền nhận được một viên cho mình mật chỉ, cùng một đạo hổ phù. Hắn đem cái kia đạo hổ phù cầm trong tay lật qua lật lại xem, thật lâu, cười lạnh một tiếng. Đạo này hổ phù quả thực có thể dĩ giả loạn chân, nếu không phải hắn, thật đúng là có thế nhất thời bị lừa gạt ở một viên tại mật chỉ bên trên chỉ là nhường hắn tại ngày nào một lúc nào đó, cầm hổ phù cùng thượng quan lương đồng loạt hướng Tây Đại Doanh. Còn lại, nhưng không có nhiều lời. Mật chỉ bên trên mặc dù không có nói rõ này ở trong nguyên do, nhưng hắn ẩn ẩn có cái suy đoán. Bất quá trong lòng hắn còn có một cái sầu lo, luôn cảm thấy một viên giám can đảm bốc lên bức thoái vị như vậy lớn rủi ro, nhất định còn có cái gì khác càng lớn thể đánh bạc. Nếu không, chỉ là một cái phượng hoa, tất nhiên không có khả năng như vậy tùy tiện liền thuyết phục hắn. Hắn nghĩ, phượng hoa gia nhập, bất quá là cho hắn thêm một tầng thật mỏng bảo hộ, tuyệt không phải hắn lực lượng sở tại. Hắn nhất thời cũng đoán không ra, trong triều còn có cái gì thế lực có thể cho hắn như vậy lớn lực lượng. Vạn thọ tiết chính thức đến một ngày trước, cả tòa kinh thành đều tràn ngập tại một mảnh náo nhiệt vui mừng bên trong, khắp nơi dăng đèn kết hoa trong cung càng là thiết hạ liên tràng thịnh yến chiêu đại các quốc gia lai sứ, cũng là hướng bọn hắn hiện ra đại lương hùng hậu thực lực kinh tế. Trận này trận thịnh yến từ giờ tị lên, một mực lan tràn đến giờ dậu, mới nên đón cao trào. Từng đạo huyển lệ pháo hoa bay về phía trời cao, chiếu sáng cả tòa cung điện, pháo hoa triệt để nở rộ bọn chúng ngắn ngủi nhưng lại sáng lạng một đời sau, tại cả điện, cung nên thái hậu, cung nên bệ hạ tâm thanh bên trong, ung vinh hoa quý phùng thái hậu nện bước bước chân nhẹ nhàng đi lên bậc thềm ngọc ở trong đó trên bảo tọa ngồi xuống hoàng đế một viên lập tức tại nàng bên cạnh người dưới tay chỗ cũng ngồi xuống phượng hoa ánh mắt một mực rơi vào thượng thủ cái kia khí độ bất phàm trên người nữ tử không buông tha của nàng mỗi một cái biểu lộ hắn rót cho mình một chén rượu cúi đầu uống một hơi cạn sạch nhìn xem nữ tử kia mang trên mặt vừa vặn dáng tươi cười đang môi mở ra hợp lại ở giữa nói đều là khách sáo nhưng lại không mất tự phụ ngôn ngữ. hắn nghĩ lại là không biết đêm nay sau đó cái này nhiều năm qua một mực thân ở cao vị, tay cầm quyền sinh sát, ý chí sắt đá nữ tử lại lại biến thành như thế nào một bộ dáng. đương nàng biết mình sở tác sở vi về sau lại sẽ có dạng gì biểu lộ, phẫn nộ, bối rối, thất vọng, vẫn là liền cái biến hóa biểu lộ đều không có, thượng thủ. Phùng Thái Hậu nâng chén cùng mọi người cộng ẩm cùng vui tất, tiếng nhạc tấu vang, tiền điện rộng lớn trên đất bằng, sớm liền dựng lên cao đài, hai tên nam tử trẻ tuổi dẫm tại dựng đứng lên cây gậy trúc trên đỉnh, hướng cả điện các quý nhân biểu hiện ra chính mình cao siêu đặc kỹ, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, tiếng vỗ tay không dứt. Trong điện nơi nào đó, hổ nữ kích động vỗ tay, thấy hưng khởi chỗ, còn lôi kéo bên người thọ khang công chúa tay áo thẳng gọi, Người kia thật là lợi hại a, à, hắn là thế nào làm được? Dẫm lên như vậy vừa mịn lại cao cây gậy trúc, còn có thể cả người cùng giống như quạt gió cuốn lên. Thọ Khang công chúa thấy kích động, bất quá lại so với nàng thận trọng được nhiều. Đúng a, à, thật quá lợi hại. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp cái này. A à a, à, ngươi trong ngươi xem nhìn, người kia bay lên. A, à, người đối diện thế mà đem hắn tiếp nhận. Qua, quá đặc sắc. Âm thanh ủng hộ, tiếng hoang hô thật lâu không dứt, giờ này khắc này, mặc kệ nam nữ, cũng mặc kệ quan chức cao thấp, đám người đều bị này đặc sắc tiết mục hấp dẫn. Phùng dụ trân trên mặt cũng là mang theo dáng tươi cười, ngẫu nhiên liếc một chút bên cạnh người một viên, cùng cách đó không xa rõ ràng có chút không yên lòng trịnh thái phi. Một viên mặt ngoài nhìn xem cũng là đắm chìm lấy cả điện náo nhiệt bên trong, chỉ là che đậy tại trong tay áo nắm chặt hai tay, lại bán hắn tâm tình thành bại như vậy nhất cử. Phùng Thái Hậu bưng quá chén trà uống một ngụm, che giấu trong mắt chợt lóe lên lãnh ý. Ngoài điện trên đài cao, đặc sắc vẫn tại tiếp tục. Hổ nữ hưng phấn đến khuôn mặt đỏ bừng, liên thủ lòng bàn tay cũng đều chụp đỏ lên, theo cây gậy trúc chỗ cao nhất tên kia nam tử trẻ tuổi lại lăn mình một cái, nàng kém chút nhịn không được thét lên lên tiếng, lại không biết là nhất thời không có chú ý vẫn là khác, khuỷu tay không cẩn thận đụng lật ra thiện trên bàn chén trà, trong nháy mắt làm ướt toàn bộ tay tay áo. Huyện chủ, nô tỳ hầu hạ ngài đi thay quần áo đi. Bên cạnh người tự hồ có cung nữ đang nhắc nhở, nàng không để ý địa đạo, chờ chút, ta chính thấy. Chưa hết ngữ điệu lại lập tức ngăn ở ít hầu chỗ, lập tức liền có người cường ngạnh đem nàng đỡ lên. Huyện chủ, nô tỳ viện ngài. Nàng muốn giận dữ mắng mỏ đối phương buông ra chính mình, lại phát hiện chính mình làm sao cũng nói không ra lời, thân thể lại còn thân bất do kỹ đi theo đối phương, mặc cho đối phương viện chính mình rời tiệc. Tiểu cô nương mặc dù học được một thân võ nghệ, có thế lại nơi nào trải qua chuyện như thế, vừa sợ lại giận, muốn gọi người, có thế ít hầu lại nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Người nào? Đến cùng cưỡng ép chính mình muốn làm gì? Có phải hay không nghĩ đối gì bất lợi? Nàng cố gắng thấy rõ trước mắt là một thân cung nữ ăn mặc cô gái trẻ tuổi, rất rõ ràng chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, người này càng không phải là hầu hạ của nàng cung nhân. Nàng trơ mắt nhìn nữ tử kia viện chính mình rời đi, sau lưng náo nhiệt thanh cũng càng ngày càng xa. Trong điện, Phùng Thái Hậu không để lại dấu vết liếc qua thọ khang công chúa bên cạnh người chỗ trống, lại như là lơ đãng nhìn nhìn nơi nào đó nơi hẻo lánh, gặp nơi hẻo lánh chỗ một cái cung nữ ăn mặc nữ tử nhỏ không thể thấy hướng chính mình nhẹ gật đầu, lúc này mới cúi đầu, một lần nữa cho mình đổ đầy nước trà. Trên đài cao, một tên nam tử trong đó lại lần nữa lăn không bay lên, đang lúc đám người coi là một người khác sẽ còn giống mới như vậy đem đối phương đón lấy, lại không nghĩ rằng người kia cũng đồng thời bay lên, càng có mắt hơn nhọn người phát hiện, hai tên đồng dạng lăn không mà lên nam tử, trong tay tự hồ có một đạo hàng quan hiện lên. Thích khách Có thích khách Dẫn đầu phát giác không ổn người lúc này lớn tiếng kêu lên bảo hộ thái hậu bảo hộ bệ hạ bảo hộ thái hậu bảo hộ bệ hạ a a cứu mạng a chạy mau cẩn thận cả điện lập tức loạn cả một đoàn cái bàn bị đâm đến ngã trái ngã phải tiệc trụ đổ đầy đất có trốn chi không kịp triều thần bị ngã trên mặt đất cái bàn trượt chân kém chút liền mất mạng tại thích khách dưới kiếm nhanh nhanh bảo hộ mẫu hậu bảo hộ mẫu hậu đang nghe có thích khách trong nháy mắt đó, một viên dẫn đầu hướng Phùng Thái Hậu lao đến, lớn tiếng kêu lên. Chương 52 Bức thoái vị Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 52 có thích khách thanh một vang, liền lập tức có trong cung thị vệ vọt ra, tại chỗ liền đem bọn thích khách đánh nhau lên, trong lúc nhất thời. Trong điện tràn đầy, binh binh bang bang, binh khí giao tiếp âm thanh, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu, Phùng Dụ Trân cùng một viên bị bọn hộ vệ vững vàng bảo hộ ở Trung ương, trong điện ngoài điện, không ngừng có thích khách hiện ra đến, cũng không ngừng có người ngã xuống. Hậu cung nữ quyến bên trong, ngày xưa nhất là đoan trang vừa vặn thái phi thái tầng nhóm, giờ phút này tóc mai lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, tinh xảo trang dung cũng bị vẫy ra nước trà rượu, cùng mồ hôi làm tốn không ít, không gặp lại ngày thường nửa điểm dáng vẻ. Một tên thích khách đột nhiên từ bên cạnh giết ra, trường đao trong tay mắt thấy là phải đâm vào trịnh thái phi lồng ngực, nàng vô ý thức hướng bên người kéo một phát, bên cạnh người một tên cung nữ liền bị nàng kéo đến trước người, chỉ nghe một tiếng lưỡi dao vào thịt thanh âm, cái kia cung nữ thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trong nháy mắt mất mạng. Thọ khang công chúa bị của nàng nhũ mẫu liều chết che chở hướng ngoài điện trốn, trong miệng lại một mực gọi lấy, tin cho, còn có tin cho, tin cho khả năng còn tại bên trong. Công chúa, đi nhanh đi huyện chủ không có việc gì. Vũ mẫu một bên khuyên, một bên gắt cao đem nàng kéo ra ngoài. Thừa dịp một tên thích khách thụ thương ngã xuống đất, thừa cơ cho đối phương một đao lại nhanh chóng chạy mất đoan vương một cảnh, vừa tìm vị trí ẩn thân tốt, liền nghe được thọ khang công chúa, vội vàng bật đi ra, lôi kéo tay áo của nàng hỏi. Ngươi nói còn có ai? Phùng tinh dư cái kia nha đầu điên chưa hề đi ra. Nàng không phải cùng ngươi ngồi cùng nhau a? À? nàng nửa đường làm bẩn tay áo xuống dưới thay quần áo cũng không biết lúc này người ở đâu nhi vạn nhất trở về trên đường gặp thích khách vậy nhưng làm sao bây giờ nha thọ khang công chúa gấp đến độ đều nhanh muốn khóc cái kia nha đầu điên ra hết nhiễu loạn một cảnh chán nản cắn răng một cái quay người liền hướng trong điện chạy tới hoàng huynh hoàng huynh đừng đi nguy hiểm thọ khang công chúa trơ mắt nhìn một tên thích khách đề đao liền hướng hắn chém tới dọa đến âm thanh kêu lên. Một cảnh mặc dù hiểm hiểm tránh khỏi, nhưng vẫn là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bất quá nghĩ đến cái kia có lẽ còn bị nhốt ở bên trong, nói không chừng còn bị người chặt mấy đao không may nha đầu điên, vẫn là khẽ nguyền rủ một tiếng tiếp tục đi đến sông. Mà trong điện, trong cung thị vệ cùng bọn thích khách đánh nhau như củ gây cấn, nhưng là, theo càng ngày càng nhiều trong cung thị vệ chạy tới, bọn thích khách dần dần chống đỡ không nổi, bắt đầu vừa đánh vừa rút lui lui. Phùng Vũ trân từ đầu đến cuối bị mấy thị vệ bảo hộ ở ở giữa, một viên thì một mực đi theo bên cạnh nàng, hai người vị trí, cùng cách đó không xa đồng dạng bị thị vệ một mực bảo hộ ở ở giữa phượng hoa đứng thẳng chi địa bên trong, tạo thành hai cái nho nhỏ an toàn không gian, cho nên không ngừng có không kịp chạy ra ngoài điện Triều thần, người trong hoàng thất hướng này hai nơi trốn qua đi. Nam An Vương lúc đầu sắp chạy trốn tới chỗ cửa điện nào nghĩ tới ngoài cửa một tên thích khách bị thị vệ một cước đá bay, sau đó rơi xuống hắn bên chân, dọa đến hắn lộn nhào lại trở về trong điện. Lần này, hắn lại một mực lại không có cơ hội trở ra điện đi. Rốt cục, trong điện một tên sau cùng thích khách chết bởi trong cung thị vệ dưới kiếm, ngoài điện mặc dù vẫn có tiếng đánh nhau, nhưng theo càng ngày càng nhiều bọn thị vệ gia nhập chiến đấu, chớp mắt thời gian, tình thế liền ở vào thiên về một bên trạng thái. Khởi bẩm thái hậu, thích khách đã toàn bộ đền tội một tên cũng không để lại phùng dụ trân gật gật đầu dẫn người cẩn thận điều tra để tránh có cá lọc lưới lại nhìn phía mặt dù hơi có vẻ chật vật nhưng y nguyên không tổn hao gì đầy người phong hoa phượng hoa ôn thanh nói nhưng nhiếp chính vương bị sợ hãi phượng hoa cười cười dáng tươi cười lại là có phần ý vị sâu xa thái hậu nói quá lời phùng dụ trân chỉ làm không biết lại đều đâu vào đấy từng cái hạ đạt giải quyết tốt hậu quả ý chỉ, một viên đứng ở một bên, đôi mắt chớp lên, lại là một câu cũng chưa hề nói. Nghe nói sở hữu thích khách đều đền tội, trong điện triều thần lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nam An Vương càng là đặt mông liền ngồi trên đất, lau lau trên trán mồ hôi, trong miệng liền nói, lão thiên gia phù hộ, lão tử lại còn sống. Đúng vào lúc này, chợt có thị vệ vội vàng đến báo. Khởi bẩm thái hậu, tả lâm vệ thủ lĩnh cùng đại tướng quân cù đình dẫn binh tiến đánh đông an môn thủ vệ đông an môn nội thành vệ mắt thấy là phải ngăn cản không nổi vừa buông lỏng một hơi triều thần nghẹn ngào kêu sợ hãi đại tướng quân cù đình không có nghe lầm chứ làm sao có thể là đại tướng quân cù đình phùng thái hậu cũng là giật nảy cả mình như thế nào như thế lập tức truyền nam định cửa cùng tây tường cửa bộ phận thị vệ tiến đến chi viện nhất thiết phải đem loạn tặc ngăn tại Đông An môn bên ngoài. Một câu loạn tặc, liền đem Cù Đình chờ người đứng yên tội. Triều thần sợ hãi vạn phần, bất quá giờ phút này tình thế nguy cấp, ai cũng không dám thay Cù Đình nói chuyện. Cụ đại tướng quân đi theo Thái Tổ hoàng đế chinh chiến xa trường nhiều năm, chiến công hiển hách, vì đại lương lập xuống công lao hãng mã, trong quân đội địa vị gần với thượng quan viễn. Không, trong quân đội địa vị gần với thượng quan viễn cùng hứa dược bình từ trước đến nay đến phùng thái hậu coi trọng bây giờ như thế nào lại tạo phản cả điện nhất thời lặng ngắt như tờ nghe đầu có loạn tặc tấn công vào trong cung đến thật vất vả viện hình trụ đứng dậy nam an vương hai chân mềm nhũng lập tức liền lại ngã trở về ta nương ai còn có hết hay không a à, chẳng lẽ lại hôm nay thật muốn chết tan nơi này hắn vẽ mặt cầu xin trong lúc lơ đảng, lại nhìn thấy đứng tại phùng thái hậu bên cạnh người hoàng đế một viên khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái vạn phần quỷ dị dáng tươi cười. Hắn sợ run cả người, dụi dụi con mắt, thấy lại quá khứ, lại chỉ thấy một viên trên mặt không che giấu chút nào lấy lo lắng. Chẳng lẽ lại mới hoa mắt, nhìn lầm rồi. Là, nhất định là nhìn lầm nhất định là nhìn lầm, già rồi, đã có tuổi, con mắt đều có chút không được tốt lắm. Nơi xa phản phất ẩn ẩn truyền đến kêu đánh kêu giết thanh âm, mọi người sắc mặt dần dần bạch, một trái tim đều nâng lên cổ họng, liền sợ bọn thị vệ ngăn cản không nổi, loạn tặc lập tức liền xông vào cửa. Nam An Vương dứt khoát cũng không nổi, an vị trên mặt đất, đem chính mình co lại đến nơi hẻo lánh bên trong rung lẫy bẫy. Phùng dụ trân liếc qua hắn sợ dạng, cũng không có nói cái gì, trên mặt y nguyên duy trì một bộ lo nghĩ vạn phần bộ dáng. Như thế nào? Nhưng làm loạn tặc chặn. Gặp có thị vệ tiến điện đến, nàng liên tục không ngừng hỏi. Quá, Thái hậu, Đông An môn ngăn không được, loạn tặc giết tiến đến. Đến bẩm báo thị vệ bạch lấy khuôn mặt. Cái gì? Phùng Thái hậu quá sợ hãi, rốt cuộc duy trì không được ngày xưa tỉnh táo tự kiềm chế. Mau truyền ai gia ý chỉ, truyền Tây doanh quân. Nước xa không cứu được lửa gần, mẫu hậu, hết thảy đã trễ rồi. Một viên không nhanh không chậm thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Không thử một lần, thế nào biết không được. Phùng Thái Hậu nghiêm nghị quát tháo. Chớ nói Tây Doanh quân bây giờ căn bản không thu được ý chỉ, chính là nhận được, cũng sẽ không xảy ra binh. Một viên chậm rãi lại nói. Ngươi làm thế nào biết? Phùng Thái Hậu đầy mắt hoài nghi. Triều thần cũng nhìn phía một viên. Bệ hạ. Đây là ý gì? Chỉ có Nam An Vương càng thêm đem chính mình hướng nơi hẻo lánh bên trong thẳng đi. Hắn nghĩ tới mới, nhìn lầm, cái kia nụ cười quỷ dị một viên không có trả lời mà là lui về sau mấy bước nguyên bản đem hắn cùng phùng thái hậu bảo hộ ở trung ương thị vệ thế mà đều lả tả từ phùng thái hậu bên người rời đi toàn bộ đứng ở sau lưng hắn trong lúc nhất thời phùng thái hậu bên người thế mà không có một ai triều thần trong lòng máy động một cái ý nghĩ điên cuồng mà bốc lên ra bức thoái vị bọn hắn nhìn xem trước mắt tình thế lại nghe lấy nơi xa càng ngày càng gần đánh giết thanh âm lập tức thần sắc khác nhau giờ phút này rõ ràng là bệ hạ chiếm cứ lấy thượng phong, thái hậu bị đánh trở tay không kịp, triều thần đều có thể thấy rõ sự tình, phùng dụ chân tự nhiên cũng minh bạch. thì ra là thế, ai gia còn nói em đẹp, vì sao lại có thích khách xông vào cung tới? nguyên lai đúng là hoàng đế ngươi, ai gia ngược lại là xem nhẹ ngươi, nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại. mẫu hậu, ngài chấp chưởng triều chính nhiều năm, cũng nên lui về hậu cung bảo dưỡng tuổi thọ đại lương, vẫn là trả lại cho trẫm đi. Mục viên rốt cục nói ra dấu ở trong lòng nhiều năm lời nói. Còn, Phùng Thái Hậu giống như là nghe được cái gì tốt cười, đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, đem vốn là ngươi đồ vật lấy về, mới gọi còn. Mà đại lương, cho tới bây giờ đều chưa từng thuộc về ngươi, lại nói thế nào nói còn. Mục viên, ngươi là đang trêu chọc ai da bật cười a? À? Mục viên bị nàng nói đến vừa thẹn lại giận, muốn lớn tiếng quát lớn, nhưng đối với đối phương tấm kia đột nhiên trầm xuống mặt, thở nhỏ để dành đến đối nàng e ngại lập tức liền dâng lên, nhưng hắn tính phản xạ dời ánh mắt, không dám đối đầu ánh mắt của nàng. Có thế sau một khắc, khi nhìn đến cửa điện bóng người xuất hiện lúc, hắn nhất thời đại hỷ, chỉ cảm thấy lực lượng mười phần, liền đối đích mẫu e ngại đều tách ra không ít. Mẫu hậu, ngươi lại nhìn xem là người phương nào tới. Hắn khó nén đắc ý nói phùng thái hậu thuận hắn ánh mắt trông đi qua chu quý trừng không sai chính là chu quý trừng chu đại nhân mẫu hậu ngươi không nghĩ tới đi chu đại nhân cũng sớm đã quy thuận trẫm hắn xuất hiện ở đây nói rõ hoàng cung đã triệt để nắm giữ tại trẫm trong tay người một nguyên phủ nện bước trầm ổn bước chân bước vào điện nhìn không chớp mắt hướng lấy một viên đi đến một viên không kịp chờ đợi hỏi chu đại nhân sự tình làm được như thế nào may mắn không làm nhục mệnh một nguyên phủ trầm giọng trả lời một viên cũng nhịn không được nửa cười ha ha tiếng cười chi thư sướng phản phất lập tức đem nhiều năm qua bị người cản tay biệt khuất xua tán đi mẫu hậu ngươi thua bây giờ trong cung ngoài cung tất cả đều là trẫm người đã sáng sớm ngày mai trẫm liền sẽ hướng về thiên hạ tuyên cáo đại lương phùng thái hậu bị ngụy quốc thích khách giết chết lương quốc hoàng đế, ngươi là có hay không quên cái gì? Một mực không nói gì Phượng Hoa đột nhiên lên tiếng. Một viên lại là cười to một tiếng, tiếng cười sau đó, tràn đầy trào phúng mà nói. Phượng Hoa, ngươi đương trẫm thật là đồ ngốc không thành. Như đem người giao cho ngươi, chính là tương đương đem trẫm tay cầm, đại lương tai họa ngầm giao cho ngươi ngụy quốc trên tay, trẫm còn không đến mức ngốc đến mức liền này đều nhìn không thấu. Mẫu hậu, vẫn là băng thiên tốt. Nguyên lai này ở trong nhiếp chính vương cũng tham dự. Phùng Thái Hậu bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải, may mắn mà có nhiếp chính vương, trẫm kế hoạch mới có thể như vậy thuận lợi. Mẫu hậu, ngươi cũng đã biết Phượng Hoa vì sao muốn cùng trẫm liên thủ. Lương quốc hoàng đế. Phượng Hoa đột nhiên đứng dậy, trên mặt tràn đầy sát ý. Một viên không chút nào không sợ, tràn ngập ác ý mà nói. Mẫu hậu, Phượng Hoa hắn muốn lấy được ngài, muốn đem ngươi mang về ngụy quốc đi khi hắn phủ thượng không danh không phận cơ thiếp đâu phùng dụ chân mắt phượng nhắm lại một nguyên phủ siết chặt nắm đấm triều thần vạn phần kinh ngạc nhìn xem y nguyên ung dung có độ phùng thái hậu lại nhìn một cái sắc mặt dọa người ngụy quốc nhiếp chính vương suy nghĩ lại một chút hai người này đã từng quan hệ hít vào một ngụm khí lạnh ti cũng không biết thái hậu thế mà còn có đương họa thủy tìm chất lại càng không biết đã từng mỹ danh truyền xa phong hoa công tử bây giờ ngụy quốc một tay che trời nhiếp chính vương thế mà còn là cái thế gian hiếm có si tình loại phượng hoa giận tím mặt nói bậy nói bạ ngươi dám dám một viên tràn ngập ác ý hỏi lại trẫm dám như thế nào chẳng lẽ lại ngươi đem nàng mang về còn muốn để nàng làm của ngươi vương phi phượng hoa nhất thời nghẹn lời vô ý thức nhìn phía phùng dụ trân gặp nàng thần sắc tựa hồ không có biến hóa, phản phất bọn hắn nói tới người căn bản cũng không phải là nàng bình thường. Hắn chỉ cảm thấy tim lấp kín, hít một hơi thật sâu, mặt lạnh lùng hướng một viên nói. Ngươi nghĩ ra trở mặt, cũng phải nhìn bản vương có đáp ứng hay không. Ngươi chẳng lẽ coi là, chính mình khống chế hoàng cung, cũng đã đại công cáo thành A. Ngươi có tin hay không, phàm là bản vương hôm nay không thể bình an đem người mang đi, không ra hai ngày, khắp thiên hạ liền sẽ truyền ra ngươi một viên thí mẫu đoạt quyền tin tức, đến lúc đó, chớ nói hứa dược bình đại quân, chỉ sợ liền thủ vệ kinh thành tứ đại doanh, ngươi cũng chưa hẳn đối phó được. Một viên giật mình. Trẫm không tin, ngươi đang hù dọa trẫm. Ngươi cho rằng, bản vương nếu không có tính toán trước, dám một thân một mình tiến đến cùng ngươi diễn một màn như thế hí. Bản vương liền không hề nghĩ rằng ngươi xảy ra trở mặt. Một viên mặt âm trầm, Nhất đôi môi không nói một lời, nhưng trong lòng thì mười phần do dự. Bằng tâm mà nói, hắn là tuyệt đối không hy vọng đích mẫu bị người mang đi, một khi người bị phượng hoa mang đi, chính là cho mình chôn xuống một cái cực lớn tai họa ngầm. Nhất vạn vô nhất thất cách làm chính là đẩy đối phương vào chỗ chết, dạng này mới có thể triệt để đoạn mất hậu hoạn. Chỉ có nàng chết rồi, hắn mới có thể gối cao không lo, đại lương mới có thể hoàn toàn trưởng khống ở trong tay của hắn nhưng là, vạn nhất Phượng Hoa nói tới đều là thật. Hậu quả kia, hắn hôm nay cũng đảm đương không nổi. Dù sao võ tướng bên trong, trước mắt hắn duy nhất có thể sử dụng, cũng liền một cái cù đình, có thế cù đình chỉ có chức quan lại vô binh quyền, lần này có thế hù dọa Tây Doanh Binh, vẫn là phải dựa vào từ thượng quan lương cùng Chu Quý Trừng, cùng hắn sớm liền chuẩn bị tốt giả hổ phù. Đại lương hoàng đế, người, ngươi đến cùng thả hay là không thả? bản vương không có nhiều kiên nhẫn như vậy cùng ngươi lâu hao tổn phượng hoa gặp hắn thật lâu không có lên tiếng không nhịn được nói một viên suy đi nghĩ lại cắn răng một cái tốt trẫm đáp ứng ngươi người ngươi có thể mang đi bất quá đời này kiếp này tuyệt đối không thể để cho nàng xuất hiện trước mặt người khác càng không thể bại lộ thân phận của nàng này vốn là bản vương đã từng đã đáp ứng sự tình bản vương không có kiên nhẫn lặp lại một lần nữa một viên bị hắn ế trụ, nhất thời chán nản, nhưng lại bắt hắn không có biện pháp. Một hồi lâu, hắn mới hít một hơi thật sâu, hướng phía từ đầu đến cuối không nói một lời, liền lông mày đều không hề nhíu một lần phùng dụ trân nói. Mẫu hậu, không, về sau có lẽ nên hô ngài một tiếng phùng phu nhân, chúc ngài cùng nhiếp chính vương bạch đầu giai lão, đại lương, liền giao cho trẫm. Một nguyên phủ trong tay áo nắm đấm nắm càng chặt hơn. Phùng dụ trân cười khẽ quả thật là ai gia hảo nhi tử, liền ai gia tuổi già đều cân nhắc chu toàn. Hoàng huynh, ngươi điên rồi a, à, kia là chúng ta đích mẫu, phụ hoàng tên môi chính cưới nguyên phối hoàng hậu, ngươi sao có thể dạng này đãi nàng. Đột nhiên, một đạo thuộc về thiếu niên tiếng nói trong điện vang lên, đám người trông đi qua, liền thấy được từ thiện dưới đáy bàn bò ra tới đoan vương một cảnh. Phùng Dụ Trân có chút ngoài ý muốn hắn xuất hiện. Nếu như nàng không có nhớ lầm, một cảnh hẳn là đã sớm từ mới hỗn chiến bên trong chạy ra ngoài mới là, sao lại chạy về tới. Một cảnh không để ý đến đám người, liền thân bên trên tro bụi cũng không kịp chụp, liền lập tức chạy tới phùng dụ trân trước người, đem nàng cản sau lưng mình. Chương 53 Ninh tại trên lưng ngựa sóc nảy cả đời, cũng không muốn kim ốc bên trong nhận hết ngàn vạn sủng ái. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 53. Hôm nay nếu để cho Ngụy Quốc nhiếp chính vương đem mẫu hậu mang đi, hoàng huynh như thế nào đối mặt dưới cửu tuyền phụ hoàng? Như thế nào đối mặt triều đình bách quan? Như thế nào đối mặt đại lương bách tính? Dưới cửu tuyền phụ hoàng không cần đối mặt, trực tiếp nhường nghịch tử này hồn phi phách tán đi. Hoàng huynh chẳng lẽ lại thật coi là, đơn phương tuyên bố mẫu hậu gặp chuyện bỏ mình, liền có thể thủ tính khắp thiên hạ A, này cả điện triều thần, hoàng thất dòng họ, hậu cung nữ quyến, Thậm chí cung nhân thị vệ, ngươi có thể trắng được miệng của bọn hắn, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể trắng được người trong thiên hạ miệng A. À? Hắn nói tới những này, một viên cũng đều từng nghĩ tới, những này đồng dạng cũng là sự lo lắng của hắn. Nhưng là, này cũng không đại biểu cho hắn liền có thể cho phép một cảnh trước mặt mọi người chất vấn chỉ trích chính mình. Làm càng, ai cho phép ngươi dạng này cùng trẫm nói chuyện. Một cảnh cứng cổ càng thêm lớn tiếng nói ngươi chính là giết ta, ta cũng vẫn là muốn nói. Đúng, ngươi còn cấu kết ngụy quốc, dẫn sói vào nhà, ngươi chẳng những bất hiếu, còn, còn. Thường xuyên trốn học thiếu niên vương gia kẹt từ, còn một hồi lâu, rồi nói tiếp. Còn bất trung bất nhân bất nghĩa. Đúng, liền là câu này, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Một viên giận tím mặt, sưu một chút rút ra bên cạnh người thị vệ bên hông bội đao, hướng phía trên đầu của hắn chém liền đi triều thần cùng hoàng thất dòng họ quá sợ hãi, gấp muốn ngăn cản. Bệ hạ không thể. Nhưng bọn hắn đều cách khá xa, lại không có võ nghệ mang theo, nơi nào đến được đến, mắt thấy đau liền muốn chặt tới một cảnh trên đầu, có thế hướng đến nhường thụ nghiệp các tiên sinh nhất đầu thiếu niên vương gia, thế mà không tránh không tránh, cứ như vậy đứng đấy cũng không nhúc nhích. Hàng quan nhấp nhoáng trong nháy mắt đó, một cảnh vô ý thức liền muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là cắn chặt hàm răng, Đóng lại đôi mắt một bộ không sợ sinh tử tùy ý xử trí bộ dáng. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, chỉ nghe đương một chút binh khí giao tiếp thanh âm, một thanh chặn ngang tiếng đến kiếm chặn suýt nữa rơi xuống một cảnh trên đầu đao. Triều thần cùng hoàng thất dòng họ nhóm lập tức thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện cầm kiếm cứu một cảnh, lại là cái kia chu quý trừng. Một miên phủ cầm trong tay trường kiếm ném còn cho một tên thị vệ, vuốt vuốt bị chấn động đến đau nhức tay phải miệng hổ trầm giọng hướng phía một viên nói bệ hạ bớt giận một viên nguyên bản cũng chỉ là nhất thời tức giận bây giờ gặp người được cứu xuống tới mặc dù ngoài mặt vẫn là quát lớn cứu người một nguyên phủ nhiều chuyện nhưng trong lòng lại âm thầm thở một hơi may mà này chu quý trừng phản ứng nhanh như thật hợp lý lấy triều thần cùng dòng họ mặc đem một cảnh giết chỉ sợ sẽ còn dẫn ra liên tiếp phiền toái không cần thiết nhất thời vừa tối buồn bực một cảnh cái này du lâm đầu vậy mà cũng không biết né tránh, ngày xưa sao không thấy hắn như thế nghe lời. Một cảnh mặc dù cũng là dựa vào nhất thời khí phách quả thực là không tránh, nhưng hôm nay trở về từ cõi chết, nghĩ đến chính mình còn kém như vậy một chút xíu liền muốn đi gặp Diêm La Vương, cũng không nhịn được dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phùng dụ trân trong mắt, nhìn xem cái này sắp cùng mình bình thường cao thiếu niên, thần sắc chớ biện. Phượng hoa lạnh lùng thốt. Lương quốc hoàng đế, Ngươi muốn làm gì là ngươi sự tình, bản vương thời gian quý giá, không có nhàn công phu ở đây nhìn ngươi diễn kịch. Người, bản vương liền dẫn đi. Nói xong, hướng phía vùng dụ chân đi tới. Chậm đã, ta đại lương đường đường thái hậu há lại cho ngươi làm nhục như vậy. Một tên tóc hoa râm triều thần đột nhiên vọt ra, chặn đường đi của hắn lại. Phượng hoa bọn thị vệ liền lập tức giơ lên binh khí nhắm ngay hắn, rất có hắn lại hướng phía trước một bước liền muốn tại chỗ lấy tính mạng của hắn chi ý. cái kia triều thần không chút nào không sợ, chỉ là quay người hướng phía một viên đông một chút quỳ xuống. bệ hạ, thái hậu chính là nhất quốc chi mẫu, tiên đế vợ cả, đi theo tiên đế bốn phía chinh chiến, xuất sinh nhập tử. tiên đế bệnh cũ tái phát nằm trên giường không dậy nổi lúc, là thái hậu đứng ra, thay mặt tiên đế trưởng lý triều chính ổn định đại lương cục diện. tiên đế băng hà về sau thái hậu càng là vì đại lương vì bách tính lo lắng hết lòng bây giờ đại lương có thế có này quốc lực thái hậu dành công cái gì vĩ làm người chi tử bệ hạ nếu không thể hiếu thuận đích mẫu như thế nào vì vạn dân làm gương mẫu làm người chi tử bệ hạ như khư khư cố chấp mặc cho tiểu nhân nhục nhã thái hậu chuyến này cùng súc sinh có gì khác mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cũng lập tức hạ chỉ tru này ác tặc câu kia cùng súc sinh có gì khác, như là hung hăng đánh một viên một cái cái tác, một viên nhất thời giận dữ. Làm càng. Người kia vẫn là không có chút nào ý sợ hãi. Cho dù treo đến long nhan giận dữ, lão thần tuyệt không thể trơ mắt nhìn bệ hạ phạm phải lớn như thế sai. Có người lên đầu, liền lập tức lại có mấy tên triều thần đứng dậy, quỳ xuống đất thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tru sát ác tặc vân vân, tức giận đến một viên sắc mặt tái xanh phùng dụ trân có chút ngoài ý muốn, đều bởi vì nàng phát hiện dám đứng ra những người này, có tương đương một bộ phận lớn là nàng mấy năm gần đây vì sửa biên các triều đại kinh thư lấy làm, mới mời chào mà đến. Những người này, trẻ tuổi nhất cũng đem đến biết thiên mệnh chi niên, lão như đầu tiên đứng ra vị kia văn hoa quán đại học sĩ Nghiêm Bá Kim, đã qua tuổi thất tuần. Những người này, phần lớn tính tình cổ quái, cố chấp, thêm nữa vốn liền một trương khéo mồm khéo miệng quen sẽ trích dẫn kinh điển chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, dù cho là nàng, có rất nhiều thời điểm cũng là không chịu được, càng không cần nói những quan viên khác. Bây giờ còn lưu tại trong điện trong triều quan viên, đại bộ phận là quan văn, còn sót lại cái kia bộ phận võ tướng, cũng nhiều là âm tổn thương. Một nguyên phủ thần sắc cũng có mấy phần sợ sệt, hắn cũng là không nghĩ tới đầu tiên đứng ra giữ gìn Thái Hậu, chính là những này văn nhân quan viên. Mà theo đứng ra quan viên càng ngày càng nhiều, một viên sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nhất là nghe những lời kia bên trong tràn đầy đối phùng Thái Hậu giữ gìn cùng khẳng định, càng thêm nhường hắn nghĩ tới chính mình hữu danh vô thực. Những người này, đều là Thái Hậu kiên định người ủng hộ, tuyệt đối sẽ không cho mình sử dụng. Trẩm ý đã quyết, nếu có nhiều lời người, giết chết bất luận tội. Hắn mặt âm trầm, dương một tay lên, thị vệ chung quanh đều lã tả rút ra binh khí, chỉ vào những cái kia vẫn quỳ trên mặt đất triều thần dẫn đầu đứng ra văn hoa quán đại học sĩ thấy thế lại là đau thương cười một tiếng thí mẫu đoạt quyền cấu kết địch quốc có quân như thế đại lương chi bất hạnh triều thần chi bất hạnh bách tính chi bất hạnh nói xong đúng là không chút do dự liền muốn xô ra thị vệ cái kia sáng loáng trường kiếm cầm kiếm thị vệ không ngờ đến có người sẽ không sợ chết chủ động đụng tới nhất thời chinh lăng phía dưới cũng quên đi động tác nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh một cái tay bỗng nhiên duỗi ra cắt cao kèm ở mũi kiếm lại dùng lực đẩy liền đem cái kia sắp đâm vào nghiêm bá khiêm lồng ngực trường kiếm chuyển dời tại chỗ đụng cái trống không nghiêm bá khiêm nhìn qua trước mắt con kia nhỏ máu đầu ngón tay nhất thời ngây ngẩn cả người hắn làm sao cũng không nghĩ tới xuất thủ cứu chính mình lại là thái hậu lập tức hắn liền nghe được phùng thái hậu cái kia quen thuộc ôn hòa nhưng lại có mấy phần lãnh đạm thanh âm kinh thư lấy làm chưa từng tu chỉnh thỏa đáng há có thể xem thường sinh tử ngày đó nghiêm khanh nói chắc như đinh đóng cột chẳng lẽ muốn lật lọng hắn lăng lăng nhìn về phía phùng thái hậu chỉ thấy đối phương dùng khăn tùy ý lau lau máu tươi trên tay sau đó đem dính đầy huyết khăn ném sang một bên quét về phía sắc mặt khó coi phượng hoa thản nhiên nói nhiếp chính vương còn không đi a à? nói xong lại không để lại dấu vết liếc cơ hồ muốn ức chế không nổi tiếng lên đây một nguyên phủ một chút chợt vừa đối đầu cái kia bao hàm ánh mắt cảnh cáo một nguyên phủ dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, thụ đau đớn chỗ kích thích, lý trí cấp tốc hấp lại. Hắn trồng mắt, tiếp tục không nhúc nhích đứng tại chỗ cũ. Phượng Hoa đem nhìn về phía trên mặt đất cái kia nhuộm đầy máu tươi khăn ánh mắt thu hồi lại, hít sâu một chút, trầm giọng nói. Thái hậu, mời. Phùng Dụ Trân cười lạnh một tiếng, đón bọn thị vệ lóe hàng quan binh khí, dẫn đầu hướng cửa điện đi đến. Gió đêm đối diện nghênh đón, gợi lên của nàng vạt áo tung bay như điệp, trên búi tóc mũ phượng đón gió nhẹ lay động, phát ra một trận ngọc khí đụng nhau nhỏ bé tiếng vang. Rõ ràng là tù binh, là kẻ thất bại, có thế nàng hết lần này tới lần khác đi ra thuộc về người thắng tư thế, cho nên mới còn tại quỳ gối vì nàng cầu tình triều thần, nhất thời có chút phản ứng không kịp, có khoảnh khắc như thế, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không hiểu lầm, kỳ thật chiếm thượng phong chính là thái hậu mới là. Phượng Hoa mang theo ngụy quốc hộ vệ theo sát phía sau. Một Nguyên Phủ đóng lại đôi mắt hít một hơi thật sâu, lại trợn trong mắt, trong mắt đã là một mảnh tinh quang. Hắn hướng phía một viên phương hướng chấp tay, được đối phương một cái sau khi gật đầu, lặng yên không một tiếng động ra điện. Ra chính minh điện bên ngoài, Phùng Dụ Trân như không có việc gì xem xét che đậy trong bóng đêm cái nào đó thân ảnh một chút, cho đến đạo thân ảnh kia nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, mới thu hồi ánh mắt. Phượng Hoa tuy có tâm giải thích với nàng vài câu, nhưng lại biết nơi đây không nên ở lâu, nói một tiếng, đắc tội, đột nhiên dùng khăn bưng kín nàng miệng mũi. Phùng Dụ Trân nhất thời không quan sát bị che vừa vặn, rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Phượng Hoa ôm thật chặt lấy nàng, trầm thấp phân phó thanh đi mau, chúng hộ vệ lập tức che chở hai người, mượn ánh trăng cấp tốc rời đi đại lương hoàng cung. Một viên nói những cái kia, ngươi chớ có để ở trong lòng ta dù không thể lấy ngươi vì chính phi nhưng đời này tuyệt sẽ không nạp nhị sắc phùng dụ trân tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình nằm ở một cổ phi nhanh lấy trong xe ngựa trên thân cũng bị đổi lại dân chúng tầm thường chỗ lấy vải thô y phục liền ngay cả trên tay tổn thương cũng bị hảo hảo băng bó qua mà phượng hoa thì ngồi tại của nàng đối diện chính kinh ngạc nhìn nàng xuất thần ngươi đã tỉnh nàng cân một tiếng xoay người ngồi dậy tiện tay sửa sang búi tóc cùng y phục. ngươi quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. nếu không chuẩn bị đầy đủ, lại như thế nào có thể đem ngươi mang ra? Phùng Dụ Trân cười cười, nhưng không có lên tiếng. Phượng Hoa cũng không tiếp tục nhiều lời, trong xe lại lại lần nữa trở nên trầm mặc. cũng không biết trải qua bao lâu, Phùng Dụ Trân mới lại nghe được đối phương thấp giọng nói. một viên những lời kia, ngươi không cần để ở trong lòng ta mặc dù tạm thời không cách nào cưới ngươi vì chính phi, nhưng cũng chưa từng đưa ngươi xem như đê tiện cơ thiếp chi ý. Phùng dụ trân sửa sang rũ xuống gò má bên sợi tóc, vẫn là không nói gì. Phượng Hoa cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. Đời này, ta tuyệt không nạp nhị sắc, càng sẽ không phụ ngươi. Ai da không rõ. Phùng dụ trân ngắt lời hắn. Cái gì không rõ? Phượng Hoa không hiểu ngươi không cách nào cưới ai gia vì chính phi lại không nạp nhị sắc nhưng lại nói sẽ không xem ai gia như đê tiện cơ thiếp ngươi không cảm thấy chính mình nói những lời này tương đương mâu thuẫn a à. phượng hoa liền giật mình ngươi muốn làm bản vương chính phi dừng một chút cũng không đợi đối phương trả lời hắn lại như là nói một mình vậy nói kỳ thật cũng không phải không thể chỉ là thời điểm chưa tới đãi ngày sau bản vương đại nghiệp được thành Ngươi chính là bản vương vương phi, thậm chí hoàng hậu. Vương phi, hoàng hậu. Phùng Dụ Trân cười tháng một tiếng, bất quá là đem A Gia đã từng đi qua đường, một lần nữa lại đi một lần thôi. Phượng Hoa trầm mặt dây lát, chậm rãi nói. Cũng có thể như vậy lý giải, bất quá, lần này, ngươi không có cơ hội trở thành thái hậu. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng chính mình có thể sống được so A Gia lâu dài? Phùng Thái Hậu tới hào hứng. Phượng Hoa bình tĩnh nói. Vương Phi cũng tốt, Hoàng hậu cũng được, ngươi sẽ chỉ là bản vương thê tử, chỉ thế thôi. Phùng Dụ Trân hiểu rõ. Chỉ là thê tử của hắn, cho nên không có khả năng cho nàng nhúng tay hắn đại nghiệp cơ hội, vạn nhất hắn trước rời đi, cũng chắc chắn sẽ lôi kéo nàng cùng đi. Nói cách khác, Vương Phi cũng tốt, Hoàng hậu cũng được, đều chẳng qua là chim hoàng yến một tầng tấm màn che tự hồ cảm thấy mình nói đến có chút hơi lạnh khóc phượng hoa lại bổ sung một câu ngươi yên tâm đời này ta đều sẽ đợi ngươi tốt tuyệt sẽ không sẽ không để cho ngươi thương tâm thấy đối phương cụp mắt xuống không nói gì có lẽ là một đêm chưa từng thật tốt nghỉ ngơi tay phải lại bị thương sắc mặt cũng có mấy phần tái nhợt cả người nhìn ngược lại là thêm mấy phần khó được yếu đuối trong lòng của hắn mềm nhũng ngữ khí cũng không nhịn được thả mềm mấy phần Dụ Trân, ngươi có bằng lòng hay không, triệt để quên một nguyên phủ, đến bên cạnh ta đến. Phùng Dụ Trân chậm rãi ngước mắt, ánh mắt thanh lãnh. Ai da không nguyện ý. Vì cái gì? Phượng Hoa cũng không giận, dù sao nếu là tùy tiện khuất phục, nàng liền không phải hắn nhận biết người kia, càng không phải là hắn để ở trong lòng nhiều năm như vậy người kia. Tại một nguyên phủ bên người, ai da còn có thể là một người, một cái sống sờ sờ, có máu có thịt, có tôn nghiêm, có thế độc lập suy nghĩ người. Nhưng tại bên cạnh ngươi, A gia lại ngay cả làm người cơ hội đều không có, sướng vui giận buồn, sinh tử vinh nhục đều chỉ có thế dựa vào người khác, chỉ có thể làm một gốc dây leo, một con chim hoàng yến, một cái phế vật. Ngươi nói ngươi sẽ cả một đời đại A gia tốt, có thế của ngươi những này tốt, lại không phải ai gia muốn tốt, mà là chính ngươi tự cho là tốt. A gia tình nguyện tại trên lưng ngựa sóc nảy cả đời, cũng không muốn tại ngươi chế tạo kim ốc bên trong nhận hết ngàn vạn sủng ái. Phượng Hoa trầm mặt thật lâu. Nhìn, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, người này thật như gió giống như mây, dạy người tùy tiện bắt không được. Cho nên, hắn mới chỉ có thế ra hạ sách này, gãy đi của nàng cánh chim, mới có thể dài lâu lưu lại nàng. Nữ tử cười khẽ đánh gãy hắn trầm tư, hắn ngước mắt, nhìn đối phương dường như lắc đầu bất đắc dĩ. Ai da cũng ngây dại, lại coi là thật muốn nói với ngươi chút những này có không có. Hắn không nhịn được nhíu nhíu mày, liền lại nghe đối phương nói. Nơi đây lại không có người bên ngoài, nhíp Chính Vương làm gì lại lừa mình dối người đâu? Ngươi lần này đến Đại Lương, thật chỉ là vì A gia. Ngươi đem A gia bắt đi, quả nhiên là vì cùng A gia tướng mạo tư thủ. Có chút nói dối, nói đến nhiều, lâu, liền ngay cả chính mình cũng bị lừa đi qua có lẽ ngươi đối ai gia thật là từng có qua như vậy một phần thực tình, chỉ là tại trải qua đếm không hết đẫm máu tranh đấu về sau, cái kia một điểm thực tình, chỉ sợ đều bị vô số máu tươi cọ rửa mà đi. Dù sao, chưa hề từng đạt được đáp lại đơn phương tơ tình vốn là đơn bạc, lại như thế nào trải qua được thời gian cọ rửa. Phượng hoa tim siết chặt. Chưa hề từng đạt được đáp lại. Hắn tự dễ vậy khóe miệng nhẹ cười. Phùng Dụ Trân nhìn nhập đáy mắt của hắn chỗ sâu, gằn từng chữ nói. Ngươi lần này đến Đại Lương, là hướng về phía mục viên mà đến. Phượng Hoa sợ sệt, trong mắt nửa ngày, đột nhiên cười. Cái gì đều không thể gạt được Thái Hậu. Không sai, lần này ta thật là hướng về phía mục viên mà tới. Chương 54 Nhi nữ tình trường Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 54. Lương quốc có thái hậu tại một ngày, ngụy quốc cũng khó khăn có cuộc sống an ổn, như nghĩ cối cao không lo, cũng chỉ có thể trước diệt trừ thái hậu. Phượng Hoa vuốt vuốt thái dương, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, dù sao, ngụy quốc binh lực cùng lương quốc trên lệch rất xa, trên chiến trường khó có phần thắng, chỉ có ra hạ sách này. Phùng dụ trân ngữ khí có mấy phần trào phúng, nghĩ đến, lần này ngươi còn âm thầm liên hợp ngô quốc cùng trận nước hiệp trợ các ngươi bắt người kế hoạch, liền tương đương với đem đại lương tướng sĩ lửa giận trực tiếp dẫn hướng ngụy quốc, cái kia hai nước đương nhiên sẽ không phản đối. Bên ngoài những hộ vệ kia, có không ít là ngô quốc cùng trần quốc người A, bọn hắn sẽ không ra mặt, nhưng là bí mật hẳn là toàn lực tương trợ các ngươi được chuyện. Thái hậu đoán không sai. Phượng Hoa thừa nhận rất là dứt khoát. Một viên mặc dù ngoài miệng đồng ý thả người, nhưng tất nhiên sẽ phái người theo dõi ám sát, muốn đẩy người ta vào chỗ chết, như thế mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bản vương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lúc này, Tây Doanh quân nghĩ đến đã được đến liên quan tới bệ hạ thí mẫu tin tức, thái hậu những cái kia đắc lực tướng lĩnh, giờ phút này nhất định cùng cù đình dằn co, kinh thành, đã loạn. Mà không ra nửa tháng, hứa dược bình, thượng quan viễn các tướng lãnh, cũng sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó. Bản vương rất là chờ mong phùng dụ trân thần sắc không thay đổi. Ngươi đem a gia bắt đến ngụy quốc, liền không sợ dẫn lửa thiêu thân. Không, ngươi hẳn là có hậu lấy, nếu không không thể lại ngay trước đại lương quan viên cùng hoàng thất dòng họ mặt, đem ai gia mang đi. Phượng Hoa không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn qua nàng. Nhưng ai gia ngẫm lại. Phùng dụ trân nhíu mày suy tư, là, ngươi hoàn toàn có thể lại lần nữa tại trước mắt bao người. Nhưng ai gia chết bởi một viên truy binh chi thủ, mà ngươi cũng sớm đã tại đại lương thần dân trước mặt, biểu hiện ra đối ai gia tình thâm, chỉ cần lại làm ra một bộ đau mất chỗ yêu bộ dáng, câu lên đám người đối ngươi thương tiếc đồng tình, chắc hẳn liền có thể đem lửa giận trình độ lớn nhất đá còn cho một viên. Nhưng là, ai gia vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi nếu là muốn đại lương loạn lên, hoàn toàn không cần thiết vĩnh lên như thế lớn một vòng. Tại một viên bức thoái vị thời điểm, liền có thể tìm cách nhường ai gia chết bởi một viên chi thủ như thế mới là vạn vô nhất thất. Nàng thì thào nói, càng là nghĩ, liền càng là cảm thấy Phượng Hoa đem chính mình bắt đi, quả thật tốn công mà không có kết quả sự tình, một cái không đến, sẽ còn sớm kích thích ngụy Lương hai nước chiến tranh. Phượng Hoa nghe vậy chỉ là cười cười, dáng tươi cười hoàn toàn như trước đây ôn hòa, nhưng lại thêm mấy phần tự dễu. Phùng Dụ Trân nghĩ mãi mà không rõ, liền cũng tạm thời vứt bỏ. Nàng dựa vào toa xe, nhìn về phía trước mắt nam tự ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Ai gia quả thực nghĩ không ra, sự tình cách nhiều năm, Phượng Công Tử vậy mà lại lấy ngụy quốc nhiếp chính vương thân phận, xuất hiện tại Ai gia trước mắt. Phượng Công Tử có như thế bản sự, năm đó ở Ai gia bên người, thật là ủy khuất ngươi. Thái hậu nhưng có hào hứng nghe Phượng Hoa nói một chút những năm này chỗ trải qua sự tình. Rửa tay lắng nghe. Phùng Dụ Trân không để lại dấu vết nhìn qua nhìn trời sắc, gật đầu hồi đáp. Phượng Hoa không nghĩ tới nàng sẽ nguyện ý nghe chính mình nói những việc này, nhất thời có mấy phần sợ sệt, nhất là nhìn thấy đối phương nhìn lấy mình ánh mắt là trước nay chưa từng có chuyên chú, không biết sao, hắn đột nhiên liền nói không ra lời. Gặp hắn thật lâu không nói gì, Phùng Dụ Trân không hiểu gọi. Nhíp chính vương. Phượng Hoa thật sâu ngắm nhìn nàng, thật lâu, nhẹ giọng hỏi. Tiền Yến hoang đế 14 năm, Vĩnh Bình huyện say long dốc trước, Thái hậu từng đã cứu một người, coi là thật không nhớ rõ a. À. Phùng Dụ Trân không rõ hắn tại sao lại đột nhiên nói, nhất thời lại cảm thấy lời này phản phất có một chút quen thuộc, tựa như là có người nào cũng từng như vậy hỏi qua chính mình. Nàng suy tư một lát, mới không thế nào xác định trả lời. Năm đó say long dốc đại chiến, đại lương quân đội mặc dù lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Ai gia tại chiến hậu nửa năm trở lại say long dốc chiến trường, y nguyên nhớ kỹ từng cứu một tên dù bị thương, nhưng cũng không trí mạng, lại không biết vì sao không có chút nào cầu xin chi ý nam tử. Nàng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ lại người kia chính là ngươi? Chính là. Gặp nàng rốt cục nghĩ tới, phượng hoa trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, năm đó nếu không phải thái hậu một câu bừng tỉnh người trong mộng, phượng hoa chỉ sợ sớm đã chôn xương tha hương, há lại sẽ có hôm nay tại hắn cảm thấy tiền đồ âm u, vô sinh lên thời điểm, người kia xuất hiện, như là một đạo cường quan, chiếu sáng buồn tim của hắn, cũng ấm áp hắn tâm. Thì ra là thế. Chỉ là, nhiếp chính vương chủ động nói, chẳng lẽ lại muốn báo ai gia ân cứu mạng. Phùng dụ trân thần sắc giống như cười mà không phải cười. Phượng Hoa hơi há ra môi, vốn định nói cho nàng, liền là tại ngày đó, hắn liền một mực đem nàng ghi ở trong lòng có thể nghĩ nghĩ bây giờ tình cảnh của bọn hắn, lý trí cấp tốc hấp lại, lại đem lời nói nuốt trở về. Ân cứu mạng, tự nhiên lấy thân báo đáp, bản vương, không phải đã lấy thân báo đáp qua a? Hắn nửa thật nửa giả trả lời. Phùng dụ trân nhất thời yên lặng, cũng không nhịn được mở lên trò đùa. Như thế nói đến, ai gia ngược lại là thua lỗ, vậy mà tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, xin xin bỏ qua nhiếp chính vương báo ân. Phượng Hoa cười khẽ một tiếng. Phùng Dụ Trân lắc đầu bất đắc dĩ. Kỳ thật vẫn là có thể. Phượng Hoa trầm thấp nói. Lấy thân báo đáp cái gì? Kỳ thật vẫn là có thể. Đột nhiên như tới một tiếng ngựa hí dài, đem hắn mà nói triệt để che quá khứ. Ngay sau đó chính là được được được, mấy lần mũi tên đâm vào tấm ván gỗ thanh âm. Phượng Hoa sắc mặt đại biến, lại nghe bên ngoài truyền đến thị vệ của hắn nhóm thanh âm bảo hộ vương gia. Binh binh bang bang tiếng đánh nhau rất nhanh truyền vào, lái xe mã phu một mực khống chế lại dây cương, khu động tuấn mã phi nhanh, dự định đem truy binh xa xa để qua phía sau. Một viên tiểu tử kia cư nhiên như thế nhanh liền. Nhìn phía sau đã cùng truy binh chém giết thị vệ, phượng hoa cắn răng nghiến lợi đạo. Không, đây không phải là một viên truy binh, càng không phải là ta đại lương người. Phùng Dụ Trân tỉnh táo nói, còn nghi người tránh khỏi một chi mũi tên không phải đại lương người. Chẳng lẽ lại một viên còn cấu kết cái khác nước? Phượng Hoa nhíu mày. Phùng Dụ Trân không có trả lời. Bỗng nhiên, lại là một tiếng ngựa hí dài, không chờ bọn họ kịp phản ứng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toa xe ầm vang sụp đổ, hai người tránh không kịp, lập tức liền lăn xuống tại hai bên đường. Ngay sau đó, từ hai bên đường liền giết ra hơn 10 người, cầm trong tay binh khí hướng phía Phượng Hoa giết đi qua ngược lại là lăn xuống một bên khác phùng dụ trân, thế mà không có người chú ý tới. Nàng lập tức liền tỉnh ngộ lại, mục tiêu của đối phương không phải mình, mà là phượng hoa. Cho nên nàng mới vừa rồi không có nói sai, những này cái gọi là truy binh căn bản cũng không phải là một viên người, nếu như là một viên, hắn càng muốn hơn giết là chính mình. Phượng hoa hộ vệ cũng rất nhanh liền chạy tới, một phen kịch liệt đánh nhau phía dưới, mới đưa này một nhóm truy binh đánh lui suýt nữa liền chết bởi truy binh dưới kiếm phượng hoa, tự nhiên cũng minh bạch mình mới là mục tiêu của đối phương, một chút suy nghĩ liền biết hẳn là ngụy quốc bên kia xảy ra vấn đề, nhất thời trong lòng đại hận. Xem ra có người phản bội nhiếp chính vương. Phùng Dụ Trân cũng nghĩ minh bạch. Phượng Hoa cũng không có phản bác, căng thẳng một trương khuôn mặt tuấn tú, trong mắt tràn đầy sát ý. Bất quá hắn ngược lại là rất nhanh liền bình tĩnh lại, mang theo lấy mấy phần ấy nấy lần này là bản vương suy nghĩ không chu toàn, liên lụy thái hậu. Bất quá nghĩ đến một viên truy binh cũng sắp đến, đến lúc đó hai đường truy binh giết tới, chúng ta chỉ sợ khó mà chống đỡ, còn phải làm phiền thái hậu cùng bản vương đồng hành. Phùng dụ trân mỉm cười, lại cũng không sốt ruột, thậm chí còn tìm khối sạch sẽ khéo đưa đẩy tảng đá lớn ngồi xuống. Không bằng, ai ra cùng nhiếp chính vương làm giao dịch như thế nào? Phượng Hoa gặp nàng bình tĩnh như thế, tâm tư khẽ động, lập tức vất một cái vạt áo, như vậy ngồi trên mặt đất, thở dài một tiếng. Xem ra mặt kệ là một viên hay là bản vương, đều coi thường thái hậu. Cũng thế, nếu là như vậy tùy tiện liền có thể bị người mưu hại, nàng lại sao có thể có thế nhiều năm như vậy trên triều đình sừng sững không ngã. Thái hậu căn bản cũng không có mắt lừa, bất quá là tương kế tự kế. Liền ngay cả bị bản vương mang đi, cũng là ngươi mưu tính bên trong một vòng cho nên trễ chút sẽ tới đại lương truy binh không phải là một viên người mà là thái hậu của ngươi thái hậu mục đích cuối cùng nhất hắn suy tư một lát có chút không dám tin tưởng nhìn qua nàng thái hậu mục đích chẳng lẽ lại là dự định nhân cơ hội này đem ủng hộ một thị thế lực một mẻ hốt gọn phùng dụ trân trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ nói cùng suy đoán ai ra mục đích nhiếp chính vương không bằng hảo hảo ngẫm lại ngươi tại biên cảnh chi địa đưa hạ đại quân còn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi phượng hoa sắc mặt có chút khó coi hơn phân nữa cũng là phản bội hắn vốn là kế hoạch tại đem phùng thái hậu mang đi trên đường thiết kế nhường thái hậu chết bởi một viên truy binh chi thủ triệt để ngồi vững hắn thí mẫu chi danh mà hắn thì thần không biết quỷ không hay mang theo chân chính phùng thái hậu trở lại ngụy quốc chậm đợi lương quốc nội loạn lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi vì để cho hết thảy nhìn thiên y vô phùng hắn thậm chí còn sớm liền chuẩn bị tốt tử sĩ một người dáng dấp cùng phùng thái hậu giống nhau đến mấy phần nữ tử sĩ bây giờ này tử sĩ sợ là không cần dùng hắn hít sâu cùng dưới trầm giọng hỏi ngươi muốn cùng bản vương làm cái gì giao dịch ai gia giúp ngươi về nước giết hết cừu nhân nhưng ngụy quốc từ đó đặt vào đại lương bản đồ trở thành đại lương một bộ phận đương nhiên, ai gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi, sau khi chuyện thành công, ngươi liền sẽ là đại lương nghĩa dương vương. Phượng Hoa không trả lời mà hỏi lại. Thái hậu có biết Phượng Hoa cừu nhân là người nơi nào? Ngụy quốc hoàng thất. Phùng Dụ Trân không chút do dự trả lời. Phượng Hoa lại là thật dài một trận trầm mặt. Nửa ngày, hắn hít một hơi thật sâu, ông đồng lấy của nàng tay, không nói lời gì ôm nàng lên ngựa, hai chân kẹp lấy ngựa bụng, tuấn mã chạy như bay. Bản vương không đồng ý, bản vương càng không muốn cùng ngươi làm giao dịch. Sự tình cứ thế đây, hắn lại không có khả năng đối nàng buông tay. Là không muốn, càng là không cam lòng. Còn kém như vậy một chút, hắn liền có thể lâu dài có được nàng, gọi hắn sao có thể cam tâm, lại thế nào chịu cam tâm. Phùng Dụ Trân làm sao cũng không nghĩ ra hắn lại là phản ứng như thế. Ngươi có biết phía trước đang chờ ngươi là cái gì? bây giờ chẳng những ngụy quốc hoàng thất chính là một viên cũng muốn đưa ngươi vào chỗ chết còn có ngươi bên người những cái kia ngô quốc trần quốc thị vệ bọn hắn tuyệt không có khả năng giúp ngươi bán mạng ngươi tin hay không giờ phút này nếu là ngươi quay đầu liền sẽ phát hiện của ngươi những thị vệ kia nhân số đã ít đi không ít bản vương biết thế nhưng là thì tính sao phượng hoa đón gió lớn tiếng nói ngươi Phùng Dụ Trân nhất thời cũng bắt hắn không có cách nào, lại càng không biết nên như thế nào thuyết phục đối phương. Phượng Hoa không muốn lại nói, đem Tuấn Mã thúc đẩy đến càng nhanh. Thế nhưng là, nửa canh giờ không đến, sau lưng lại truyền tới truy binh thanh âm. Đương bảo hộ ở hắn bên cạnh người một tên thị vệ trúng tên ngã xuống đất lúc, hắn vô ý thức đem trước người Phùng Dụ Trân ôm càng chặt. Người trốn không thoát, bây giờ còn tại Đại Lương quốc cảnh, ngươi còn có một chút hy vọng sống một khi tiến vào ngụy quốc, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Phùng Dụ Trân lại nói. Phượng Hoa nhết đôi môi không nói một lời. Sau lưng lại là, sưu sưu, mấy lần mũi tên tiếng xé gió, về sau thị vệ trúng tên rơi xuống đất tiếng vang. Bỗng nhiên, phía trước một đạo hàng quan hướng hắn phi tốc phóng tới, không đợi hắn phản ứng, chỉ nghe, đương, một chút, trên đầu của hắn quan mạo liền bị mũi tên bắn trúng rơi xuống ở trên, tóc dài đột nhiên tản mát lại không dừng lại, tiếp theo tiễn liền sẽ bắn tới trên đầu của ngươi. Nơi xa, nam tử tràn ngập sát khí thanh âm theo cơn gió thanh truyền vào trong tai của hắn, hắn một tay chăm chú vòng quanh phùng dụ trên vòng eo, một tay dùng sức ghiềm chặt dây cương. Hắn hiếp lại hai con ngươi, nhìn về phía trước một đội nhân mã từ sương mù bên trong chậm rãi ra. Nắng sớm xua tan sương mù, hắn cũng rốt cục thấy rõ một trái một phải dẫn đầu hai người. Một cái, chính là trước đây không lâu tại chính Minh Điện một nguyên phủ mà đổi thành một cái rõ ràng là vốn nên tại Định Châu Thượng Quan Viễn mà mới bắn rơi hắn quan mạo mũi tên kia chính là Thượng Quan Viễn chỗ bắn hắn bỗng nhiên trở lại nhìn một cái sau lưng nơi không xa cũng xuất hiện đồng dạng trang điểm nhân mã hắn đã đã rơi vào vòng vây của đối phương bên trong nhiếp chính vương còn không để xuống ai da a à hắn nghe được trong ngực nữ tử bình tĩnh hỏi. Hắn lại vô ý thức đưa nàng ôm càng chặt, cường độ chi lớn, phản phất muốn đem nàng thảm vào bên trong thân thể của mình. Phùng dụ trân khó chịu nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy vòng tại bên hông mình cái kia cổ cường độ, dường như hận không thể đem eo của nàng đều cho bẻ gãy. Nhíp chính vương. Ngữ khí của nàng, mang tới mấy phần uy hiếp. Phượng Hoa không nói gì, nửa ngày, đột nhiên cười ra tiếng ngươi cười cái gì? Phùng Dụ Trân không vui hỏi. Dụ Trân, ngươi có tin hay không, có thể cùng ngươi cùng nhau chết, ta liền cái gì cũng không biết sợ. Gương mặt của hắn không muốn xa rời vuốt ve của nàng đỉnh đầu, vô cùng ôn nhu nói. Phùng Dụ Trân sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là trấn định mà nói. Nhiếp chính vương, loại này trò đùa cũng không thế nào. Ai gia tin tưởng, nhiếp chính vương thù lớn chưa trả, há lại loại kia xem thường sinh tử chi nhân. Bên tai lại là một trận cười khẽ, nàng thậm chí cảm giác được đối phương ấm áp cánh môi đụng vào vành tai của nàng, không khỏi nhíu nhíu mày. Sau một khắc, lại nghe đối phương đầy cõi lòng cảm thán mà nói. Bản vương nguyên cũng là như vậy cho rằng, nhưng là thẳng đến lần này cùng Thái hậu trùng phùng, phương biết người còn sống có sao báo thù quan trọng hơn sự tình. Như hôm nay bất hạnh. Hắn dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng tại nàng phát lên rơi xuống một hôn, ngữ khí càng thêm ôn nhu. Sinh không thể cùng phòng ngủ, chết nếu có thể cùng huyệt, bản vương lại có gì tiếc nuối. Lập tức, nàng liền gặp trước người hàng quan lóe lên, phượng hoa vậy mà không biết từ chỗ nào rút ra một cây đoạn kiếm, mũi kiếm đối với mình lồng ngực, liền muốn đâm vào tới. Sắc mặt của nàng rốt cục thay đổi. Không thể nào. Nàng vậy mà gặp được một cái nhi nữ tình trường. Chương 55 Lương Đống Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 55 nàng đột nhiên xuất thủ, tại mũi kiếm sắp đâm vào chính mình lồng ngực trong nháy mắt đó, cắt gao bắt lấy Phượng Hoa thủ đoạn. Phượng Hoa vô ý thức muốn hất tay của nàng ra, có thế nàng lại nào dám buông ra, càng thêm dùng sức ngăn cản được, thậm chí còn đem một bên tay dần dần dời xuống, ý muốn đoạt đi cây đoạn kiếm kia. Ngươi buông tay, cẩn thận làm bị thương. Phượng Hoa vốn cũng không quá là nhất thời nóng não mới có thể sinh ra tuẩn tình suy nghĩ, thù lớn chưa trả, cựu nhân còn tại hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, hắn lại như thế nào bỏ được như vậy dễ dàng chết đi. Có thế Phùng Dụ Trân cũng không dám lại tin tưởng hắn, càng thêm liều mạng đi đoạt đoạn kiếm trong tay của hắn, Phượng Hoa sợ coi là thật làm bị thương nàng, vội vàng buông tay. Phùng Dụ Trân làm sao nghĩ đến đối phương lại đột nhiên buông tay, cầm đoạn kiếm tay quán tính hướng tiếp theo Huy, đoạn kiếm dùng sức tại ngựa trên cổ quẹt cho một phát. Tuấn mã bị đau một tiếng hí dài, như là giống như điên vung vó liền chạy, đem trên lưng ngựa hai người kém chút cho điên xuống tới. Từ phùng dụ trân đoạt kiếm, đến ngộ sát phượng hoa tọa kỵ, hết thảy bất quá phát sinh ở trong khoảnh khắc, phát giác không ổn thượng quan viễn muốn tiến lên tương trợ lúc, đã là không còn kịp rồi. Bảo hộ Hắn vừa ra khỏi miệng, một mực lưu ý lấy hai người kia nhất cử nhất động một nguyên phủ, tại phùng dụ trân ngộ thương tọa kỵ trong nháy mắt đó cũng đã phát giác được sự tình không được bình thường cho nên tại cái kia thất thủ thương ngựa như phát điên bốn phía phi nước đại lúc hắn cũng đã hung hăng huy động roi ngựa cơ hồ là đồng thời đuổi tới thượng quan viễn trơ mắt nhìn cái kia hai con ngựa ba người bất quá trong khoảnh khắc liền biến mất ở giữa tầm mắt hắn vội vã quay đầu ngựa lại mang đám người hướng phía ba người biến mất phương hướng đuổi tới phượng hoa bọn thị vệ theo sát phía sau cũng đuổi theo. Hết thảy phát sinh thực tế quá đột ngột, phùng dụ chân suýt nữa bị thụ thương nổi đi ngựa bỏ xuống đi, cũng may mà phượng hoa gắt gao ôm lấy nàng. Mặc dù như thế, trong tay nàng cây đoạn kiếm kia vẫn là rớt xuống. Phượng hoa ôm nàng, hai người ngực dán đến lưng, đè thấp thân thể dán tại trên lưng ngựa. Nắm chặt chút, chớ có ngã xuống. Phượng hoa tại bên tai nàng nhắc nhở lấy, một bên tay nếm thử thông qua điều khiển dây cương nhường ngựa dừng lại có lẽ là một kiếm kia hoạch đến thực tế quá sâu, ngựa hoàn toàn ở vào điên cuồng trạng thái, hắn thử mấy lần đều không quả, chỉ có càng thêm đem thân thể đè thấp, miễn cho bị quẳng xuống ngựa đi. Một nguyên phủ liều mạng vậy huy động roi ngựa, con mắt nhìn chầm chập phía trước hai người một ngựa, liền sợ nhìn lọc một chút, bọn hắn liền sẽ biến mất trong tầm mắt. Nhất thời trong lòng lại hối hận rất, chỉ cảm thấy chính mình ngày đó căn bản cũng không hẳn là đồng ý nàng làm như vậy mới đúng, trên đời này nào có cái gì niềm tin tuyệt đối mưu sự tại nhân thành sự lại là tại thiên ai lại dám nói tự mình tính vô di sách đâu đột nhiên phía trước điên chạy trước ngựa chân trước một khuất trên lưng ngựa hai người thuận quán tính xông về phía trước sau đó thẳng tắp hướng một bên dốc núi lăn xuống dưới hắn lập tức tâm thần đều nứt không chút nghĩ ngợi hướng phía lăn xuống dốc núi phùng dụ chân nhào tới từ trên lưng ngựa rơi xuống trong nháy mắt đó Phùng Dụ Trân chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ai gia tính mệnh nghĩ vậy. Nguyên bản hết thảy đều tại của nàng tính toán bên trong, nơi nào nghĩ đến lại vẫn cứ tại phượng hoa nơi này ra nhiễu loạn, nàng ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới đã trải qua đấu tranh tàn khốc, đồng thời thân ở cao vị phượng hoa, thế mà lại như vậy không lý trí làm ra chút, nhi nữ tình trường, quyết định đến, đưa nàng rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy. Thân thể không bị khống chế nhanh chóng hướng xuống nhấp nhô, lăn cho nàng choáng đầu hoa mắt. Nhất là trước ngực phía sau lưng ép qua trên đất hòn đá nhỏ, càng là mang đến từng đợt mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tuyệt đối không dễ chịu đau đớn, nhưng sống an nhàn sung sướng nhiều năm nàng khổ không thể tả. Bỗng nhiên, có một thân ảnh hướng nàng đánh tới, ngay sau đó, nàng liền cảm giác mình bị người gắt gao ôm vào trong ngực, mặc dù vẫn là ngăn không được lăn xuống phía dưới chi thế, nhưng có người làm của nàng cái đệm nàng cũng sẽ không cần lại chịu đựng lấy thân ép thạch mang tới thống khổ rốt cục tại nàng sắp chịu đựng không nổi kém chút đã hôn mê thời điểm mới ngưng được thế đi nàng cũng qua một chút nôn mửa liên tu thẳng nhã liền mật đều nhanh muốn phun ra trân thái hậu ngươi đã hoàn hảo có người vội vàng tại bên tai nàng gọi có thế nàng chỉ cảm thấy bên tai một trận ong 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 kêu to cả người cảm giác từng đợt trời đất quay cùng choáng váng cảm giác dạy nàng lại nhịn không được bắt đầu nôn mửa liên tu. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới cảm thấy dễ chịu một chút, mặc dù sắc mặt còn tương đương tái nhợt, nhưng tốt xấu đã đã không còn choáng ván cảm giác, cũng rốt cục nhận ra người trước mắt. Chu Khanh Nàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái bệnh này méo mó một nguyên phủ còn có thể có bản lĩnh đỡ được chính mình, dù sao hắn hôm nay, cũng không phải đã từng hắn nàng đến nay còn nhớ rõ lúc trước chỉ là cưỡi ngựa đi một đoạn đường trước mắt vị này liền có thể đem hai chân đều cho mài mòn đại lương thái tổ hoàng đế một thân bản sự tại người ngọc công tử chu quý trừng trên thân mảy may không phát huy ra được ngược lại là không nghĩ tới mấy năm không thấy hắn ngược lại là tiến triển không ít là vi thần một nguyên phủ hướng nàng chấp tay hành lễ cung kính trả lời phùng dụ chân nhẹ gật đầu đưa tay cho hắn ra hiệu hắn đỡ chính mình lên. Mục Miên phủ lập tức có mấy phần chân tay luống cúng, mặc dù mới dưới tình thế cấp bách đem đối phương chăm chú ôm ở trong ngực, có thế giờ phút này, đối con kia tinh tế trắng nõn tay, hắn thế mà xin lòng khiếp ý, nhất thời không dám tới liều. Chu Khanh gặp hắn đứng đấy cũng không nhúc nhích, phùng dụ trân nhíu nhíu mày, lại tiếng gọi. Mục Miên phủ lúc này mới lấy lại tinh thần, thật sâu hô hấp mấy lần, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí viện nàng. Ti Hai chân đạp ở thực địa bên trên một khắc này, phùng dụ trân cảm giác một trận toàn tâm đau nhất, đau đến sắc mặt nàng càng bạch, mồ hôi lạnh đều nhanh muốn chảy ra. Một nguyên phủ lanh tay lẹ mắt ôm lấy nàng. Thái hậu Ai da chân Phùng dụ trân cả người tựa ở trên người hắn, đau đến căn bản đứng không yên. Một nguyên phủ ôm ổn nàng, muốn nhìn một chút nàng bên trái trên bàn chân tổn thương, lại sợ mạo phạm nàng, nhất thời có chút do dự, nghĩ lại, thành lập nói. Không bằng trước tiên tìm một nơi nghỉ một lát, thượng quan tướng quân rất nhanh liền sẽ đi tìm tới. Phùng dụ trân hữu khí vô lực ứng tiếng. Tốt. Thái hậu, xin thứ cho vi thần mạo phạm. Một nguyên phủ trầm thấp nói câu, cũng không đợi nàng phản ứng, liền một bên viện nàng, một bên xoay người sang chỗ khác không người xuống. Phùng dụ trân không chút nghĩ ngợi liền úp sấp hắn trên lưng. Có người nguyện ý làm thịt người cổ kiệu, miễn nàng đi đường nổi khổ, nàng lại thế nào có thể sẽ cự tuyệt. Nữ tử cái kia mềm mại thân thể che đến trên lưng một khắc này, một nguyên phủ có trong nháy mắt thất thần, bất quá vẫn là rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cổng nàng từng bước từng bước đi về phía trước. Một sợi thuộc về nữ tử tóc dài rũ xuống hắn cổ bên cạnh, mang đến một trận hơi ngứa xúc cảm, hắn trong mắt nhìn xem cái kia sợi nghịch ngợm sợi tóc thời gian dần qua cùng hắn xen lẫn trong cùng nhau kết tóc làm phu thê sau một khắc hắn vừa khổ chắc chắc khóe miệng nhẹ cười nguyên bản hắn là cực may mắn đáng tiếc bây giờ chớ nói tới kết tóc hắn thậm chí liền tới gần cơ hội của nàng cũng không có hắn nghĩ có lẽ giờ khắc này thân cận là hắn đời này cơ hội cuối cùng hắn chỉ hy vọng con đường này có thể lại lâu một chút thời gian có thể trôi qua chậm nữa một chút. Ai da nhớ kỹ Chu Khanh Nguyên không sở trường kỵ, không nghĩ tới mấy năm không gặp, Chu Khanh kỵ thuật, đã đến để cho người ta lau mắt mà nhìn tình trạng. Trên lưng vang lên nữ tử mặc dù có mấy phần suy yếu, nhưng y nguyên giọng ôn hòa. Một nguyên phủ ổn định tâm thần, ra vẻ thoải mái mà hồi đáp. Vi thần sơ bộ định châu, thường bởi vì kỹ thuật không tốt bị người dễu cợt, vi thần dù sao cũng là nam nhi bảy thước, luôn luôn muốn chút mặt mũi, bị dễu cợt hơn nhiều, tự nhiên đến cắn chặt răng nhiều học luyện nhiều, làm gì cũng phải tranh này một hơi. Phùng Dụ Trân cười khẽ. Quả thật là trời không phụ người có lòng. Nói đến, những năm này ngược lại thật sự là là khổ chu khanh. Thái hậu nói quá lời, có thể vì đại lương, vì thái hậu hiệu mệnh, là vi thần may mắn, sao lại dám nói khổ? Lại làm sao có thể nói khổ? Phùng Dụ Trân mặc dù không nhìn thấy mặt của hắn, bất quá nghe hắn nói lời này lúc ngữ khí, cũng có thể tưởng tượng được đối phương trên mặt nghiêm túc cùng thành khẩn. Nàng mỉm cười. Lần này diệt hạ quốc, dương ta đại lương quốc uy, Chu Khanh cũng là lao khổ công cao, trước sớm Chu Khanh nói tâm nguyện là nhường ninh đại phu vì ngươi chẩn trị, bất quá cái kia vốn là là hẳn là sự tình, tính không được số. Ai ra lúc này còn muốn hỏi lại hỏi một chút Chu Khanh, có thể nghĩ muốn cái gì khen thưởng thăng quan hoặc là cái gì khác một nguyên phủ bước chân dừng lại lập tức lại như không kỳ sự tiếp tục tiến lên luận công hành thưởng quan tự nhiên là muốn thăng nếu không sẽ nhường thế nhân coi là vi thần mấy năm này tại biên cương lãng phí không lương thực nửa điểm cống hiến đều không có phùng thái hậu nhịn không được cười khẽ một tiếng chu khanh nói có lý này quan hẳn là muốn thăng cũng không thể nhường chu khanh bạch bạch bị người hiểu lầm nghe sau lưng nữ tử tiếng cười, một nguyên phủ chỉ cảm thấy tâm tình cũng đi theo bay bổng lên, trên mặt cũng bất tri bất giác lộ ra ý cười, ngữ khí tự nhiên cũng liền dễ dàng mấy phần. Chính là cái này Lý Nhi. Nhớ năm đó, vi thần mới tới Định Châu, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng chỉ rõ, nói vi thần một cái thư sinh tay trói gà không chặt, chạy đến biên cương đến, đơn thuần cho người ta thêm phiền. Ai, đều là câu kia cái gì bạch không một dùng là thư sinh cho liên lụy. Phùng Thái Hậu lại là một tiếng cười khẽ. Thật đúng là làm khó Chu Khanh. Một nguyên phủ nụ cười trên mặt cũng không tự giác sáng lạng một chút. Bất quá, về sau vi thần dùng thực lực hung hăng rút bọn hắn một cái tác tai, rút đến bọn hắn không dám tiếp tục loạn tước đầu lưỡi. Chu Khanh xác thực chưa từng cô phụ ai Gia hy vọng. Phùng Thái Hậu tán thưởng. Một nguyên phủ nụ cười trên mặt có râu du ngưng trệ, bất quá cũng rất nhanh che giấu đi qua, nói tiếp lên những năm này tại biên cương chỗ trải qua sự tình. Hắn nói đều là chút nhẹ nhõm việc nhỏ, ngữ khí cũng tương đương nhẹ nhàng, dẫn tới trên lưng Phùng Thái Hậu cười yếu ớt thanh không dứt. Hắn nghĩ, kỳ thật dạng này cũng rất tốt, nếu là một mực có thể dạng này liền tốt. Phùng Dụ Trân cũng là không nghĩ tới, một ngày kia nàng có thể cùng đã từng thái tổ hoàng đế có như thế ở chung thời điểm. Nàng càng thêm không nghĩ tới, bất quá mấy năm không thấy, đã từng một nguyên phủ phản phất biến thành người khác. Bất quá, dạng này một nguyên phủ, nàng lại không ghét. Chu Khanh yên tâm, ngươi công lao, ai gia đều nhớ ở trong lòng, đãi ngày sau hứa tướng quân hồi triều, ai gia chắc chắn sẽ luận công hành thưởng, cũng để cho thế nhân biết được, người ngọc công tử Chu Quý Trừng, chính là ta đại lương văn võ song toàn lương đống chi thần. Một nguyên phủ thấp giọng trả lời. Đa tạ Thái Hậu vô luận hắn hy vọng nhiều đường có thể lâu một chút, thời gian có thể chậm một chút, hắn rốt cục vẫn là cổng trên lưng nữ tử, đến một chỗ dưới gốc cây, đưa nàng an trí tại khéo đưa đẩy trên hòn đá ngồi xuống. Hắn một chân quỳ xuống, nhìn về phía nữ tử bị thương chân trái, gặp vết thương quanh mình váy áo đều mài mòn, nhẹ nhàng chụp lên đi, đối phương lập tức đau đến rụt rụt, hắn đương hạ liền không dám loạn đụng phải. Không sao, bất quá là chút trầy da, nghĩ đến không ngại. Chu Khanh, ngươi đi bốn phía tìm xem, nhìn Phượng Hoa còn còn sống. Phùng dụ Trân Phân Phó nói. Một nguyên phủ không yên lòng nàng. Vi thần vẫn là ở đây trông coi Thái Hậu, nghỉ ngơi quan tướng quân tới lại đi tìm người. Chương 56 Kết Minh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 56 Phùng dụ Trân nghỉ nghỉ, cũng liền đồng ý. Nàng bây giờ đã thương chân nếu là có cái gì? không có giúp đỡ nhất thời thật đúng là ứng phó không được gặp nàng không tiếp tục để cho mình đi tìm phượng hoa một nguyên phủ liền biết nàng là đồng ý đề nghị của mình hơi thả lỏng khẩu khí hắn thật đúng là sợ nàng kiên trì bởi vì nếu là nàng kiên trì hắn căn bản cự tuyệt không được hắn lại nhìn phía nàng thụ thương chân trái mang theo lấy mấy phần lo lắng nói thái hậu tổn thương chỉ sợ phải sớm chút xử lý phùng dụ trân một chút suy nghĩ Phần phó nói: "Ngươi ở phụ cận đây tìm chút cầm máu cỏ đến, ai gia thoảng qua xử lý một phen thuận tiện." Đã từng nàng cũng là trải qua quá vô số lần sinh tử chi nhân, tự nhiên biết nên xử lý như thế nào vết thương. Một nguyên phủ lĩnh chỉ, dưới sườn núi cầm máu cỏ khắp nơi đều là, hắn chỉ quay người lại, liền phát hiện cách đó không xa một cái khác gốc cây hạ cầm máu cỏ. Gió núi hướng mặt thổi tới, mang đến trận trận thoải mái dễ chịu ý lạnh. Cùng Vũ Trân lấy ra khăn lau lau mồ hôi, sau đó cẩn thận đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh, suy đoán Thượng Quan Viễn dẫn người đi tìm tới canh giờ. Lần này nhất làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thượng Quan Viễn thế mà lại tại nàng cùng một viên bên trong, lựa chọn chính mình. Một viên tự mình cho Thượng Quan Viễn đưa mật chỉ, mệnh hắn bí mật hồi kinh một chuyện, nàng một sáng liền biết, đồng thời cũng làm nhiều phiên bố trí, phòng chính là Thượng Quan Viễn. Lại là không nghĩ tới, Thượng quan viễn cuối cùng nhưng không có nghe theo một viên ý chỉ, ngược lại ủng hộ chính mình. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn về phía cách đó không xa ngay tại hái lấy cầm máu cỏ một nguyên phủ. Chẳng lẽ lại là hắn thuyết phục thượng quan viễn? Nàng có chút không nhất định, bất quá trừ cái đó ra, nhất thời lại nghĩ không ra nguyên nhân khác. Ánh mắt của nàng có mấy phần phức tạp. Người này đã có chút không giống nàng trong trí nhớ một nguyên phủ mấy năm này hắn tại biên cương trải qua đủ loại sự tình nàng đều nhất thanh nhị sở tự nhiên minh bạch hắn có thể thắng được các tướng sĩ thừa nhận ở trong bỏ ra dạng gì đại giới đã từng một nguyên phủ có thế tùy tiện làm được sự tình đổi thành bây giờ chu quý trừng lại là bước đi liên tục khó khăn có thế hắn đến cùng vẫn là cắn chặt hàm răng kiên trì được người này nếu là thật lòng muốn làm gì sự tình cuối cùng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi làm thành nàng năm đó sẽ nhìn trúng hắn, cũng là bị trên người hắn cổ này dẻo dai hấp dẫn. Thái hậu, có thể. Một Nguyên phủ bưng lấy đã nghiền nát cầm máu cỏ đến nàng trước mặt, chần chờ một lát, đạo, vi thần cả gan, mời thái hậu chuẩn vi thần vì thái hậu bôi thuốc. Phùng dụ trân gật gật đầu. Chuẩn. Đã từng một nguyên phủ là phu quân của nàng, đã từng chu quý trừng là tình nhân của nàng, vô luận tầng nào thân phận đều không có quá nhiều tránh hiềm nghi tất yếu một nguyên phủ lúc này mới nửa quỳ cẩn thận từng ly từng tí sáng cao của nàng váy áo ống quần da thịt bị xé rách mang tới đau đớn nhưng phùng dụ chân không nhịn được trục trục chân một nguyên phủ thấy thế động tác càng thêm thả nhẹ mấy phần thái hậu lại nhịn một chút đãi vi thần đem vết thương rửa ráy sạch sẽ lại vì thái hậu bôi thuốc hắn thanh tẩy vết thương động tác không ngừng có lẽ là vì chuyển di lực chú ý của nàng, còn cố ý dẫn nàng nói chuyện. Lần này thái hậu sớm để cho người ta đem huyện chủ mang đi, nha đầu kia sau đó chắc hẳn đến náo một lần. Phùng thái hậu không lắm để ý trả lời. Tiểu nha đầu ý vào chính mình học chút công phu mèo quào, thường ngày bên trong liền yêu lấy đại tướng quân đại anh hùng tự xưng là, nếu không sớm đem nàng lấy đi, tình thế còn không chừng phát triển thành cái dạng gì đâu. Về phần sau đó, nàng yêu náo liền náo, ai gia cũng sẽ không nuông chiều nàng. Một nguyên phủ cười khẽ. Theo vi thần xem ra, dưới gầm trời này, nhất nuông chiều huyện chủ, chính là Thái Hậu Ngài. Không có nàng nuông chiều, lại làm sao có được hôm nay không sợ trời không sợ đất nha đầu điên. Chu Khanh lời nói, chẳng lẽ lại bây giờ cái kia nha đầu điên mang cho ai gia đủ loại đau đầu sự tình, đều là ai gia tự làm tự chịu không thành. Phùng Thái Hậu nhíu mày. Một nguyên phủ khóe môi khẽ nhất, trăm bận biểu ở trong cũng không quên trêu tức vậy xem xét nàng một chút. Hắn mặc dù không có trả lời, bất quá biểu lộ lại biểu thị ra khẳng định đáp án. Phùng Thái Hậu không vui nói. Nha đầu điên tính tình chính là trong bụng mẹ mang tới, cùng ai gia cũng không tương quan. Ai gia chính sự bận rộn, cũng không có cái kia nhàn thời gian để ý tới nàng. Thái Hậu nói đúng lắm. Một nguyên phủ khóe miệng đường công càng lúc càng lớn, có thế động tác trên tay cũng không ngừng, chuyện phím ở giữa, cũng đã lưu loát vì nàng dọn dẹp xong vết thương, đơn giản đắp lên dược thảo. Phùng dụ trân liếc hắn một chút. Nói đến, nha đầu kia ngược lại chịu nghe ngươi, cũng cái gì đều nguyện ý muốn nói với ngươi. Hổ nữ mấy năm này hướng biên cương đưa đi tin, đều sẽ trước đó kinh nàng thẩm duyệt, nàng tự nhiên cũng biết tiểu cô nương tại trên thư là như thế nào hướng chu thúc thúc cáo trạng. Một nguyên phủ cười nói. Huyện chủ bất quá tính tình trẻ con, tâm tư thuần khiết, tuy là ngoài miệng phàn nàng, nhưng vi thần vẫn là nhìn ra được, nàng thích nhất, người thân nhất người chính là thái hậu, vẫn là tiểu đậu đinh thời điểm, một ngày chí ít có mấy lần sẽ bị thái hậu gì đùa khóc, có thế cái nào hồi không phải trong nháy mắt liền lại thân thân nhiệt nhiệt đi dính lấy đối phương nũng nịu. tiểu cô nương tính tình là có chút không nhớ đánh, có thế đó cũng là bởi vì nàng đánh đáy lòng liền phân rõ, ai là thực tình đãi nàng tốt. Phùng Dụ Trân nhếch miệng lên một cái nho nhỏ đường cong, nhưng lại cực nhanh che xuống dưới, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói. Nhanh không muốn đề nàng, càng thêm lớn, này dính người tính tình chẳng những không có đổi, ngược lại lợi hại hơn, da mặt lại dày, đuổi đều đuổi không đi. Nàng nuôi lớn hài tử, nếu là liền nàng đều không thân cận, vậy cũng quả thực thất bại chút. Một nguyên phủ không có bỏ qua nàng chợt lóe lên dáng tươi cười, trong lòng càng thêm vui vẻ đó là bởi vì huyện chủ thân cận Thái Hậu đâu. Phùng Dụ Trân một mặt đau đầu vuốt vuốt Thái Dương. Khó được có thế có cơ hội tới một mình, một nguyên phủ trong lòng rất vui vẻ, lại bởi vì rõ ràng giống như bây giờ như vậy có thể một mình cơ hội, ngày sau nghĩ đến sẽ không còn có, cho nên càng thêm trái một lời phải một câu dẫn nàng nói chuyện. Nói đều chẳng qua chút không quá trọng yếu việc nhỏ, trong đó lại nhiều là cùng hổ nữ tương quan. Nghe đối phương trong lời nói có thế tiểu cô nương bất đắc dĩ, hắn không khỏi trầm thấp cười ra tiếng. Ai sẽ muốn lấy được, đại lương cho tới bây giờ nói một không hai phùng thái hậu, thế mà lại cầm một cái tiểu cô nương không có biện pháp đâu. Là thái hậu, còn có chu đại nhân. Tướng quân, ở chỗ này. Binh sĩ tiếng kêu từ phía sau không xa truyền tới, vốn muốn sẽ cùng nàng nhiều lời một lát lời nói một nguyên phủ, thầm thở dài. Này khó được ở chung thời khắc liền như vậy vội vàng kết thúc chính nghĩ như vậy thượng quan viễn đã mang người bước nhanh chạy tới thần thượng quan viễn cứu giá chậm trễ mời thái hậu thứ tội thượng quan tướng quân có tội gì mau mau xin đứng lên phùng dụ trân đạo lại hỏi lấy người bốn phía tìm xem nhìn phượng hoa còn tại hồi thái hậu thần đã đem kỳ bắt được đang chờ thái hậu xử lý phùng dụ trân kinh ngạc chuyện này là thật thiên chân vạn sát. Thần dẫn binh đến đây cứu giá trên đường, gặp được đang bị truy sát bọn hắn, thần đợi bọn hắn đánh đến cái ngươi chết ta sống thời khắc, tới cái ngư ông đắc lợi. Bây giờ, thần chính sai người canh chừng, đãi bẩm quá thái hậu về sau lại làm xử lý. Thượng quan viễn trầm giọng hồi bẩm. Nói đến cũng là trùng hợp, phượng hoa lăn xuống dốc núi về sau, bởi vì lo lắng phùng dụ trân an nguy, vốn muốn đi tìm kiếm, lại lơ đảng phát hiện cùng bọn hắn cùng nhau lăn xuống tới một nguyên phủ, gặp đã có người tìm tới, hắn liền quyết định không góp này náo nhiệt, vẫn là trước đào mệnh quan trọng. Hắn cố ý từ tương phản phương hướng rời đi, dự định tránh đi truy binh cùng lương quốc người, trước tiên tìm cái địa phương an trí xuống tới lại bàn bạc kỹ hơn. Chỉ là vận khí của hắn quả thực chẳng ra sao cả, mới không đi bao lâu, đối diện liền gặp được truy sát mình người. Đối phương đại đao cứ như vậy thẳng tắp chặt tới, tránh không kịp hắn kém chút liền chết bởi đau hạ, may mà có thị vệ kịp thời đuổi tới, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bắt hắn cho cứu lại. Chỉ là hắn nhưng không có nghĩ đến, thật vất vả đánh lui truy binh, quay đầu nhưng lại đụng phải thượng quan viễn. Thượng quan viễn chính là đương thời danh tướng, võ nghệ lại cao cường, vừa mới trải qua một trận ác chiến bọn thị vệ lại nơi nào ứng phó được đến, không đầy một lát công phu, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói lấy chết bởi Ngụy Quốc truy binh trên tay, chẳng bằng rơi vào Phùng Thái hậu chi thủ, nói không chừng còn có sinh cơ. Biết được Phượng Hoa bị bắt, Phùng Vũ Trân trong lòng vui mừng, chính là muốn đứng dậy, bắp chân trái liền truyền đến một trận đau đớn, may mà một nguyên phủ cực nhanh đem nàng đỡ lấy. Thái hậu cẩn thận. Không sao. Phùng Vũ Trân khoác tay áo, nhìn xem sắc trời, suy nghĩ lại một chút dẫn đến chính mình bây giờ bộ dáng Phượng Tuấn, cùng nàng kế hoạch ban đầu nhất thời có chút bực bội ai gia vốn cho rằng có thể tùy tiện thuyết phục phượng hoa cùng ai gia hợp tác lại không nghĩ rằng thời gian không đợi người binh quý thần tốc như lần này không chiếm được phượng hoa phối hợp đối phó ngụy quốc sự tình cũng chỉ có thể hoãn một chút nói đến đây nàng lại có chút không cam tâm không bằng liền do thần tiến đến thuyết phục thuyết phục phượng hoa đối ngụy quốc hoàng thất hận thấu xương tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nhưng hôm nay hắn lại vượt xa dị quốc lại bị người phản bội thị vệ bên người nhóm chết tử thương tổn thương chỉ sợ khó mà bảo hộ hắn an toàn về nước thượng quan viễn trầm tư dây lát đạo ngừng một lát hắn lại bổ sung hắn trong trận doanh ra phản đồ nhất thời nửa khắc hắn chỉ sợ cũng khó có thể phân rõ ai còn chung với hắn ai lại lên hai lòng bây giờ ngoại trừ cùng đại lương hợp tác cũng khó có biện pháp tốt hơn phùng dụ trân toại đạo như thế cũng tốt, thượng quan tướng quân liền đi thử một lần. Thượng quan viễn chấp tay lĩnh chỉ, đã đem phùng dụ trân an trí tại mới bố trí tốt xe ngựa về sau, mới đi gặp Phượng Hoa. Một nguyên phủ không yên lòng phùng dụ trân trên chân tổn thương, tự mình đem nàng trên lưng lập tức xe. Ai da không sao? Bây giờ trong cung tình huống như thế nào? Phùng dụ trân khoát khoát tay, hỏi tới trong cung sự tình cùng thượng quan viễn một đạo đến đây an phó tướng bẩm. Hết thảy chính như Thái Hậu dự đoán như vậy, bệ hạ khống chế hoàng cung về sau, lập tức trong phái thành vệ đem các phủ bao bọc vây quanh, cũng hạ chỉ cấm chỉ trong thành bất luận kẻ nào ra vào, lập tức đem mục tiêu nhìn về phía tứ doanh quân. Đông doanh thẩm tướng quân bế doanh không ra, nam doanh ngũ tướng quân mở doanh nên đón, chỉ là một mực tại đánh thái cực, cũng không từng cho cái lời chắc chắn, nhìn giống như là đang trì hoãn thời gian. Tây doanh quân mặt ngoài vẫn do Cù Đình khống chế. Bắc doanh vệ tướng quân. Chọc giận bệ hạ, bị giết. Bắc doanh quân bây giờ chính do tiền tướng quân nắm trong tay cẩn thận đỏ sức. Cái gì? Phùng dụ Trân quá sợ hãi, A Gia không phải đã nói, để bọn hắn bảo tồn thực lực, chậm đợi A Gia ý chỉ A, à. vệ khanh hắn sao liền không giữ được bình tĩnh. Một nguyên phủ quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Hắn tự mình mang ra tướng lĩnh, không phải chết ở trên chiến trường, mà là uổng mạng tại con của hắn trên tay. Chết một tên tướng lĩnh, Phùng Dụ Trân có chút ngồi không yên, bỗng gặp Thượng Quan Viễn cau mày trở về, vội hỏi. Như thế nào? Thượng Quan Viễn lắc đầu. Thần hổ thẹn, mặc kệ thần khuyên như thế nào nói, Phượng Hoa đều không có cho thần nửa điểm đáp lại. Phùng Dụ Trân đôi mi thanh tú vạn đến càng thêm gấp. Nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Phượng Hoa vì sao liền là không nguyện ý hợp tác? Chẳng lẽ lại hắn muốn bảo tồn Ngụy Quốc, chính mình đương Ngụy Quốc hoàng đế, mà không muốn đem Ngụy Quốc đặt vào đại lương? Chỉ bất quá, hợp tác kết minh vốn là song phương có qua có lại đạt thành ý kiến thống nhất kết quả, hắn nếu có cái gì ý nghĩ điều kiện gì, đại khái có thể nói thẳng, như thế không nói một lời, hay là bày ra một bộ cự tuyệt trò chuyện bộ dáng, quả thực lệnh người khó hiểu. Một phen kế sách vậy mà cắm ở nơi đây, nàng lại là tức giận lại là bất đắc dĩ, nhưng cũng biết chính mình không có thời gian lại chờ trực, nàng nhất định phải nhanh chóng trở về trong cung, nếu không, đại lương chắc chắn sẽ ra nhiễu loạn lớn. Nàng giận tái mặt, phân phó nói. Hồi cung. Thái hậu. Một nguyên phủ liền vội vàng tiến lên, không bằng do thượng quan tướng quân hộ tống thái hậu hồi cung, vi thần tạm thời dừng lại thuyết phục nhiếp chính vương, nếu là được chuyện, liền do vi thần cùng an phó tướng hộ tống nhiếp chính vương về nước, thái hậu hồi cung về sau lại phái người đến đây cùng vi thần tụ hợp. Tuy là sự tình không thành, cũng sẽ không làm trễ nải thái hậu hồi cung sự tình. Phùng Dụ Trân đã đối phượng hoa không ôm hy vọng, bất quá gặp một nguyên phủ khăn khăn thử lại, tọa đạo. Hết thảy liền theo Chu Khanh nói đi. Thượng quan viễn tự mang tới binh sĩ bên trong phân phối bộ phận lưu lại, một nguyên phủ cảm ơn qua hắn, đang muốn quay người rời đi, nhưng lại bị hắn cho gọi lại. Những này thuốc trị thương ngươi cầm, bất quá được chuyện hay không, tốt xấu đem vết thương trên người thanh lý thanh lý. Vốn là bệnh tật, như trên thân lại thêm tổn thương, chẳng phải là càng hỏng bét. Thượng Quan Viễn ném cho hắn một bao thuốc trị thương, bất đắc dĩ nói. Một nguyên phủ tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn. Trong xe ngựa phùng dụ chân, buông xuống màn cửa. Nguyên lai hắn cũng bị thương, cũng thế hắn cũng không phải đã từng một nguyên phủ, tự nhiên cũng không có thuộc về một nguyên phủ thân thủ, lại sao có thể có thế nửa điểm tổn thương đều không nhận. Đưa mắt nhìn phùng dụ trân xa giá tại thượng quan viễn hộ tống dưới, cực nhanh hướng kinh thành phương hướng chạy tới, mãi cho đến rốt cuộc nhìn không thấy, một nguyên phủ mới hỏi sáng tỏ phượng hoa vị trí, nhưng binh sĩ mang chính mình tới. Bị hơn 10 tên đại lương binh sĩ canh chừng phượng hoa, bàn tiệc mà ngồi nhắm mắt dưỡng thần, đối với mình tình cảnh phản phất không lo lắng chút nào. Một nguyên phủ đi tới thời điểm, nhìn thấy chính là hắn bộ này như là lão tăng nhập định bộ dáng. Hắn cũng không thèm để ý, phất phất tay nhường trong coi bọn lui đến xa một chút, hắn giọng nói. Vạn Thái Phi khi còn sống từng nói qua một câu, ta nguyên bản không tin, bất quá hôm nay gặp Phượng Công Tử tiến hành, ngược lại là tin tưởng. Phượng Hoa chậm rãi mở mắt, nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghi hoặc. Vạn Thái Phi khi còn sống từng nói, Phong Hoa Công Tử cũng luyến mộ Thái Hậu. Phượng Hoa tim siết chặt, môi mỏng khẽ miếng môi, nhưng vẫn là không nói gì. Mục Nguyên Phủ cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. Ta nguyên bản không tin, nhất là biết Phượng Công Tử lại cùng một viên liên thủ đối phó Thái Hậu về sau, liền càng thêm không tin. Nếu là Phượng Công Tử coi là thật luyến mộ Thái Hậu, há lại sẽ làm ra tổn thương nàng sự tình vậy ngươi lúc này lại sao tin tưởng? Phượng Hoa rốt cục mở miệng. Ta cẩn thận hồi tưởng một phe ngươi chuyến này sở tác sở vi. Nhíp chính vương, ngươi bắt đi Thái Hậu, cũng không phải là nghĩ đưa nàng vào chỗ chết, mà là nghĩ gãy đi của nàng cánh chim, đưa nàng đánh rớt đám mây, tù ở bên người, nhưng nàng quãng đời còn lại chỉ có thể đối một mình ngươi. Cũng chính là bởi vì đây, ngươi liền không muốn kết minh với nhau. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, một khi đã mất đi cơ hội lần này, thái hậu thế lực sẽ càng ngày càng cường đại, trong thiên hạ không còn bất luận kẻ nào có thể cản tay nàng, ngươi cũng thế." Phượng Hoa lại là một trận lâu dài trầm mặc. "Đúng vậy, hắn không thể nào tiếp thu được, không thể nào tiếp thu được nàng sẽ càng bay càng cao, càng bay càng xa, mà chính mình thậm chí còn có thể trở thành trợ nàng bay cao, đưa nàng bên trên mây xanh một viên." Hắn không cách nào nhìn xem nàng bị người ức hiếp nhưng cũng không nguyện ý nhìn xem nàng tại quyền thế đầu này trên đại đạo càng chạy càng xa. Nói như vậy, giữa bọn hắn khoảng cách cũng sẽ càng ngày càng xa, xa tới quãng đời còn lại hắn đều chỉ có thế xa xa nhìn qua nàng, thậm chí lại như lấy trước kia vậy, trơ mắt nhìn trường minh hiên người lui tới, đổi cái này đến cái khác. Một nguyên phủ cũng học hình dạng của hắn ngồi trên mặt đất, nhìn nhập đáy mắt của hắn chỗ sâu, thấp giọng hỏi. Ngươi vui vẻ nàng cái gì? Phượng Hoa trầm mặt, thật lâu, mới lẩm bẩm. Ta cũng không biết. Đại hắn phát hiện lúc, nàng đã ở trong lòng, về phần hắn vui vẻ nàng cái gì, hắn chưa từng có nghĩ tới. Có lẽ là mới gặp lúc nàng ngồi trên lưng ngựa bừng bừng anh tư, có lẽ là nàng trách cứ chính mình không thương tiếc sinh mệnh lúc khó nén mấy phần đau lòng, lại có lẽ là nàng tại đại quân đắc thắng lúc không che giấu chút nào tươi đẹp dáng tươi cười. Một nguyên phủ cũng không có muốn câu trả lời của hắn, chỉ là thở dài một tiếng, nói nàng nay đã ở trên trời dương cánh bay cao vô câu vô thúc ngươi quả thực là gãy đi của nàng cánh ép ở lại tại bên người vậy vẫn là nàng a một cái chỉ có thể cậy vào của ngươi sủng ái sinh tồn nghĩ trăm phương ngàn kế lấy ngươi niềm vui lấy ngươi chi buồn vì buồn lấy ngươi niềm vui làm vui không có bản thân chỉ có thể vây quanh ngươi đảo quanh nữ tử vẫn là ngươi vui vẻ người kia a ngươi như thích chính là dạng này nữ tử cần gì phải chấp nhất tại đây Phượng Hoa hô hấp cứng lại, thần sắc có mấy phần hoảng hốt. Hắn đột nhiên không cách nào tưởng tượng, nguyên bản đầy người kiêu ngạo nữ tử, sẽ buông xuống tư thái đi lấy lòng một cái nam nhân, sẽ chỉ có thể cậy vào nam nhân sủng ái sinh tồn. Chỉ là nghĩ như vậy, hắn liền cảm giác khó mà tiếp nhận. Chân chính thích một người, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trợ nàng thực hiện trong lòng mong muốn, đem hết toàn lực trợ nàng bên trên mây xanh. Hắn lại nghe được nam tử bên người trầm thấp nói hắn vô ý thức níu chặt ống tay áo. Hắn thích nữ tử, anh tư bừng bừng, không thua kém đấng mày râu, có có thể để cho mặt trời rực rỡ vì đó thất sắc tươi đẹp lúng đồng tiền, có thể nhìn thấu thế gian ô trọc cơ trí ánh mắt. Lòng dạ của nàng so nam nhi rộng lớn hơn, chí hướng của nàng so nam nhi rộng lớn. Nàng vốn là rong chơi bay lượn với thiên tế, là hắn không biết mùi vị muốn đem nàng kéo rơi phàm trần. Hắn đột nhiên sinh ra mấy phần bối rối tới thật lâu, hắn hít một hơi thật sâu, đối một nguyên phủ ánh mắt, gần từng chữ nói. Ngươi, cũng vui vẻ nàng. Ngữ khí của hắn tương đương khẳng định, mà đối phương hiển nhiên cũng không có phủ nhận ý tứ, mà là gật đầu thừa nhận. Không sai, ta cũng vui vẻ nàng. Hắn thừa nhận đến như thế dứt khoát, Phượng Hoa nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nửa ngày về sau, hắn thở dài, lẩm bẩm. Một nguyên phủ, thật đúng là cái may mắn người. Một nguyên phủ trầm mặt dây lát, nói. Không, hắn là cái tương đương bất hạnh người. Rõ ràng đã có được thế gian tốt nhất, lại vẫn cứ không hiểu trân quý, cuối cùng. Có được quá nhưng lại đã mất đi, sao chưa từng có từng chiếm được, phải bất hạnh nhiều. Phượng Hoa ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới phản phất nói một mình vậy nói. Đúng vậy a, à, một nguyên phủ rõ ràng đã có được nàng, vì sao về sau còn sẽ có những nữ nhân khác đâu bất quá là khắc vào thực chất bên trong bộ kia tam thê tứ thiếp luận phát tác cảm thấy không phải cái gì quá không được sự tình đại khái hắn mãi cho đến chết cũng không biết chính mình đã mất đi cái gì một nguyên phủ bình tĩnh trả lời đã từng một nguyên phủ xác thực mãi cho đến chết cũng không biết chính mình đã mất đi cái gì phượng hoa kinh ngạc nhìn nhìn qua hắn một hồi lâu mới mang theo vài phần mờ mịt nói có thế thế nhân đều nói đế hậu tình thâm. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Kiêu ngạo như vậy nữ tử, thật có thể chịu đựng cùng khác nữ tử chia sẻ chính mình yêu phu quân. Thật có thể làm ra trên người người khác tìm kiếm người chết ảnh tử chuyện như vậy. Giờ này khắc này, hắn mới phát hiện, hắn có lẽ chưa từng có hiểu qua nàng, dù là hắn đã đem nàng khắc vào trong lòng nhiều năm. Phùng dụ trân mặc dù đồng ý một nguyên phủ lưu lại tiếp tục thuyết phục phượng hoa, bất quá đối với kết quả lại không ôm hy vọng chỉ là không có nghĩ đến không đến hai khắc đồng hồ thời gian nàng liền nghe được thượng quan viễn đến đây bẩm báo chỉ nói chu quý trừng chu đại nhân cùng mỹ quốc nhiếp chính vương cầu kiến thái hậu nàng có chút ngoài ý muốn bất quá vẫn là phân phó tạm dừng chờ đợi hai người kia ra roi thúc ngựa đuổi đi lên giây lát phượng hoa liền xâm nhập nàng giữa tầm mắt nhiếp chính vương đến đây gặp ai gia thế nhưng là cải biến chủ ý nàng dẫn đầu hỏi. Phượng Hoa ánh mắt phức tạp ngắm nhìn nàng, thật lâu, mới hồi đáp. Là, bản vương đáp ứng ngươi. Đại ngụy quốc những cái được gọi là hoàng thất chết chết hết thấu về sau, bản vương tự mình mở cửa thành ra, cung nghênh đại lương quân đội vào thành. Từ đó, thế gian lại không ngụy quốc. Tốt. Sau khi chuyện thành công, ngươi chính là ta đại lương nghĩa dương vương. Phùng dụ trân con mắt quan mang đại thịnh, hướng hắn nâng cao bàn tay phượng hoa mấp máy đôi môi chậm rãi nhưng lại vô cùng kiên định đem bàn tay của mình che kín đi lên chỉ nghe ba một chút tiếng vỗ tay hai người như vậy đạt thành minh ước phùng dụ trân đang muốn rút tay về không ngờ đối phương lại trở tay một trảo bắt lấy nàng tay nhiếp chính vương nàng hồ nghi phượng hoa tròng mắt dây lát mới đón nàng ánh mắt khó hiểu thấp giọng nói nghĩa dương vương cũng không sao, đã sau khi chuyện thành công, ta nghĩ khác đề một cái yêu cầu. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi quá mức khó xử. Phùng Dụ Trân một chút suy nghĩ liền đồng ý, tốt, ai gia đáp ứng ngươi. Phượng Hoa Tân, một tiếng, lại như cũ không có buông nàng ra tay. Nhíp chính vương. Hắn thầm thở dài, rốt cục không thôi buông lỏng ra cái kia mềm mại tay. Hắn không biết Ngụy Quốc chờ đợi chính mình sẽ là kết quả như thế nào, nhưng là chỉ cần hắn còn có một hơi, liền sẽ đem hết toàn lực hoàn thành lời hứa của hắn. Lần này trước do Chu Khanh xuất ba ngàn nhân mã tùy ngươi đi đầu chạy về Ngụy Quốc, chờ một chút, A Gia sẽ lệnh thượng quan tướng quân dẫn quân trước cùng các ngươi tụ hợp. A Gia tại Đại Lương Kinh Thành, chờ nhiếp chính vương tin tức tốt. Phượng Hoa nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn chầm chầm nàng một chút, dương lên roi ngựa, dục ngựa mà đi. Một nguyên phủ mang theo ba ngàn nhân mã theo sát phía sau. Phùng Dụ Trân đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa thân ảnh, trong mắt lóng lánh thề tại nhất định được quan mang. Sau một lát, nàng trầm giọng phân phó hồi cung, chuẩn bị đi trở về nên đón thuộc về nàng chính mình một trận chiến. Chương 57 Trở về Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một năm này vạn thọ tiết, vốn là đại lương hoàng đế một viên thành niên tốt đẹp thời gian, có thế kinh thành từ hoàng thất quý tộc, cho tới bình dân bách tính, Đều không có nửa điểm vui vẻ bộ dáng Kinh thành các phủ đại môn đóng chặt Trên phố lãnh lãnh thanh thanh Chỉ có cầm trong tay binh khí bọn thị vệ Vừa đi vừa về dò xét Từng nhà sớm liền treo tốt Các loại biểu tượng vui mừng đồ trang sức Lộ ra toàn thành cửa lớn đóng chặt Càng thêm lộ ra quảng cua ẻ Tuyên minh điện bên trong Thật lâu không có đạt được phượng hoa Cùng phùng dụ trân tinh tức mục viên Đứng ngồi không yên đang đi tới đi lui một ngày không có đạt được hai người kia bị giết tin tức, hắn đều không thể an tâm. Đi vào cửa trịnh phượng kỳ thấy hắn như thế bộ dáng, ôm nhu an ủi. Bệ hạ không cần phải lo lắng, có chu đại nhân bọn hắn tại, chắc hẳn bọn hắn lúc này là chấp cánh khó thoát. Ngược lại là bệ hạ, đều một đêm không ngủ, vậy làm sao có thể làm đâu. Một viên cầm nàng yếu đuối không xương tay, thở dài nói. Ngươi không biết, một ngày không được đến tin bọn họ chết, trẫm liền luôn cảm thấy trong lòng hoảng cực kỳ. Nhất là mẫu hậu, bản lãnh của nàng thế nhưng là rất lớn. Nhớ năm đó, vì áp chế phụ hoàng, tiền yến nước trước trước sau sau phái mấy tên đại tướng đi bắt cầm nàng, có thế thiên là không có người nào thành công, vẫn là để nàng đào thoát. Bệ hạ quá lo lắng, năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Lại nói, tiền yến tướng sĩ, lại có thể nào cùng ta đại lương tướng sĩ đánh đồng trịnh phượng kỳ vô tình lại nói một viên lược suy nghĩ một lát cũng cảm thấy nàng lời nói này đến có lý không sai tiền yến những phế vật kia lại có thể nào cùng đại lương tướng sĩ đánh đồng ngươi nói đúng là trẫm nghĩ lầm hắn lập tức an lòng mấy phần nhẹ nhàng nắm tay nàng đãi hết thảy dàn xếp lại về sau trẫm liền hạ chỉ sắc phong ngươi vì quý phi nguyên bản này quý phi chi vị sớm liền hẳn là đưa cho ngươi nếu không phải mẫu hậu ở trong từ đó ngăn cản, cũng không trở thành ủy khuất ngươi như vậy lâu. Trịnh Phượng Kỳ một bên khác tay che ở trên mu bàn tay của hắn, ôm nhu nói. Phượng Kỳ không quan tâm cái này, chỉ cần có thể một mực liên lấy bệ hạ liền đầy đủ. Nghĩ đến nàng làm bạn chính mình nhiều năm, một mực ôm nhu quan tâm, lại khắp nơi vì chính mình suy nghĩ, có thế chính mình chẳng những không cách nào thực hiện lập nàng làm hậu lời hứa, liền một cái quý phi chi vị, đều kéo như vậy lâu mới có thể cho nàng, một viên càng thêm ấy nấy. Ngươi yên tâm, đời này trẫm tất không phụ ngươi. Hai người tình ý rã rít một trận, một viên nhìn xem canh giờ, cũng đến nên vào triều sớm thời điểm. Cung biến ngày đó ở đây triều thần, bị hắn vây ở chính minh điện không được rời đi. Mà không có ở đây, cũng bị hắn cưỡng ép triệu tiến cung. Cho nên giờ phút này khắc chính minh điện, đồng dạng một đêm không ngủ càng không được hồi phủ triều thần, từng cái sắc mặt nghiêm túc lo lắng trọng trọng, lẫn nhau ở giữa càng là liền trò chuyện ý nguyện đều không có. Bây giờ còn bị vây ở trong điện, đều là ủng hộ Phùng Thái Hậu, hay là muốn tại Thái Hậu cùng Hoàng đế ở giữa bảo trì ở giữa, sớm liền đầu nhập vào Hoàng đế Triều Thần, tự nhiên được an bài việc phải làm. Quan Văn đứng đầu Doãn Đức Chương, cũng bảo trì không được ngày xưa trấn định, chắp tay sau lưng càng không ngừng trong điện đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa điện, tự hồ đang đợi cái nào đó thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Có không ít triều thần vốn định tới trao đổi một chút ý nghĩ, thấy thế cũng từ bỏ. Tóm lại lúc này, ngoại trừ kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài, bọn hắn tạm thời cũng không làm được cái khác. Nhất là những cái kia một mực ủng hộ Phùng Thái Hậu, nghe nói Thái Hậu bị ngụy Quốc nhiếp chính vương mang đi, càng thêm khó có thể bình an. Chính là muốn tại Thái Hậu cùng Hoàng đế ở giữa bảo trì trung lập, khi biết hoàng đế đúng là liên hợp ngụy quốc phát động cung biến tự tay đem thái hậu giao cho ngụy quốc trên tay trong lòng cũng nói không nên lời là tư vị gì nguyên bản đại lương tiêu diệt hạ quốc mãn triều văn võ chịu đủ cổ vũ chỉ cảm thấy sự tình cách trăm năm về sau đại lương sẽ nhất thống trung nguyên khai sáng một cái mới đại nhất thống thời đại người người vung tay vung chân dự định thật tốt làm một phen sự nghiệp lấy chứng kiến vào thời khắc này đến cũng ngóng trong có thế lưu danh sử xanh nơi nào muốn lấy được sấm dậy đất bằng, tuổi trẻ hoàng đế đột nhiên phát động cung biến, không có chút nào chuẩn bị Thái hậu bị đánh trở tay không kịp. Bất quá, có triều thần thầm rơi vào trầm tư. Thái hậu quả nhiên là không có chút nào chuẩn bị a, à, cái kia trí bao gần yêu nữ tử coi là thật sẽ như vậy dễ dàng bị một tên mau đầu tiểu tử đuổi xuống đài đi. Ngẫm lại những năm gần đây tại phùng Thái hậu, thậm chí lúc trước phùng Hoàng hậu dưới tay trải qua hết thảy bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng. Dù sao khách quan một cái thủ đoạn non nớt tuổi trẻ hoàng đế, bây giờ đại lương càng cần chính là Phùng Thái Hậu. Mà một đám võ tướng sắc mặt lại tương đương khó coi, mà mấy tên cùng bắt doanh vệ tướng quân giao hảo tướng lĩnh càng là mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc. Một viên ngày đó giết vệ tướng quân, bất quá là nghĩ đến giết gà dọa khỉ, nhưng những cái kia võ tướng biết, bây giờ làm chủ không còn là Phùng Thái Hậu, mà là hắn lại là không nghĩ cử động lần này chẳng những không được chấn nhiếp tác dụng, ngược lại càng thêm khơi dậy võ tướng phẫn nộ. Càng làm cho võ tướng nhóm khó mà tiếp nhận, chính là riêng có uy vọng, rất được bọn hắn kính trọng đại tướng quân Cù Đình, vẫn là lần này biến cố cối tử thủ. Phùng Thái Hậu có ý nhất thống Trung Nguyên, đây vốn là bọn hắn những này võ tướng kiến công lập nghiệp tốt đẹp thời cơ, quân không thấy nguyên bản tên không kinh truyền hứa dược bình, bởi vì diệt bắc hạ có công, một khi dương danh, đãi ngày sau khải hoàng hồi triều, phong hầu là tránh không khỏi. Thế nhưng là bây giờ, chỉ mong lấy Thái hậu có thế bình an vô sự trở về, đại lương có thế an ổn vượt qua cái này liên quan. Mục viên đến thời điểm, nhìn thấy chính là triều thần mong mỏi cùng trong mong bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn có mấy phần đắc ý. Hắn đang muốn tiến điện, chợt hướng trịnh Thái Phi mang theo thị vệ từ khác một bên đi tới, chỉ hướng hắn khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu, liền muốn rảo bước tiến lên cửa điện hắn vội vàng gọi lại đối phương. Mẫu phi, ngươi sao đến đây? Bản cung tất nhiên là đến tận mắt chứng kiến, triều đình thay đổi gia chủ thời khắc mấu chốt này. Trịnh Thái Phi mỉm cười trả lời. Thì ra là thế. Mục viên nhẹ gật đầu. Xác thực, mẹ con bọn hắn thụ nhiều năm như vậy khí, bây giờ thật vất vả xoay người, cũng khó trách mẫu phi sẽ nghĩ tới chính minh điện tới. Trịnh Thái Phi nói xong, mang theo thị vệ dẫn đầu liền bước vào điện vốn muốn đi vào một viên lại rơi vào phía sau của nàng nhìn xem cái kia đi tại trước mặt mình thân ảnh một viên sắc mặt lập tức liền đến cực kỳ khó coi một màn này nhưng hắn nhớ tới trước đó mỗi một ngày hắn đều chỉ có thế đi theo một tên khác nữ tử sau lưng đi vào tòa cung điện này hắn hít một hơi thật sâu nện bước bước nhanh đến phía trước sau đó bắt lại chính đi đến trong điện trịnh thái phi thủ đoạn mặt âm trầm nói mẫu phi cũng mệt mỏi, không bằng vẫn là về trước cung nghỉ ngơi đi. Đại trẫm xử lý xong trong triều chuyện quan trọng về sau, lại đi hướng mẫu phi thỉnh an. Trịnh thái phi nụ cười trên mặt không thay đổi, liếc qua hắn bắt lấy tay mình cổ tay tay, chậm rãi nói. Bản cung chờ hôm nay quả thực đợi quá lâu, lại nơi nào có tâm tư nghỉ ngơi. Ngược lại là bệ hạ, một đêm không ngủ, liền đỏ ngầu cả mắt, không bằng đi trước tiểu khế một lát, nếu có cái gì chuyện quan trọng, bản cung thay bệ hạ đi đầu xử trí là được. một viên vô ý thức đưa nàng thủ đoạn tóm đến càng chặt, xanh mặt hỏi, mẫu phi đây là ý gì? bệ hạ là lo lắng bản cung xử lý không đến a, à, yên tâm, bản cung có nội thành vệ, không sợ có người sẽ không nghe lời. trịnh thái phi không thèm để ý chút nào bị hắn tóm đến đau nhức thủ đoạn, nụ cười trên mặt mang theo vài phần đắc ý. một viên đầu tiên là sững sờ lập tức không dám tin tưởng ngước mắt nhìn về phía, một mực trầm mặt bảo hộ ở Trịnh Thái phi bên cạnh người tên thị vệ kia, nhận ra đối phương lại là nội thành vệ thủ lĩnh, trong lòng kịch chấn. "Ngươi, ngươi phản bội trẫm." Bệ hạ nói gì vậy, làm sao có thể nói là phản bội a, à, bọn hắn một mực là bản cung sai khiến cho bệ hạ, lấy trợ bệ hạ thành sự. Trịnh Thái phi ngữ khí tương đương nhu hòa, có thế nghe nhập một viên trong tay, lại giống như là hướng hắn tâm khẩu đâm một cây châm không sai nội thành vệ cùng tả lâm vệ sẽ quy thuận hắn rất lớn trình độ là bởi vì hắn mẫu phi hắn mẫu phi năm đó mang thai tên nghiệp chủng kia cha đẻ chính là nội thành vệ bên trong một viên hắn không biết trịnh thái phi đến cùng là như thế nào thuyết phục nội thành vệ nhưng nghĩ đến cũng không thể rời đi những cái kia dơ bẩn sự tình nếu không phải lúc dùng người hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép những này gian phu còn sống trên đời. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hắn mẫu phi, thế mà còn đánh lấy khác chủ ý. Hắn mặt lạnh lấy, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng vẫn là cố ý đè thấp thanh âm. Mẫu phi muốn làm cái thứ hai phùng thái hậu. Trịnh thái phi cười đến ý vị thâm trường, đuôi lông mày dương nhẹ, nhưng không có trả lời hắn lời này. Mặc dù nàng không có trực tiếp cho ra đáp án, nhưng nàng biểu lộ cũng đã xác nhận hắn lời nói không qua một viên giận quá thành cười cũng không phải là trẫm xem nhẹ mẫu phi chỉ là mẫu phi muốn làm cái thứ hai phùng thái hậu còn phải xem nhìn chính mình có hay không phùng thái hậu bản sự trịnh thái phi nụ cười trên mặt liễm bệ hạ rửa mắt mà đợi là được triều thần nhìn thấy mẹ con một trước một sau tiến đến nhất thời có chút kỳ quái nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là bỗng gặp hai mẹ con này ngay tại trong điện nói đến lời nói song phương biểu lộ nhìn đều không hề tốt đẹp gì triều thần hai mặt nhìn nhau đều làm không rõ ràng hai mẹ con này ở giữa xảy ra chuyện gì chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy trịnh thái phi thần sắc tự nhiên đi lên bậc thềm ngọc lập tức kinh ngạc vạn phần dù là cuối cùng là bệ hạ ngồi xuống nguyên bản thuộc về phùng thái hậu vị trí mà trịnh thái phi ngồi xuống nguyên bản bệ hạ sở tại chi vị nhưng cũng để bọn hắn chấn kinh đến nhất thời nói không nên lời đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại bệ hạ không có phụ nhân bồi tiếp, liền không ngồi tới chính minh điện rồi sao? Triều thần sắc mặt cũng có chút cổ quái, chỉ là ai cũng không dám nói chuyện. Một viên từ trên cao nhìn xuống ngồi, biệt khuất nhiều năm như vậy, rốt cục ngồi xuống thuộc về mình vị trí, vốn nên nên kiện cực kỳ vui vẻ sự tình mới là, hết lần này tới lần khác hắn mẹ để lại chặn ngang một cước, nhưng trong lòng của hắn sinh ra không có sai biệt biệt khuất cảm giác hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, thật sâu hô hấp mấy lần, lúc này mới ra vẻ bi thống mà nói. Ngụy quốc lòng lan dạ thú, lại mượn xem lễ chi danh hành thích giết sự tình, mẫu hậu bất hạnh, bị tặc nhân bắt cóc, bởi vì phấn khởi phản kích, thảm tao ngụy tặc giết chết. Triều thần quá sợ hãi. Thái hậu hoang rồi. Doãn Đức Chương dẫn đầu ra khỏi hàng. Xin hỏi bệ hạ, lời ấy có thế là thật. Nhưng có người chứng kiến. Thái hậu. Lại tại nơi nào? Trẫm mệnh Chu Quý Trừng Chu đại nhân, lĩnh tinh binh tiến đến nghỉ cách cứu viện, Chu đại nhân tận mắt nhìn thấy, mẫu hậu bởi vì bị ngụy tặc âm thầm, rất xuống vách núi, thi cốt hoàn toàn không có. Chu đại nhân làm sao tại? Doãn Đức Chương truy vấn. Chu đại nhân bây giờ chính mang theo binh sĩ, thề phải đem mẫu hậu tìm trở về, cùng thái tổ hoàng đế hợp táng. Một viên tỉnh táo trả lời dù sao liền là sống không thấy người, chết không thấy xác, hắn nói chết liền là chết rồi. Bệ hạ lời nói không ngoa, Chu đại nhân đến đây bẩm báo thời điểm, bản cung cũng ở một bên, có thể làm chứng. Trịnh Thái Phi không nhanh không chậm nói bổ sung. Một viên mắt sắc tối sầm lại, bất quá đến cùng không nói gì thêm, chỉ là trong tay áo nắm đấm lại nắm chặt mấy phần. Triều thần nhìn lẫn nhau, nhất thời không biết phải chăng là nên tin tưởng. Chỉ có văn hoa quán đại học sĩ nghiêm bá khiêm đứng ở một bên cười lạnh liên tục, đêm đó thân lịch cung biến một màn triều thần, cũng là trong mắt không nói một lời. Một viên tự nhiên cũng phát hiện dị thường của bọn hắn, mấp máy đôi môi, che giấu đi đầy người sát ý. Những người này, sớm muộn hắn sẽ từng cái thu thập, một người sống cũng không thể lưu lại. Còn có đã từng ủng hộ quá phùng thái hậu, cũng tuyệt đối không thể lại lưu. Có thể đứng ở trên triều đình, chỉ có thể là hắn người lần này biến cố không ít trung tâm vì quốc chi sĩ chết thảm ngụy tặc chi thủ trẫm dù cảm đau lòng nhưng trong triều chính sự lại không thể chậm trễ trẫm trịnh thái phi đột nhiên ngắt lời hắn bản cung một sáng liền cùng bệ hạ thương lượng qua đối chúng thanh gia chức vụ lần nữa tiến hành phân công lấy ổn định cục diện không dạy ngụy tặc thừa lúc vắng mà vào ứng đại nhân còn không đem bản cung cùng bệ hạ ý chỉ nhanh chóng niệm đến một mực canh giữ ở nàng bên cạnh người nội thành vệ thủ lĩnh ứng lương móc ra vàng sáng thánh chỉ liền muốn tuyên đọc kịp phản ứng một viên đang muốn ngăn lại nhưng lại nghe được trịnh thái phi tận lực đè thấp lại như củ tràng đầy uy hiếp thanh âm hoàng nhi cần phải biết lại nói một viên đột nhiên quay người nhìn về phía nàng trong mắt sát ý rốt cuộc không che giấu được trịnh thái phi bị ánh mắt của hắn kinh đến tim đau xót có thế vẫn không có mảy may nhượng bộ chỉ có chính nàng trưởng quyền, mới không có người dám làm liên quan chuyện của nàng, chính như đã từng phùng thái hậu, dù là tình nhân một cái tiếp một cái hướng trong cung mang, ai lại dám nói nàng nửa câu không phải. Chỉ có chính nàng đứng lên, mới có thể tùy tâm sở dục, sẽ không ngay cả mình thích người, chính mình trong bụng cốt nhục đều không gánh nổi. Một viên trên trán gân xanh liên tiếp nhảy lên, có thế đến cùng không có lên tiếng, chỉ là nghe ứng lương nhớ kỹ bổ nhiệm thánh chỉ, nộ khí ngược lại lập tức liền ép xuống, cười nhạo lên tiếng, thấp giọng nói. Trẩm Nguyên Lai tưởng rằng mẫu phi nghĩ cất nhắc người nhà mẹ đẻ, nhưng chưa từng nghĩ đến, mẫu phi lại là muốn cất nhắc chết đi gian, phu. Loại rác rưởi kia, hắn cũng xứng. Này một thánh chỉ, đem gian, phu thân nhân một mạch đều nâng lên trọng yếu nhất chi vị, nếu là thật sự an bài như vậy xuống dưới, mặc kệ là quan văn, vẫn là võ tướng, đều chỉ sẽ nghe lệnh tại trình Thái Phi, hắn vị hoàng đế này sẽ lại lần nữa kéo dài hữu danh vô thực thời gian. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng là minh bạch, nguyên lai hắn mẹ đẻ, bởi vì một cái gian, phu, một cái nghiệp chủng, mà ghi hận chính mình nhiều năm như vậy. Thật sự là chuyện cười lớn. Trịnh Thái Phi bị hắn lại là gian, phu lại là phế vật một phen tức giận đến toàn thân phát trung, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, có thế nàng vẫn là cực lực đè ép đầy ngập quán hận, mặt lạnh lấy dời đi ánh mắt, không nhìn nữa cái này nhường nàng tổn thương thấu tâm nhi tử. Triều thần cũng là không che giấu được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đối thánh chỉ nâng lên cùng những người kia, không có chút nào nửa điểm ấn tượng. Những người này tựa như là không căn cứ sinh ra đồng dạng, thế mà muốn chiếm cứ trọng yếu như vậy vị trí. Bọn hắn lại xem xét thượng thủ đồng dạng khiếp sợ không thôi bệ hạ, lại nhìn một cái dù bận vẫn ung dung trịnh thái phi, lập tức liền minh bạch, đạo thánh chỉ này căn bản không phải ý của bệ hạ mà là trịnh thái phi lúc này chính là lại xuẩn người cũng minh bạch trịnh thái phi có ý đồ mưu lợi nàng rõ ràng liền là muốn làm cái thứ hai phùng thái hậu nghĩ trưởng khống triều chính đem hoàng đế giá không triều thần cái này đều bất mãn doãn đức chương dẫn đầu ra khỏi hàng lời lẽ chính nghĩa mà tỏ vẻ không thể nào tiếp thu được mặc dù hắn quan chức không thay đổi nhưng hắn thủ hạ những cái kia đắc lực quan viên đều không ngoại lệ đều bị đổi hết, thay thế bọn hắn, là từng cái cũng không biết đánh cái gốc nào bên trong xuất hiện người. Có người mang theo đầu, lại nhìn tới thủ bệ hạ không có chút nào ngăn lại chi ý, liền lập tức lại có lục tục triều thần biểu thị ra kháng nghị, thậm chí, trực tiếp liền chất vấn lên thánh chỉ là thật hay giả. Trịnh Thái Phi cười lạnh, hướng phía ứng lương đánh cái ánh mắt, ngay sau đó, đám người chỉ lấy được từng đợt tiếng bước chân dồn dập, trở lại nhìn một cái, trong điện đã đứng đầy nội thành vệ, từng cái tràn đầy túc sát chi khí. Đám người lập tức im lặng. Trịnh Thái Phi đắc ý đứng dậy, chậm rãi nói. Chư vị khanh gia đều là thông minh người, tự nhiên biết làm như thế nào lựa chọn. Bản cung hôm nay dám đứng ở chỗ này, liền đã là hoàn toàn chắc chắn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chư vị đều là trải qua tề vương chi loạn, gặp qua phùng thái hậu thủ đoạn, bản cung bây giờ thủ đoạn, so năm đó Phùng Thái Hậu, sẽ chỉ lợi hại hơn. Nghe nàng đề cập Tề Vương Chi Loạn, Triều Thần cũng không khỏi nghĩ đến bởi vì Tề Vương Chi Loạn, cho Triều Đình mang tới đẫm máu. Thái Phi nói hay lắm xin lợi hại. Chỉ là, Thái Phi lại lấy cái gì cùng Thái Hậu so sánh? Bằng ngươi, cũng xứng. Có tính tình nóng nảy võ tướng nhịn không được, nhảy ra chỉ về phía nàng liền mắng. Thái Hậu hai chữ này, từ trong miệng ngươi nói ra, quả thực là đối thái hậu ô nhục. Lão tử chinh chiến xa trường, vì đại lương xuất sinh nhập tử, sớm đã đem sinh tử không để ý, nếu muốn lão tử khuất ngươi bực này thô bỉ phụ nhân phía dưới, lão tử còn không bằng trực tiếp cắt cổ, dưới cửu tuyền mời thái tổ hoàng đế làm chủ đi. Trịnh Thái Phi không nghĩ tới lại có thế có người dám chỉ mình cái mũi mắng, nhất thời giận dữ. Nội thành vệ. Đem hắn mang xuống. Bản cung tác thành cho hắn ra lệnh một tiếng, nội thành vệ ở trong thế mà không có người nào có động tác. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Không nghe thấy bản cung mà nói a? À. Nàng giận dữ, nội thành vệ vẫn cũng không nhúc nhích, ngồi ở một bên xem trò vui một viên lúc này phát giác sự tình tự hồ có điểm không đúng, giật giật Trịnh Thái Phi ống tay áo muốn nhắc nhở, có thế thịnh nộ ở trong Trịnh Thái Phi lại nơi nào để ý tới hắn, trực tiếp liền hất ra hắn tay, nghiêm nghị nói nội thành vệ. Lập tức đem hắn mang xuống ngủ mã phanh thay. Hoàng đế tốt đẹp thời gian, ngươi làm mẹ đẻ, lại tại này kêu đánh kêu giết, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo giọng ôn hòa, trịnh thái phi thân thể cứng đờ, không dám tin tưởng ngẩng đầu, nhìn chầm chập cửa điện phương hướng. Ánh nắng chiếu rọi, một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc dần dần xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Con ngươi của nàng hơi co lại, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Đứng tại nàng bên cạnh một viên càng là dọa đến liền lùi lại mấy bước, đặt mông liền ngồi xuống trên bảo tọa. Mẫu, mẫu mẫu, mẫu hậu. Triều thần cũng thấy được đột nhiên xuất hiện phùng thái hậu, giảng đức chương càng là dẫn đầu quỳ xuống hô to. Cung nên thái hậu. Những người khác cũng lập tức phản ứng lại, quỳ xuống đất cùng kêu lên hô to. Cung nên thái hậu. Chương 58 Hoàng đế thay phi ngồi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 58 liền ngay cả trong điện nguyên bản không nhúc nhích nội thành vệ môn, cũng quỳ xuống. Ngược lại là nội thành vệ thủ lĩnh ứng lương, vốn là cương lấy thân thể đứng đấy bất động, chỉ là khi nhìn đến quanh mình đều lã tả quỳ đầy đất thân ảnh, cả điện liền chỉ còn lại hắn cùng trịnh thái phi, cùng sụi lơ tại trên bảo tọa một viên không có quỳ xuống, cắn răng một cái, cuối cùng là bạch nghiêm mặt đông một tiếng cũng quỳ xuống. Hắn cái quỳ này, Trịnh Thái Phi sắc mặt cũng thay đổi, không dám tin tưởng gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Ứng lương cảm giác được tầm mắt của nàng, càng thêm đem đầu rũ xuống đến thấp hơn. Phùng dụ chân mỉm cười, vịnh liên kiều tay từng bước từng bước hướng phía thượng thủ đi đến. Chỗ trải qua chỗ, triều thần đều đem thân thể nằm đến thấp hơn. Nàng đi được cực kỳ chậm chạp, cố nhiên có tận lực từ trên tâm lý cho đám người làm áp lực nguyên cớ, càng nhiều hay là bởi vì nàng bị thương bắp chân trái, mỗi đi một bước đều mang đến một trận da thịt bị xé rách lấy đau đớn. Có thế trên mặt nàng nhưng Thủy Chung mang theo vừa vặn nhàn nhạt dáng tươi cười, chỉ có vịnh liên kiều tay cường độ không ngừng mà làm sâu sắc. Liên kiều nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là vững vàng vịnh nàng. Phùng dụ trân đạp vào bậc thềm ngọc trong nháy mắt đó, trịnh thái phi vô ý thức hướng bên cạnh né tránh, một viên bạch nghiêm mặt, lăng lăng nhìn xem nàng càng đi càng gần, một mực đi đến trước mặt của hắn mới dừng lại bước chân, thần sắc cười như không cười nhìn qua hắn. Hoàng đế vì ai gia tuổi già suy tính được như vậy chu toàn, khả ai gia nhưng vẫn là trở về, ngược lại là lãng phí hoàng đế một phen khổ tâm. Một viên rung đôi môi, chật vật tránh đi tầm mắt của nàng, không dám chút nào nhìn nàng. Ngày đó có hắn nói đến có bao nhiêu đắc ý, giờ phút này liền có bao nhiêu sợ hãi. Hắn nghĩ tới bị phế hoàng vị một tuân, nghĩ đến tề vương chi loạn trên triều đình nhất lên gió tanh mưa máu. Thậm chí, hắn đột nhiên còn ý thức được, một tuân bị phế hoàng vị vẫn còn có thế phong làm an vương, càng là bình yên vô sự sống đến bây giờ, đó là bởi vì năm đó hắn sở dĩ bị phế, hoàn toàn là thụ vạn thái phi chỗ mệt mỏi, bản thân hắn cũng không có làm qua chuyện gì, càng thêm không có đối đích mẫu từng có cái gì bất nghĩa tiến hành. Cho nên hắn mới chỉ là bị phế hoàng vị những năm này thuộc về vương gia vốn có hết thảy hắn chưa từng có thiếu có thế lần này hắn lại hắn lại nhìn một chút bốn phía nguyên bản vẫn là tay nắm lấy binh khí đứng tại trong điện nội thành vệ bây giờ từng cái đều cung kính quỳ nghênh đón thái hậu trở về hoàn toàn không tin mới đối với mình càng không giống đối trịnh thái phi thái độ sắc mặt không khỏi lại trắng thêm mấy phần đúng vào lúc này một tên thân mang nhung trang nam tử nhanh chân tiến điện đến nam tử kia trên người khôi giáp dính đầy không ít vết máu, hắn trông đi qua, nhận ra người lại là thượng quan viễn, đầu tiên là sửng sờ, lập tức đại hỷ. Là thượng quan tướng quân. Thượng quan viễn trung với Mục thị hoàng thất, là hắn xuyên thấu qua thượng quan lương minh bạch, cho nên sớm tại mưu đồ bí mật cung biến trước, hắn liền thăm dò tính hướng định châu đưa đi mật chỉ, lấy thượng quan viễn bí mật hồi kinh cùng bàn đại sự. Nếu là đối phương phụng chỉ hồi kinh, vậy liền nói rõ hắn là người có thể dùng được chỉ tiết mật chỉ đưa ra ngoài sau hắn lại thật lâu đợi không được thượng quan viễn trở về thân ảnh nhận định người này cũng sớm đã nhìn về phía phùng thái hậu bây giờ thượng quan viễn đột nhiên xuất hiện hắn thậm chí cũng không kịp suy nghĩ nhiều chỉ coi đối phương là phụng chính mình mật chỉ hồi kinh có thế sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt chỉ gặp thượng quan viễn bước nhanh đến phía trước sau cung kính hướng phía phùng thái hậu bẩm khởi bẩm thái hậu nghịch thần cù đình đã đền tội rất tốt thượng quan tướng quân quả nhiên không hổ là một đại danh tướng có ngươi xuất mã chỉ là nghịch thần tính không được cái gì phùng thái hậu thỏa mãn nhẹ gật đầu một viên sắc mặt trong chốc lát lại trắng bạch mấy phần thượng quan viễn không phải người của mình chính mình như vậy đắc lực nhất cù đình lại bị thượng quan viễn giết chết hắn rốt cục ý thức được chính mình đại thế đã mất căn bản lại không chống đỡ chi lực thậm chí kết cục của hắn sẽ sau một tuần thảm được nhiều. Ý thức được điểm này, hắn rốt cục duy trì không được quỳ xuống. Trẫm chỉ là thụ tiểu nhân châm ngòi, nhất thời kinh suất mới có thể phạm phải như thế đại nghịch bất đạo sự tình, cầu mẫu hậu nể tình trẫm nhiều năm qua một mực hiếu kính có thừa phân thượng, tha thứ trẫm lần này đi. Lên. Không muốn quỳ nàng. Ngươi cho rằng chính mình quỳ một chút, van cầu tha, nàng liền buông tha ngươi a? À trịnh thái phi nghiêm nghị quát tháo vươn tay ra muốn đem hắn kéo lên một viên hất tay của nàng ra quỳ bò lên mấy bước cầu mẫu hậu khoan thứ cầu mẫu hậu khoan thứ bản cung bảo ngươi lên có nghe thấy không ngươi lên không cho phép quỳ nàng ngươi là thái tổ hoàng đế huyết mạch tranh tranh nam nhi có thể nào làm ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chuyện như vậy lên bản cung bảo ngươi lên đứng dậy a à? Trịnh Thái Phi lại là kéo lại là kéo lại là đánh, có thế một viên không chút nào không để ý tới nàng, y nguyên quỳ cầu xin tha thứ không dậy nổi. Phùng Dụ Trân khẽ cười một tiếng, tại Liên Kiều nâng đỡ ngồi lên bảo tọa, đầu tiên là hướng phía quỳ đầy đất triều thần cùng thị vệ nói. Các khanh miễn lễ bình thân. Đại đám người riêng phần mình đứng dậy đứng quy nguyên vị về sau, nàng mới nhìn hướng bảo trì hạ tha tư thế một viên, không nhanh không chậm nói ngươi chính là ai gia nâng đỡ đi lên, ai gia tự nhiên sẽ đối ngươi mở một mặt lưới. Một viên sau khi nghe xong đại hỷ. Đa tạ mẫu hậu, đa tạ mẫu hậu. Trịnh Thái Phi cũng ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng. Nàng sẽ mở một mặt lưới. Làm sao có thể? Phùng Dụ Trân ánh mắt rốt cục nhìn về phía Trịnh Thái Phi, chậm rãi nói. Ngược lại là Trịnh Thái Phi, thật đúng là nhường ai gia lau mắt mà nhìn a ngày xưa ai gia đúng là coi thường ngươi một viên giám phát động này trận cung biến trịnh thái phi ở trong đó phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu không phải nàng nội thành vệ cùng tả lâm vệ cũng không chắc chắn sẽ nhìn về phía một viên nữ nhân một khi hạ quyết tâm thân sinh cốt nhục đều phải đứng sang bên cạnh nếu không phải năm đó một viên không niệm cốt nhục thân tình không chút nào lý mẹ để chết sống tự mình cho Trịnh Thái Phi bưng tới chén kia nạo thai thuốc, chắc hẳn Trịnh Thái Phi cũng sẽ không bởi vậy ghi hận với hắn. Năm đó chi nhân, mới gieo xuống hôm nay chi quả. Trịnh Thái Phi cười lạnh. Thái tổ hoàng đế như tại thế, chắc hẳn cũng sẽ đối với Thái hậu lau mắt mà nhìn. Dừng một chút, lại mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ mà nói. Được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn róc thịt tùy các ngươi, bản cung đã dám làm, liền muốn qua sự bại về sau sẽ có hạ tràng rất tốt ngươi như là đã nghĩ qua hậu quả ai gia liền cũng có thể tiết kiệm một chút miệng lưỡi phùng thái hậu gật gật đầu nhìn bên cạnh người liên kiều một chút liên kiều hiểu ý giương một tay lên liền lập tức có bốn tên thị vệ tiến lên đem trịnh thái phi cùng một viên mẹ con hai người từ trên bậc thềm ngọc kéo xuống tới buông tay các ngươi muốn làm cái gì bản cung là đại lương thái phi hoàng đế mẹ đẻ, các ngươi dám đối bản cung bất kính. Trịnh Thái Phi kịch liệt dãy dụa lấy. Có thế nàng một vị phụ nhân, lại không có võ nghệ mang theo, như thế nào dãy đến quá nắm lấy của nàng hai tên thị vệ, cuối cùng vẫn bị bọn hắn lôi xuống dưới, cắt cao án quỳ trên mặt đất. Trịnh Thái Phi bị chế đến không thể động đậy, có thế như củ chửi ầm lên. Bản cung nguyền rủ ngươi, sở hữu yêu ngươi hận ngươi người đều sẽ rời bỏ ngươi, ngươi đời này cho dù đại quyền trong tay, cũng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Liên kiều giận tím mặt, vụt một chút rút ra một bên thị vệ bên hông phối kiếm liền muốn xông lên phía trước. Phùng Dụ chân vội vàng đè lại nàng, cười nói: thật ngốc, yêu ai gia, hận ai gia, tất cả đều bị ai gia cho chịu chết rồi, mà ai gia lại có thế sống quãng đời còn lại, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ai gia trường thọ. này không phải nguyền rủa, rõ ràng là chúc phúc đâu lập tức có bắt mắt triều thần nối liền lời nói. Thái hậu thiên thu vạn phúc. Thái hậu thiên thu vạn phúc. Thái hậu thiên thu vạn phúc. Trong lúc nhất thời, thái hậu thiên thu vạn phúc thanh âm vang lên cả điện, đem trịnh thái phi mắng to triệt để cho che xuống dưới. Phùng thái hậu ngồi cao thượng thủ, khuôn mặt mỉm cười. Liên kiều đầy bụng nổ khí bị câu này thiên thu vạn phúc cho vút lên không ít, có thế vẫn hung tận trừng trịnh thái phi một chút, trên mặt sát ý không che giấu chút nào vốn là mắng hưng khởi trịnh thái phi bị nàng này không chút nào che giấu hung ác nham hiểm ánh mắt giật nảy mình cũng lập tức liền nhớ tới liên kiều cô cô đủ loại thủ đoạn không khỏi rùng mình một cái những cái kia ác độc lời nói làm sao cũng không nói ra miệng phùng dụ chân dương dương tay ra hiệu đám người yên tĩnh ôn hòa nhưng lại không mất thanh âm uy nghiêm vang vọng trong điện mỗi một nơi hẻo lánh trịnh thị phế vị niệm kỳ từng hầu hạ quá thái tổ hoàng đế, ban thưởng toàn thay, trả lại trịnh thị nhất tộc. Ngươi không thể dạng này đãi bản cung, bản cung là thái tổ hoàng đế tần phi, bản cung sinh là một thị người, chết là một thị quỷ, ngươi không thể dạng này đãi bản cung, ngươi. Mặc dù một sáng liền biết mình hẳn là khó thoát khỏi cái chết, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sau khi chết còn muốn bị trục xuất về nhà, trịnh thái phi vừa sợ vừa hận vừa sợ, giống như điên định nhào tới trước, nhưng lại bị thị vệ gắt gao đè lại, quả thực là kéo ra điện. Ngươi không thể dạng này đãi bản cung, bản cung là thái tổ tần phi, bản cung sau khi chết là muốn tán nhập hoàng lăng, ngươi không thể dạng này. Không cam lòng gào thét cuối cùng vẫn càng ngày càng xa, trong điện triều thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngoảnh mặt làm ngơ. Phùng thái hậu nhất lệnh nhân cảm thấy đáng sợ là, giết người còn muốn chu tâm. Một viên trơ mắt nhìn mẹ để bị kéo xuống, há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng lại một câu cũng nói không nên lời chỉ có thể đóng lại con mắt không đành lòng lại nhìn về phần một viên ai gia cho ngươi hai lựa chọn ngươi là muốn băng hà vẫn là bị phế phùng thái hậu ngữ khí vô cùng ôn hòa băng hà nói rõ đến chết vẫn là hoàng đế ít nhất là lấy hoàng đế thân phận chết đi mẫu hậu không phải nói muốn mở một mặt lưới a à. một viên toàn thân run rẩy không ngừng lầm bầm hỏi ai gia là muốn đối ngươi mở một mặt lưới cho nên mới có thể cho hai ngươi lựa chọn nếu không giờ phút này ngươi cũng đã cùng trình thái phi mẹ con đoàn tụ một viên rung đôi môi lại một câu cũng không tiếp tục nói phùng thái hậu hơi không kiên nhẫn ai gia kiên nhẫn thế nhưng là có hạn ngươi nếu không tuyển liền do ai gia thay ngươi tuyển trẩm tuyển trẩm tuyển trẩm cái này tuyển sợ nàng thật cho mình tuyển tử lộ, một viên vội vàng ngăn cản, một lát, hít một hơi thật sâu, trẫm lựa chọn bị phế. Lời này vừa nói ra, hắn triệt để sụi lơ trên mặt đất. Sớm biết hôm nay, hắn còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền đàng hoàng làm hữu danh vô thực hoàng đế bù nhìn, chí ít, vẫn là hoàng đế. Chí ít, bất quá là dưới một người trên vạn người. Phùng dụ trân cười lạnh, tự hồ là không ngạc nhiên chút nào lựa chọn của hắn. Hổ phụ Quyển Tử, tiên đế anh hùng một thế, làm sao tận sinh đồ bỏ đi? Nàng lời này cũng không có tận lực đè thấp âm lượng, cả điện triều thần càng là nghe cái rõ ràng rõ ràng, nhìn nhìn lại sụi lơ tại không có chút nào dáng vẻ có thể nói một viên, chỉ cảm thấy thái hậu lời này mặc dù nói chùa y tâm điểm, khó nghe điểm, có thế đúng là để cho người ta khó mà phản bác. Thượng quan viễn cục mắt xuống, che giấu đi trong mắt đau lòng. Truyền ai gia ý chỉ? phế một viên hoàng đế chi vị, giam cầm trường bình cung, không chết không được ra. Phùng Thái Hậu cường thế trở về, lấy lôi đình thủ đoạn cấp tốc đã bình định trong cung nội loạn, trịnh Thái Phi bị giết, hoàng đế bị phế, phàm tham dự làm loạn người, xem tình tiết tăng thêm xử phạt, nhất là tham dự cung biến nội thành vệ cùng tả lâm vệ, tội thêm một bậc. Triều đình trên dưới đối với cái này cũng là không ngoài ý muốn, nội thành vệ vốn nên là thủ vệ hoàng cung an toàn, tả lâm vệ tức thì bị thái tổ hoàng đế giao cho phùng thái hậu, bây giờ lại dám phạm thượng làm loạn, lấy phùng thái hậu tính tình, há lại sẽ kinh xuất tha thứ quá bọn hắn. Trong lúc nhất thời, nội thành vệ cơ hồ bị triệt để đại thanh tẩy, mà tả lâm vệ thì trực tiếp bị phế trước, nhập vào hữu lâm vệ, hữu lâm vệ sát nhập tả lâm vệ về sau, chính thức đổi tên là bên trên lâm vệ. Trong cung thủ vệ từ khi lại một lần nữa tăng cường, mà bảo vệ kinh sư tứ doanh quân cũng một lần nữa sửa biên, thảm tao sát hại bắt doanh vệ tướng quân, thái hậu cảm niệm kỳ trung dũng đáng khen, truy phong làm trung dũng hầu, hộ quốc đại tướng quân. Tại triều thần nhóm cung tiễn âm thanh bên trong, phùng thái hậu viện liên kiều tay, từng bước từng bước đi ra chính minh điện, ngồi lên hồi minh đức điện kiệu liễn. Trở lại minh đức điện, nàng vừa xuống kiệu liễn, sau lưng liền vang lên hổ nữ tiếng kêu to, gì? Không đợi nàng phản ứng, một trận gió giống như tiểu cô nương liền đánh tới, cắt cao ông nàng eo ô ô ô khóc lên, cũng làm cho bị nàng đâm đến suýt nữa không có đứng vững phùng thái hậu, nuốt xuống răng dậy. Khóc cái gì đâu? Cũng không xấu hổ, nhanh đừng khóc, đều bao lớn cô nương. Nàng bất đắc dĩ vỗ vỗ tiểu cô nương lưng. Liền khóc liền khóc, ta liền khóc, ai bảo ngươi đem người vứt xuống. Hổ nữ càng thêm khóc đến lớn tiếng, một bên khóc, còn một bên trong ngực nàng soạt soạt soạt, rõ ràng là đem sim y của nàng đương lau nước mắt vải đến sử dụng. Phùng Thái hậu cứng đờ, nhìn lại nhẫn, rốt cục nhịn không được quát tháo. Ngươi lại đem nước mắt nước mũi cỏ A gia y phục bên trên, A gia đem ngươi cùng đại bạch tướng quân cùng nhau đưa đến ngự thiện phòng đi. Phốt Hổ nữ một cái nhịn không được cười ra tiếng, rốt cục buông lỏng ra nàng, tiếp nhận nín cười liên kiều đưa tới khăn, loạn xạ lau một cái mặt, thanh âm còn mang theo vài phần sau khi khóc ám câm liền biết cầm đại bạch tướng quân hù dọa người. Người ta đã sớm không phải tiểu hài tử, mới sẽ không bị ngươi hù dọa đâu. Khóc sức mướt không giống cái bộ dáng, liền trẻ nhỏ cũng không bằng đâu. Phùng Thái hậu mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Da mặt dày tiểu cô nương ôm nàng cánh tay, nũng nịu cọ sát. Ta mặc kệ, dù sao về sau có chuyện gì, ngươi không thể lại đem ta đưa tiễn. Phùng Thái hậu phiền nàng, đưa tay đẩy lại không có thể đem này kẹo da trâu đẩy ra vẫn là liên kiều nhắc nhở tiểu cô nương huyện chủ thái hậu trên chân có tổn thương không thể lâu đứng hổ nữ nghe xong liền vội tổn thương chỗ nào rồi tổn thương chỗ nào à nha để cho ta xem phùng thái hậu không để ý tới nàng tùy ý liên kiều viện chính mình ngồi xuống chớp mắt thời gian đã sớm được thông báo thái y liền dẫn theo cái hòng thuốc chạy tới hổ nữ cắn môi cánh nháy mắt một cái cũng không nháy mắt mà nhìn chầm chầm vào phùng thái hậu trên đùi tổn thương. Đều là bởi vì nàng công phu học được không tới nơi tới chốn, chẳng những không giúp được gì, còn đều khiến nàng lo lắng cho mình. Mãi cho đến thái y rời đi sau, phùng dụ trân mới phát hiện, nguyên bản luôn luôn chi chi ra ra làm cho đáng ghét tiểu cô nương, thế mà một mực không nói gì, ngước mắt liền đối với lên một đôi đỏ rừng rực thỏ mắt, cùng tiểu cô nương muốn khóc không khóc mặt. Nàng bất đắc dĩ thở dài bất quá là chút trầy da, cũng chính là nhìn xem đáng sợ chút, trên thực tế đều chỉ là bị thương ngoài da, không ngại sự tình. Hổ nữ tân một tiếng, gối lên nàng không có thụ thương bên kia chân ngồi trên đất, ồm ồm mà nói. Ta về sau sẽ thật tốt đọc sách, nghiêm túc tập võ, sẽ giống chu thúc thúc cùng liên kiều cô cô như vậy tài giỏi, có thể vì ngài phân ưu. Phùng Thái Hậu buồn cười, xoa bóp nàng gầy mấy phần khuôn mặt. Ngươi nếu là không còn phiền ai da, cũng đã là thay ai gia phân ưu. Hổ nữ không nói gì, chỉ là nũng nịu mà đem mặt trứng hướng nàng lòng bàn tay thẳng cọ. Hoàng đế bị phế, lại bởi vì trải qua cung biến một chuyện, triều thần ai cũng không dám chủ động đề tập sắc lập tân quân một chuyện. Dù sao ai cũng không biết Phùng Thái Hậu trong lòng là nghĩ như thế nào, vạn nhất. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là Phùng Thái Hậu xử trí tham dự mưu phản người không lâu sau, liền trên triều đình đề xuất sắc lập trang vương mục tông vì tân đế. Triều thần hai mặt nhìn nhau, nhất thời không phân rõ nàng lời này là thật tâm, vẫn là thăm dò. Mấy ngày nay một mực dính tại dì bên người hổ nữ, cũng nghe được trong điện phùng thái hậu mà nói, dường như nói một mình vậy nói. Vì cái gì đây? Vì cái gì sẽ còn? Vẫn chưa tới thời điểm. Một bên liên kiều tự hồ minh bạch của nàng ngụ ý, ý vị thâm trường trở về câu. Hổ nữ không rõ, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Thật vất vả gầy mấy phần trang vương mục tông, biết được chính mình trở thành tân quân nhân tuyển, thật lâu nói không ra lời. Cũng không biết trải qua bao lâu, mập mạp thiếu niên sờ sờ chắp mũi, lẩm bẩm câu. Hoàng đế thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta. Chương 59 Tân đế Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 59 hầu hạ hắn cung nhân nhóm từng cái nét mặt tươi cười đuổi ra, vui vẻ đến miệng đều nhanh muốn liệt đến sau tai. Không có cách, trong cung nhiều như vậy cái tiểu chủ tử, Trang Vương vô luận bề ngoài vẫn là việc học, tại các huynh đệ ở trong đều là hạng chót, tăng thêm lại không có mẹ để nâng đỡ, trong cung nhất không được coi trọng, ngay tiếp theo bọn hắn những này hầu hạ hắn cung nhân cũng thụ không ít khí. Thiên hắn tính tình lại tốt, tâm rộng cực kỳ, đối cái gì đều không thèm để ý, liền đi tìm Thái Hậu cáo cái hình, mời Thái Hậu làm chủ ý tứ đều không có, càng thêm những người kia không có cái kiên kỵ, cũng may lão thiên gia mở to mắt, thái hậu có mắt nhận ngọc, tuyển trang vương kế vị, cũng làm cho bọn hắn đi theo mở mày mở mặt đi lên. Mục Tông nhìn xem quỳ đầy đất hướng mình chúc mừng cung nhân, ngu ngơ gãi gãi cái óc, làm hoàng đế về sau nhiều người như vậy nhìn chầm chầm, ngày sau muốn trốn cái học, ngủ nướng, vụng trộm ăn một chút gì cái gì, chỉ sợ đều rất khó. Ai? lại nói thượng quan viễn tại hộ tống phùng thái hậu hồi cung sau lại phụng chỉ tự tay đem đại tướng quân cù đình trên cổ đầu người bổ xuống nhìn xem cái này ngày xưa đồng bào chết không nhắm mắt bộ dáng trong lòng của hắn nói không rõ là tư vị gì hắn chưa từng có nghĩ tới đau của mình một ngày kia sẽ đối với bên trên ngày xưa đồng bào đã từng hắn cùng cù đình cũng coi là cùng chung chí hướng nhớ năm đó cũng có người đem bọn hắn cùng xưng là lương vương một nguyên phủ dưới trướng đôi đêm nhưng là cũng không biết từ lúc nào bắt đầu giữa bọn hắn khoảng cách liền càng ngày càng xa cho đến bây giờ đúng là đến phản chiến tương hướng tình trạng mà cù đình cuối cùng chết bởi dưới đao của hắn cù đại tướng quân lần này phản bội thái hậu đại khái là trong lòng không cam lòng không cam lòng chính mình khuất tại ngươi phía dưới bây giờ liền kẻ đến sau cư bên trên hứa dược bình cũng bò tới trên đầu của hắn xét đến cùng vẫn là một cái không cam tâm mà thôi hắn nghĩ tới một nguyên phủ từng từng nói với hắn mà nói bây giờ suy nghĩ kỹ một chút nói chung hắn nói đúng bởi vì không cam lòng mới có thể lựa chọn phản bội mà chính hắn đâu hôm nay lựa chọn đứng ở thái hậu bên này cầm đao đối mặt thái tổ hoàng đế huyết mạch có lẽ cũng là bởi vì một cái không cam tâm đi không cam tâm đại lương tốt đẹp tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát không cam tâm thái tổ hoàng đế một mực ngóng nhìn nhất thống trung nguyên đại nghiệp trong hội đoạn càng không cam tâm chính mình bỏ lỡ, rửa sạch nhục nhã, cơ hội thật tốt. Đại lương sớm hướng hạ quốc khai chiến, xếp đến cùng hay là bởi vì hắn biết người không rõ. Nghĩ đến chính mình từng tỉ mỉ bồi dưỡng phó tướng bán chính mình, phản bội quốc gia, hắn liền cảm giác vết thương trên người sẹo lại lần nữa ẩn ẩn làm đau. Hắn dẫn theo cù đình đầu người tiến đến phục mệnh, sau đó, lại tiếp nhận phùng thái hậu mệnh hắn dẫn binh cùng chu quý trừng tụ hợp, cùng phượng hoa nội ứng ngoại hợp, nhất cử công phá ngụy quốc ý chỉ. Sự tình cách nhiều năm, hắn rốt cục lại lần nữa phụng chỉ xuất chinh, hắn thậm chí cũng không có đi thăm dò, một viên bị phế sau, kế vị tân quân lại là người nào. Phùng Dụ Trân nhìn xem thượng quan viễn đại quân dần dần đi xa, bên người liên kiều như cũ có chút yên lòng không hạ. Thượng quan viễn người này, coi là thật sẽ thực tình quy thuận Thái Hậu A. À. Phùng Dụ Trân mỉm cười. Hắn thực tình hay không không trọng yếu, trọng yếu là giống hắn loại này trên chiến trường dương danh huyết tính nam nhi chính là không vì danh lợi cũng sẽ không bỏ rơi một cái có lẽ có thể lấy chiến công chói loại sử sách cơ hội thật tốt liên kiều nghĩ nghĩ liền cũng minh bạch thượng quan viễn người này là trời sinh chiến tướng là vì chiến trường mà sinh đương nhiên sẽ không từ bỏ như thế một cái cơ hội khó được bây giờ sự tình đã cơ bản lắng lại nước không thể một ngày không có vua cũng nên muốn chuẩn bị tân đế đăng cơ đại điển cũng không thể hứa dược bình khải hoàng hồi triều lúc, triều đình liền cái hoàng đế đều không có. Phùng Dụ Trân lại nói. Thái hậu yên tâm, liên kiều này liền đi an bài. Một tông tính tình đôn hậu, ngự hạ không lắm thỏa đáng, ngươi chọn mấy cái đắc lực người đi hầu hạ hắn, miễn cho để cho người ta chui chỗ trống lừa gạt hắn. Phùng Dụ Trân nghĩ nghĩ, phân phó nói. Liên Kiều ngược lại là cho rằng, Trang Vương mặc dù tính tình đôn hậu, nhưng cũng là cái tâm môn song, đoán chừng là có chút không câu nệ tiểu tiết, mới có thể nhường một chút tìm không ra bắt cung nhân quên phân tắc. Tóm lại là hoàng đế, như hắn có thế một mực như vậy tâm môn thanh, ai gia tự sẽ che chở hắn. Phùng Dụ Trân thản nhiên nói. Tiên đế tứ tử, lúc nhỏ còn nhìn không ra cái gì, bây giờ chậm rãi trưởng thành, riêng phần mình đều là cái gì tính tình, nàng tự nhiên cũng đều trong lòng hiểu rõ. Nàng thờ ơ lạnh nhạt nhiều năm như vậy, mục tông mặc dù văn không thành võ chẳng phải tại tứ tử ở trong không chút nào xuất chúng nhưng dưới cái nhìn của nàng kẻ này lại là cái đại trí nhược ngu hiểu được phân tất biết tiếng thối hoàng đế phải chăng xuất sắc không sao nàng mà nói trọng yếu nhất chính là hiểu phân tất biết tiếng thối mục tông vừa vặn liền thỏa mãn yêu cầu của nàng nàng tự nhiên không chút do dự lựa chọn hắn dù sao hoàng đế cũng không phải như vậy tốt đổi nếu là có thể nàng cũng không muốn đổi lấy đổi đi chẳng những phí tâm tư đối triều đình cùng bách tính cũng không rất tốt mà hết thảy chính như phùng dụ trân nói tới như vậy một tông một khi xoay người một mực tại bên cạnh hắn hầu hạ cung nhân cũng nước lên thì thuyền lên thêm nữa những năm này lại bởi vì theo một cái mọi thứ không thèm để ý chủ tử mà ăn không ít thua thiệt ngầm có lẽ là vì ra trong lòng một hơi làm việc khó tránh khỏi liền có mấy phần phách lối bọn hạ nhân hành vi có sai lầm sự tình cũng không người nào dám báo đến một tông trước mặt, ngược lại là Liên Kiều từng nghe Linh Lung đề cập. Bây giờ đã được chủ tử ý tứ, nàng liền bắt đầu gắng sức chọn lựa hầu hạ tương lai hoàng đế cung nhân. Cô cô cử động lần này có thể hay không nhường trang vương đối thái hậu có chỗ hiểu lầm. Linh Lung có chút bận tâm. Hắn nếu có thể minh bạch thái hậu có hảo ý, tự nhiên tốt nhất, nếu là nghĩ mãi mà không rõ, vậy cũng không có biện pháp. Liên Kiều trả lời linh lung gặp nàng không thèm để ý liền cũng không còn nói vẫn là quyết định trước dùng biện pháp nhường mục tông biết được cung nhân đủ loại không ổn tiến hành vừa lúc ngày hôm đó hổ nữ cũng tại mục tông trong cung tiểu cô nương lay một thanh mục tông giấu đi hạt dưa mục tông thấy cực kỳ đau lòng ngươi ít cầm điểm đây chính là ta ẩn giấu rất lâu tiểu cô nương tương đương hiểu chuyện lại ném hồi hắn mấy khỏa một bên gặm lấy hạt dưa vừa nói Tông ca chính ngươi là cái tốt tính tình, có hải lượng, thế nhưng là bên cạnh ngươi những người này, đánh lấy danh hào của ngươi, những ngày này trong cung nhưng đắc ý đây. Ta hôm qua có thể nhìn thấy, ngươi trong cung cái kia dáng dấp gầy gò thấp thấp công công, đem tuyên minh điện đại tổng quản đồ vật đều cho đoạt. Nếu là trước kia, hắn gặp tuyên minh điện người, cúi đầu không lưng cái kia bộ dáng, liền cùng người ta là hắn tổ tông giống như. Bây giờ ỷ vào ngươi, con mắt đều nhanh dài đến trên đỉnh đầu một tông gặm hạt dưa động tác dừng một chút hơi kinh ngạc mà nói còn có việc này cùng loại sự tình có thế nhiều nữa đâu cũng không chỉ có là hắn một cái bên cạnh ngươi mấy cái kia hầu hạ quá của ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều có tình huống tương tự muốn ta nói bọn hắn bộ dạng này làm việc thật sự là hỏng bét thấu bây giờ mặc kệ ngày sau không chừng còn đánh lấy tên tuổi của ngươi tại bên ngoài làm cái gì phạm pháp sự tình đâu tiểu cô nương gặm đến có thế vui sướng thuận tay lại cầm một thanh đem một tông đau lòng đến một trương mặt tròn đều nhanh nhăn thành bánh bao tông ca ngươi rất nhanh liền sẽ đăng cơ xưng đế đến tìm mấy cái lưu loát lại hiểu phân tất hầu hạ những người này ân không đại sự tiểu cô nương lắc đầu ngôn ngữ ở trong hơi có chút ghét bỏ ta cũng không hiểu những này bọn hắn đều là trước kia liền bị sai khiến tới hầu hạ ta khá hơn chút năm. Một viên gặm lấy hạt dưa trả lời. Ta đoán chừng liên kiều cô cô cũng biết chuyện này, rất nhanh liền sẽ một lần nữa phái đắc lực người đến hầu hạ ngươi. Vậy dĩ nhiên tốt, cô cô an bài là được. Một viên không chút nào để ý trả lời. Hổ nữ bất động thanh sắc đánh giá hắn, gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, cũng không có biểu hiện ra vẻ không vui, lập tức nhẹ nhàng thở ra, một bộ hai anh em tốt, bộ dáng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Ngươi không ngại liền tốt, ta còn lo lắng cho ngươi bởi vậy liền đối liên kiều cô cô, thậm chí gì sinh hiềm khích. Mập thiếu niên ngẩn ngơ. Sinh cái gì hiềm khích? Không có gì không có gì, tông ca, ngươi đem hạt dưa giấu đi làm cái gì? Ta còn không có ăn đủ đâu. Ngươi cũng đã ăn đến đủ nhiều, ta còn phải giữ lại chút này khác lại ăn đây này. Hẹp hòi, bất quá là ăn ngươi mấy quả hạt dưa mà thôi. Hổ nữ mất hứng miết miệng. Từ trước đến nay rộng lượng tính tình tốt thiếu niên, chỉ có đối ăn uống hộ đến gấp, thấy thế chỉ là ngu ngơ cười cười, có thể ẩn nấp hạt dưa động tác lại là không ngừng chút nào. Hổ nữ thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái. Linh lung vốn đang lo lắng đổi trang vương người bên cạnh, sẽ dẫn tới trang vương không vui, không nghĩ tới đối phương vậy mà không thèm để ý chút nào, tế sau khi nghe ngóng, biết được là huyện chủ sớm đem chuyện này cùng Trang Vương nói, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phùng Dụ Trân tự nhiên cũng biết tiểu cô nương gây nên, gọi nàng đến trước mặt, hỏi. Ngươi như thế nào nghĩ đến cùng Trang Vương nói những này? Ta hôm đó nghe được Liên Kiều cô cô cùng Linh Lung tỷ tỷ nói chuyện, biết các nàng lo lắng tông ca sẽ hiểu lầm. Hổ nữ không có giấu giếm nàng, ngoan ngoãn mà trả lời. Phùng Dụ Trân minh bạch, xoa bóp khuôn mặt của nàng ngươi cùng hắn ngược lại là muốn tốt. Vậy cũng không có cách nào khác, ngoại trừ thọ khang bên ngoài, cũng chỉ có tông ca người tốt nhất rồi, không giống mặt khác mấy cái kia, nhất là một cảnh, cực kỳ chán ghét. Hổ nữ nhếch miệng. Phùng dụ trân mỉm cười, nhưng không có nói cho nàng, ngày đó một cảnh sở dĩ không để ý an nguy trở về, chính là vì cứu nàng. Mặc kệ hắn có hay không cứu người bản sự, phần này tâm ý vẫn là khó được. Tiên đế tứ tử, một tuân tính tình mềm yếu, một viên không đề cập tới cũng được, một tông chất phát ôn hòa. So sánh với nhau, ngược lại là một cảnh càng giống cái tuổi này bình thường thiếu niên, xúc động thật mạnh, mạnh miệng mềm lòng. Ngày sau cũng không thể tông ca tông ca như vậy kêu. Biết, muốn gọi bệ hạ nha, ta đều hiểu được. Biết tiểu cô nương mặc dù tính tình giả, nhưng nên có phân tất vẫn hiểu, phùng dụ trân cũng không có quá mức lo lắng đăng cơ đại điển cử hành ngày đó, vừa trải qua một trận đẫm máu thanh tẩy kinh thành, rốt cục lại lần nữa giàu dạt vui mừng. Tân đế đăng cơ, mang ý nghĩa hết thảy đều mở ra phần mới, cũng ý che giấu đẫm máu cũng rút cục đã trôi qua. Nguyên bản vì chúc mừng phế đế sinh nhật, đại hôn hai loại việc vui mà đến các quốc gia lai sứ, mặc kệ có hay không tham dự bức thoái vị sự tình, đều lưu lại tham gia đại lương tân đế đăng cơ đại điển. Khuyển lệ nhiều màu pháo hoa tại bầu trời đêm tràn ra, so sáng ra đầy đất thất thải chi quan, dẫn tới văn võ bá quan cùng bách tính trận trận reo hò. Trường Bình Cung, một viên thần sắc ngây ngốc ngẩn lên nhìn qua trên bầu trời đêm pháo hoa, thật lâu không nói gì. Một đêm kia, kinh thành bầu trời đêm cũng đồng dạng tràn ra pháo hoa, bất quá đó là vì ăn mừng hắn 18 tuổi sinh nhật. Bây giờ nghĩ đến, quá khứ đủ loại, giống như một giấc mộng dài. Trong đêm gió lớn, vẫn là trở về phòng đi thôi cẩn thận lạnh cùng hắn cùng nhau bị u cấm trịnh phượng kỳ nhẹ giọng nhắc nhở vốn cho rằng có thể một khi trở thành người trên người nơi nào nghĩ đến lại là một bước sai từng bước đều sai bất quá trịnh phủ cũng bị mất nàng ngoại trừ lưu tại trường bình cung hầu hạ bên ngoài cũng không có khác chỗ nàng thật hối hận liền không nên tham dự vào những sự tình này tới mà ở xa ngụy lương hai nước giao giới chi địa mục nguyên phủ đồng dạng biết được một viên bị phế trang vương mục tông kế vị tin tức hắn trầm thấp thở dài đối kết quả này không ngạc nhiên chút nào một viên có thể bảo trụ một cái mạng vẫn là thượng quan viễn công lao bảo trụ một viên tính mệnh đây đại khái là thượng quan viễn vì mục thị là một chuyện cuối cùng từ nay về sau thượng quan viễn liền chỉ là đại lương thượng quan viễn Phùng Thái Hậu nhanh chóng định ra một tông kế vị, cũng tại dự liệu của hắn ở trong. Tại bây giờ cái này thời kỳ mấu chốt, đại lương trọng tâm hẳn là đặt ở nhất thống trung nguyên bên trên, cái khác không cần thiết tranh đấu có thế miễn thì miễn, hết thảy đều là muốn ổn. Tân đế đăng cơ không lâu sau, đại tướng quân hứa dược bình khải hoàng hồi triều, cùng lúc đó, đại tướng quân thượng quan viễn dẫn binh công phá ngụy quốc khó khăn nhất công hãm Loan Châu Thành, tin tức truyền về, triều chính trên dưới cực kỳ phấn chấn. Phùng Thái Hậu cùng Tân Đế cũng là đại hỷ. Mục Tông còn vụn trộn nhẹ nhàng thở ra. Cốt cốt, có dạng này đại hỷ sự ở phía trước đỉnh lấy, trong thời gian ngắn liền sẽ không lại có người nhường hắn lập hậu tuyển phi. Vừa nhắc tới lập hậu tuyển phi, hắn khuôn mặt trái xoan đều nhanh nhăn thành mướt đắng, lại không khỏi thở dài một tiếng. Hắn còn chỉ có 16 tuổi A, làm sao lại muốn những chuyện này? Thiếu niên hoàng đế coi là triều thần tâm tư đều đặt ở tiền tuyến bên trên, tự nhiên không có người gặp lại nhớ kỹ nhất lên nhường hắn lập hậu tuyển phi sự tình nào nghĩ tới ngày hôm đó hạ triều về sau hắn bị phùng thái hậu gọi ở ai ra nơi này có phần tấu chương là liên quan tới hoàng hậu nhân tuyển vấn đề bệ hạ không bằng nhìn một chút phùng dụ trân đưa cho hắn một phần tấu chương hắn vội vàng tiếp nhận mở ra tế xem xét khóe miệng liền kéo ra bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình đem nó cho xem hết bệ hạ cảm thấy chỗ tấu sự tình như thế nào? Phùng Dụ Trân hỏi. Mục Tông nghĩ nghĩ, đàng hoàng hồi đáp. Trên sổ con chỗ tấu sự tình, cũng không phải là không thể. Trẫm so sánh tin cho muội muội lớn hơn 3 tuổi, trẫm tròn 18 tuổi lúc, tin cho muội muội cũng đem đến cùng chi niên, thành hôn cũng không phải không thể. Phùng Dụ Trân thần sắc không thay đổi, thậm chí còn vuốt cầm nói. Bệ hạ nói cực phải. Mục Tông lại nói tiếp. Chỉ là, tin cho muội muội nếu vì hoàng hậu, trẫm cho dù mời nàng yêu nàng, cũng khó tránh khỏi hậu cung ba ngàn. Lòng của người này nghĩ một khi phân ra ngoài, liền lại không có khả năng toàn tâm toàn ý, tại tin cho muội muội mà nói, tuyệt không phải lương duyên, cũng không hảo phu quân. Phùng Dụ Trân có mấy phần kinh ngạc, bất quá thần tình trên mặt vẫn không có biến hóa, lặng lặng nghe hắn lại nói. Tương phản, nàng nếu không phải hoàng hậu, trẫm lại có thể trở thành trên đời này tốt nhất huynh trưởng. Phùng Dụ Trân khó được có mấy phần động dung, giờ này khắc này, nàng rốt cục tin tưởng, trước mắt cái này tự hồ càng ngày càng tròn thiếu niên, là thật yêu thương hổ nữ, coi nàng là làm thân muội muội của mình bình thường đối đãi. Nếu là hắn đủ thông minh mà nói, liền sẽ biết cưới hổ nữ mới là đối với hắn có lợi nhất sự tình. Dù sao, hắn hẳn phải biết hổ nữ trong lòng mình vị trí nàng quả nhiên không có nhìn lầm kẻ này quả nhiên là đại trí nhược ngu quả thật khó được thanh tĩnh người càng ngày càng tròn thiếu niên hoàng đế tự hồ sợ chính mình lời nói này chọc giận nàng tức giận len lén nhìn nàng một chút lại nhanh chóng dời đi ánh mắt lúng ta lúng túng mà nói kỳ thật kỳ thật trẫm trẫm còn không phải rất muốn như vậy sớm liền lập hậu tuyển phi trẫm còn nhỏ đâu nói xong lời cuối cùng một câu hắn nhìn một chút chính mình hình thể khó được có mấy phần ngại ngùng ngu ngơ bổ sung một câu mặc dù tròn là tròn hơi có chút phùng thái hậu sa sầm nét mặt nào chỉ lạc một chút bệ hạ đối với mình hình thể trong lòng liền không có điểm số a truyền a gia ý chỉ tuyên minh điện mỗi ngày đồ ngọt từ hôm nay trở đi hủy bỏ mục tông mở to hai mắt nhìn nhìn xem không lưu tình chút nào xoay người rời đi phùng thái hậu vội vã đuổi theo mẫu hậu có chuyện thật tốt nói vạn sự dễ thương lượng chương 60 Vào thành Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hứa dược bình hồi kinh, đem cùng trước Bắc hạ quốc giao chiến sự tình tường tận hướng phùng thái hậu bẩm đến, này ở trong tự nhiên cũng thỉnh thoảng đề cập quân sư chu quý trừng trên chiến trường tính toán không bỏ sót, trong lời nói tràn đầy đối tên này chu quân sư cảm kích cùng khen ngợi. Lần này có thế đại hoạch toàn thắng, thần không dám giành công, nếu không phải chu đại nhân từ bên cạnh hiệp trợ đề điểm, thần chỉ sợ sớm đã đã ngộ trúng địch mà tính, thi cốt hoàn toàn không có, nơi nào sẽ có hôm nay. Chu đại nhân vốn chỉ là một tên thư sinh yếu đuối, lại từng thân chịu trọng thương cho nên thân thể càng thêm yếu đuối, có thế hắn lại đem sinh tử không để ý, đi theo thần bốn phía chinh chiến xuất sinh nhập tử, càng là nhiều lần cứu vãn thần tại nguy nan ở giữa. Thần cho rằng, Chu đại nhân đối chiến trận sức quan sát, sức phán đoán, đối chiến thuật sử dụng, ở xa thần phía trên, hắn tuy không chiến tướng chi năng, lại có chủ soái chi tài. Phùng Dụ Trân cũng không cắt đứt hắn, chỉ là lặng lặng nghe. Nếu không có chủ soái chi tài, lại nơi nào sẽ có đại lương tồn tại? Nhớ năm đó, Lương Vương Mục Nguyên phủ công vô bất khắc, chiến vô bất thắng uy danh, liền ngay cả ba tuổi hài đồng cũng biết. Nếu không phải có rất có thể, như thế nào lại thu phục được Thượng quan Viễn một đám ngay lúc đó anh hùng hào kiệt? Nhìn hắn bây giờ đổi đầu đổi mặt, triệt để đổi thân phận khác có thế vẫn có thể thắng được hứa dược bình thượng quan viễn những người này kính để liền có thể biết rồi người bản sự sẽ không bởi vì đổi cái tình cảnh thay đổi thân phận mà mất đi cho nên nàng cho tới bây giờ liền không có xem nhẹ quá hắn hứa dược bình suy nghĩ liên tục nghĩ đến năm đó tiến về định châu lúc thái hậu từng cho mình mật chỉ vẫn là không nhịn được nói mặc kệ là tại định châu cái kia mấy năm cốt hơn theo thần chinh chiến thời gian cùng chu đại nhân có thư từ qua lại chỉ có huyện chủ một người trừ cái đó ra hắn liền chỉ là nghiên cứu dư đồ cùng sách lược tác chiến không còn gì khác thần dám lấy trên cổ đầu người đảm bảo chu quý trừng chu đại nhân đối đại lương đối thái hậu trung tâm chứng giám tuyệt không hai lòng mời thái hậu minh giám phùng dụ trân vẫn là không có nói chuyện chỉ là thầm thở dài vậy đại khái chính là thường nói anh hùng tiếc anh hùng đi nàng liền chưa thấy qua hứa dược bình như thế giữ gìn một người ngay cả mình mệnh đều có thể lấy ra vì đối phương làm bảo đảm hứa khanh lời nói ai gia đều hiểu mặc kệ là hứa khanh vẫn là chu khanh đều là đối triều đình có công lớn cực khổ người ai gia đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng ôn thanh nói hứa dược bình biết mình lần này đã có chút đi quá giới hạn nhưng nghe thái hậu nói như thế lập tức yên lòng phùng thái hậu đối với hắn có ơn tri ngộ nếu không phải nàng, hắn chỉ sợ bây giờ vẫn chỉ là một tên nho nhỏ thiên hộ, lại làm sao có được hôm nay phong quan như vậy. Nhưng là Chu đại nhân đối với hắn lại có ân cứu mạng, ngày xưa càng là lấy bạn chỗ chi, hắn cũng bất nhẫn cô phụ. Cũng may Thái hậu nhìn rõ mọi việc, Chu đại nhân lại là trung tâm chứng giám, hắn liền không cần lại hai bên làm khó. Một ngày này, Phùng Thái hậu luận công hành thưởng, phong đại tướng quân hứa dược bình vì định Bắc hầu, trấn quốc đại tướng quân, đồng dạng không thể bỏ qua công lao quân sư Chu Quý Trừng Tấn là binh trưởng sử, gia phong trung lan tướng. Còn lại có công chi thần, cũng từng cái có thể tấn cấp thụ phong. Trong lúc nhất thời, mãn triều văn võ đều biết đạo năm đó người Ngọc Công Tử, bây giờ đã dựa vào bản lĩnh thật sự, được đại lương tướng sĩ, cùng Phùng Thái Hậu thừa nhận. Mặc dù binh tướng trưởng sử, trung lan tướng phẩm cấp cũng không tính là 10 phần cao, nhưng ở trong quân đều là có thực quyền người, cũng có mang binh quyền lực, nếu không phải có bản lĩnh thật sự, đến tướng sĩ thừa nhận, Thái hậu lại như thế nào sẽ đem dạng này chức quan trao tặng hắn. Đối kinh thành đại đa số người mà nói, binh tướng trưởng sử cũng tốt, trung lan tướng cũng được, cũng không bằng người ngọc công tử, thanh danh vang dội, cũng không ít người nhớ tới người ngọc công tử năm đó phong thái, lại nghĩ tới bây giờ trong quân đội cũng liều ra một phen tiền trình chu quân sư không khỏi cảm thán người ngọc công tử lại còn là cái văn võ song toàn người Ngọc Công Tử chi danh lại bị đề cập, ngay tiếp theo Vĩnh Hòa Đại trưởng Công Chúa cũng đi theo phong quan một thanh, không ít người đều cảm thấy nàng con mắt tinh đời, còn có thể tìm di đến lấy như thế một nhân vật không tầm thường. Vĩnh Hòa Đại trưởng Công Chúa trong lòng đắc ý, đi đường đều mang gió. Nam An Vương nhìn không được nàng bộ này đắc ý bộ dáng, khinh thường nói. Chỉ là một cái trung lan tướng lại coi là cái gì, người tam thúc ta còn có thể đem ngụy quốc nhiếp chính vương cho tiếng cử tiếng cung đâu. Vĩnh Hòa đại trưởng công chúa nụ cười trên mặt ngưng lại, hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát mặt kệ hắn. Mấy năm này, nghĩ trăm phương ngàn kế hướng trong cung tiến cử tuấn tú công tử người ta càng ngày càng nhiều, tựa như lần trước đổng công tử, chính là Vĩnh Ninh bá phủ dơ lên tiếng đi vào. Chủ yếu nhất vẫn là thái hậu khẩu vị tự hồ trở nên có chút nhìn không thấu, nàng bây giờ cũng bắt không cho phép cái gì loại hình công tử càng thụ nàng ưu ái. Thường thường là lúc này này chủng loại hình công tử bị coi trọng, tiếp theo hồi nàng lại nhìn trúng một loại khác hoàn toàn khác biệt loại hình. Phụ nhân này a, à, thật đúng là giỏi thay đổi. Mà biết được chu thúc thúc thăng lên quan hổ nữ, không kịp chờ đợi viết xong tin, đem tin tốt này cáo tri ở xa ngụy quốc mục nguyên phủ. Mặc dù nàng biết mình phong thư này, tuyệt sẽ không so thái hậu ý chỉ tới sớm hơn trong tay đối phương, thế nhưng là cũng không thèm để ý, nàng chỉ là nghĩ thấu quá này truyền đạt trong lòng mình vui sướng mà thôi một cảnh gặp nàng trân trọng đem viết xong tin thu nhập phong thư bên trong nhếch miệng lại cho ngươi cái kia Chu Thúc Thúc viết thư rồi bất quá một cái Trung lan tướng mà thôi cũng đáng được ngươi như vậy cao hứng Hổ Nữ trừng mắt liếc hắn một cái ngươi biết cái gì Chu Thúc Thúc dựa vào bản thân thực lực đi đến hôm nay đạt được mọi người khẳng định ta tự nhiên mừng thay cho hắn bằng bản lãnh của hắn tương lai nhất định cũng có thể cùng hứa đại tướng quân bình thường phong hầu. Một cảnh xem thường. Hắn sao có thể cùng hứa đại tướng quân so sánh? Hứa đại tướng quân một đầu ngón tay, liền có thể bắt hắn cho cuộc ngã. Hổ nữ phi thường bất nhã hướng hắn lật ra một cái bạch nhãn, mắng. Mang binh đánh giặc chỉ là dựa vào tướng lĩnh vũ lực A, mãn phu một cái. Nha đầu điên, ngươi nói ai là mãn phu đâu? Một cảnh nổi giận ngươi mắng ai nha đầu điên đâu. Hổ nữ song mi đứng đấy, không hề nhượng bộ chút nào hỏi lại. Gặp hai người nói không đến hai câu lại cãi vã, thọ khang công chúa thở dài, hoàng đế mục tông tập mãi thành thói quen nhún nhún vai, thừa dịp không ai chú ý, cực nhanh hướng miệng bên trong lấp một khối đường trắng bánh ngọt. Mẫu hậu thật là thật là lòng dạ độc ác na. Nói hủy bỏ tuyên minh điện món điểm tâm ngọt liền thật là hủy bỏ, bất luận cầu mong gì khác bao lâu đều không có chút nào chỗ trống để xoay chuyển. Thương hại hắn chỉ có thể cũng không có việc gì đến một cảnh nơi đó cọ ăn chút gì. Ai, thế mà còn là không cách nào thực hiện món điểm tâm ngọt tự do, hoàng đế này làm được cũng quá không có ý nghĩa. Một nguyên phủ thu được tiểu cô nương tin lúc, quân y ngay tại vì hắn trị liệu trên cánh tay cái kia rất được có thể thấy được xương cốt đầu vết đau, rõ ràng đau đến ứa ra mồ hôi lạnh nhưng cố không nói tiếng nào nam tử, đang nghe có kinh thành tới phong thư lúc, mặt không có chút máu trên mặt thế mà trong nháy mắt liền giàu dạt nụ cười vui mừng. Lấy ra. Ta. Nhìn một cái. Tự mình cầm tin vào tới thượng quan viễn thấy thế bất đắc dĩ nói. Chạy không được của ngươi, truyền chỉ quan còn tại chờ lấy đâu, ta trước hết đem thư lấy đi vào cho ngươi. Một nguyên phủ tiếp nhận tin, nhìn xem phong thư bên trên cái kia quen thuộc chữ viết, ánh mắt liền có mấy phần ôn nhu. Này tiểu huyện chủ Tinh, thật đúng là so chữa thương thuốc còn có tác dụng a. À? Thấy hắn như thế, thượng quan viễn không khỏi cười trêu nói. Nhưng cơ hội này, quân y động tác lưu loát đem miệng vết thương lý hảo, lại băng bó thỏa đáng. Phượng Hoa vén rèm đi đến. Nghe nói là Chu huynh thăng quan ý chỉ, sao còn không nhanh đi tiếp chỉ? Ngược lại là truyền chỉ quan chờ trực. Hắn lúc này nơi nào còn nhớ rõ có truyền chỉ quan đang chờ đâu? Thượng quan viễn phủi phủi tay áo bên trên tro bụi, hướng phía chính nghiêm túc đọc lấy phong thư một nguyên phủ chép miệng. Đây là đánh ở đâu ra tin A? Phượng Hoa thuận miệng hỏi. Còn có thể là nơi nào, tự nhiên là kinh thành, minh đức điện bên trong ra. Thượng quan viễn thuận miệng trả lời. Phượng Hoa tim nhảy một cái. Minh đức điện. Không phải là người kia. Là tiểu huyện chủ tinh lưu luyến không rời mà đem thư xếp lại một nguyên phủ bổ sung một câu thì ra là thế là đứa bé kia tin tiểu huyện chủ cùng ngươi ngược lại là muốn tốt đã nhiều năm như vậy còn nhớ rõ ngươi cái này chu thúc thúc tâm tư của một đứa trẻ mẫn cảm nhất có thể thấy được trong cung thời điểm ngươi thật là thực tình đãi nàng khi là cái hảo hài tử ai lại sẽ cam lòng không đợi nàng tốt đâu một nguyên phủ cảm thán một tiếng này cũng chưa hẳn. Phượng Hoa trở về câu. Mục Nguyên phủ vừa nghe là biết hắn ám chỉ hổ nữ cha đẻ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Bất quá xúc sinh mà thôi. Mấy năm này, trong cung ngoài cung đều không người dám tại tiểu cô nương trước mặt đề cập thân thế của nàng, nhưng Mục Nguyên phủ cảm thấy, lấy tiểu cô nương thông minh, chắc hẳn đối với mình thân thế cũng sớm đã biết được. Chỉ mặc kệ nàng phải chăng biết được, như thế xúc sinh cũng sớm đã không hợp với hiện tại trước mắt của nàng. Phượng Hoa thấy thế cũng không tiếp tục nói, chỉ là nhìn xem hắn đem phong thư trân trọng cất kỹ sau, cùng thượng quan viễn ra ngoài tiếp chỉ. Hắn chấp tay sau lưng, xuyên thấu qua cửa sổ vải nhìn về phía nơi xa, nghĩ đến càng ngày càng gần Ngụy quốc kinh thành, lại nhớ tới ngày đó cùng Phùng Thái Hậu kết minh lúc nâng lên điều kiện, hắn không khỏi mỉm cười. Xuân đi thu đến, đương Phùng Tinh Dư tiểu cô nương chính thức bước vào 14 tuổi lúc, tiền tuyến truyền về tin vui, Ngụy Quốc kinh thành bị công hãm, cùng Ngụy Quốc hoàng thất có huyết hải thâm cừu tiền Ngụy nước nhiếp chính vương Phượng Hoa, tự tay chặt xuống Ngụy Quốc hoàng đế đầu lâu, giết hết hoàng thất trưởng thành hoàng tử sau, Ngụy Quốc chính thức diệt vong. Phượng Hoa thực hiện lời hứa năm đó, dẫn hắn thân vệ quân, tự tay mở ra Ngụy Quốc kinh thành đại môn, đem đại lương quân đội đón vào thành. Đóng chặt cửa thành từng chút từng chút bị người từ giữa đầu mở ra, một nguyên phủ trong mắt quan mang đại thịnh, cầm dây cương tay không chịu được trung nhẹ nhẹ. Đây là hắn trùng sinh đến nay, lần đầu lấy tướng lĩnh thân phận xuất hiện tại mọi người trước mặt, hắn chỉ cảm thấy đầy người nhiệt huyết đều muốn sôi trào. Đã từng hùng tâm tráng trí, tại hắn cưỡi lên chiến mã, phủ thêm khôi giáp một khắc này, lại lần nữa mãnh liệt đánh tới. Chí khí chưa thù thân chết trước hối hận, hắn rốt cục có cơ hội sang bằng. Giờ này khắc này, hắn vô cùng cảm kích trời xanh cho hắn lại đến một lần cơ hội. Hắn hiếp lại hai con ngươi, nhìn qua trên đầu thành ngụy quốc cờ xí bị đánh ngã, thay vào đó là đại lương cao cao tung bay lấy cờ xí. Trên mặt của hắn, chậm rãi tràn ra nhất định phải được dáng tươi cười. Cách nhất thống trung nguyên, lại tới gần một bước. Khụ khụ khụ. Đột nhiên, hắn cảm thấy ít hầu một ngứa, nhịn không được ho khan, có thể nghĩ đến quanh mình tiếng hoang hô, hắn lại cường tự ép xuống, miếm chặt đôi môi, không để cho mình lộ ra nửa phần dị dạng. Rốt cục, đại quân tiến vào trong thành, hắn theo sát lấy thượng quan viễn trở mình lên ngựa, từng bước từng bước bước về phía ngụy quốc hoàng cung. Đi tới đi tới, hắn cảm thấy Thái Dương từng đợt mơ hồ đau đớn, bất quá cũng không thèm để ý, mấy năm này càng lớn đau đớn hắn đều trải qua, điểm ấy nho nhỏ khó chịu tự nhiên không để trong lòng. Thế nhưng là, khi hắn đạp vào thềm đá lúc, chợt thấy mắt tối sầm lại lập tức hai chân mềm nhũng cả người lập tức liền từ trên thềm đá lăn xuống dưới đại nhân quân sư